Ngươi ẩn vào Đông Hoàng Tông, đem Chu Tước Quốc nhân vật mấu chốt đều cho mang ra. Nhất là, Vệ Tịnh, phụ thân, hắn có thể biết tường tình. Vâng, này người vẫn là, Mộ Dương, đích sư tôn, là hắn thu dưỡng Mộ Dương. Bệ hạ thế nhưng là hoài nghi, cái này Mộ Dương, cùng Lý Mộ Dương có quan hệ. Mộng Thính Vũ hỏi. Không có khả năng, Lý Mộ Dương ta thân thủ giết chết, thi thể cho ta phong tồn hơn 40 năm, đã tan thành mây khói. Nhưng, loại này tên phía trên trùng hợp, nhất định có bí mật. Lão giả có một loại trò chơi phong trần khí chất, nhưng là hiện tại, hắn mi đầu thật sâu nhíu lại. Rất hiển nhiên, sự biến hóa này, vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Bỗng nhiên, lão giả ánh mắt sáng lên. Kỳ Lân cổ tộc mấy cái kia thái thượng, danh xưng luân hồi kết giới, tại Đông Hoàng cảnh tìm được Lý Mộ Dương cùng, luân hồi kính diện, tồn tại. Bọn họ trong miệng Lý Mộ Dương, cùng cái này, Mộ Dương, sẽ có hay không có quan hệ. Lão giả nói. Không rõ ràng, dù sao Mộ Dương, không có, luân hồi kính diện, đúng không? Sau khi trở về, người phái người tiếp xúc một chút Kỳ Lân cổ tộc, để bọn hắn đem đi qua quy tắc chi tiết, toàn bộ nói rõ ràng. Lão giả nói. Vâng. Đông Hoàng cảnh, đến. Xuất hiện tại hai người trước mắt, là một cái huyết sắc kết giới bao trùm lấy một đám thương sơn, ngoại nhân căn bản nhìn không đi vào. Tiểu Vũ, người tuổi tác không lớn, thì đã đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, so ta tất cả con gái đều ưu tú, tương lai có hy vọng cổ thánh. Ta còn không thể ra tay, lần này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta đối với ngươi cho kỳ vọng cao, lấy ngươi tứ tinh thần văn sư thực lực, đi vào cầm ra tới một cái vô danh tiểu tốt, có thể làm đến a. Lão giả ánh mắt thâm trầm nói. Huyết kiếp kết giới là ngũ tinh thiên văn kết giới, ta không quá quen thuộc, nhưng là có thể thử một chút. Mộng Thính Vũ chân thành nói. Ta muốn là thành công. Nhất định. Đi thôi, lão giả trong mắt có yêu chiều chi sắc, nói. Tịnh Nhi muốn là như người vậy nghe lời, vậy cũng tốt. Thiên mệnh công chúa không biết bệ hạ chi ái, thật đáng tiếc. Mộng Thính Vũ nói. Nhân sinh không như ý, 89/10, lão hủ quen thuộc. Lão giả khoát khoát tay, nói, đem, vệ thiên thương, mang ra, ta trực tiếp lấy bí pháp, đem trí nhớ của hắn tìm ra tới. Vâng. Vệ Tịnh đã cùng vệ thiên thương nói qua, đông thần núi Lý Mộ Dương cố sự. Một khi bị bắt, lão giả tất nhiên có phát giác. Mộng Thính Vũ trên thân xương trắng từng trận, nàng như là một trận huyễn ảnh, phiêu nhiên tiến vào huyết kiếp kết giới bên trong. Lão giả thì chờ ở bên ngoài, hắn nằm tại trên một thân cây, đung đưa đi đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, huyết kiếp kết giới bên trong, truyền đến một tiếng thô kệch tiếng cười. Từ đâu tới mỹ nhân a, xinh đẹp như vậy, không biết bản tông chủ ngay tại phòng bị. Sắc sao? Không nên ép ta phạm tội a. Đừng chạy, đã tới thì lưu lại làm khách thôi, ta cái này có tuyệt thế mỹ tử đâu, uống một miệng lại đi a. Không nể mặt mũi đúng hay không? Vậy ngươi thì quỳ xuống cho ta, cho lão tử kêu, 18. Mò. Rầm rầm rầm. Xương máu lăn lộn bên trong, truyền đến to lớn tranh đấu động tĩnh. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút vặn vẹo. Cứu ta. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến Mộng Thính Vũ thanh âm tuyệt vọng. Ngay sau đó, im bặt mà dừng. Huyết kiếp kết giới, khôi phục yên tĩnh. Sau đó nửa canh giờ, cũng không có động tĩnh. Lão giả ánh mắt như địa ngục hoàng tuyền một dạng tĩnh mịch. Hắn quay người rời đi thời điểm, vô tận sát khí bao phủ, làm đến phương viên hơn ngàn mét cây cối, đều tại trong lúc vô hình khô héo. Thất tinh quân đoàn bỏ ra thời gian một ngày, quét sạch thần đô bên trong hung thú. Cơ hồ thanh trừ sạch sẽ. Lúc kết thúc, Đông Dương Lăng bên kia truyền đến tin tức, Trầm Uyên chiến trường thần đô phạm vi, đã để bọn họ đánh hạ. Đến đón lấy một đoạn thời gian, bọn họ thần văn sư sẽ kiến tạo mới thiên văn kết giới, phong bế thông đạo, để Đông Dương Dục cũng đã không thể mượn nhờ hung thú bảo mệnh. Hiện tại Đông Dương Dục, bị vây khốn ở Hoàng Thành, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý Thiên Mệnh ám tinh doanh, quay trở về thập phương đạo cung. Trước lúc này, Lam Hoàng luyện hóa Ngạc Mộng Hải yêu giác tỉnh thần thông, thành công đột phá huyết mạch gông xiềng, đã thức tỉnh mới thần thông. Cái tên vì Trạm Lam Hải Ngục. Đây là một loại cùng Ngạc Mộng Hải yêu tương tự, có thể đem bùn đất mặt đất, chuyển hóa làm nước thần thông. Trạng thái mạnh nhất, tự nhiên là tan rã lục địa, biến hóa biển cả. Mà lại, không thể nghịch chuyển. Loại thần thông này tại rất nhiều nơi, nói thí dụ như thần táng bên trong, khả năng không dùng được.
nhưng là có thể dùng tới địa phương, tuyệt đối có thể phát huy ra, so Hải Linh Thư khủng bố hơn rất nhiều lực sát thương. Ngạc Mộng Hải Yêu có hai đại thần thông, một loại khác thanh âm mê hồn thần thông, Lam Hoàng không có kế thừa, tương đương với thất bại. Dù sao, Lam Hoàng cũng là giọng lớn, cũng không am hiểu phương diện này. Hắn chạm Lam Hải Ngục uy lực cùng quy mô, so Ngạc Mộng Hải Yêu thần thông mạnh hơn rất nhiều, theo Lam Hoàng cảnh giới tăng lên, cái này một thần thông uy lực, không tồn tại hạn mức cao nhất. Lam Hoàng là sơn thủy cự thú, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, nó còn có một loại tại biển cả bên trong, sinh sinh tạo ra lục địa, thực hiện sơn hải lẫn nhau chuyển hóa thần thông, chỉ là tạm thời không có giác tỉnh. Có cái này thần thông, Lam Hoàng tương đương tự mang chiến trường. Hải Linh Thư, cũng không dùng tới. Thiên Mệnh, cung chủ có chuyện quan trọng tìm ngươi, cùng cha ngươi Lý Mộ Dương có quan hệ. Lý Thiên Mệnh vừa trở về thời điểm, Bạch Tử Căng ngay tại Thập Phương Đạo cung cửa chờ hắn. Điện chủ, các vị tinh vương, cung chủ cũng để cho các ngươi đi một chuyến. Bạch Tử Căng nói, đi thôi. Dạ Nhất cùng 7 vị tinh vương, tăng thêm Lý Thiên Mệnh cấp tốc tiến về Thập Phương Thánh Điện, còn lại thất tinh quân đoàn quý vị là đủ. Cung chủ, chúng ta đến. Dạ Nhất tại Đạo Thiên Cung cửa nói. Tiến đến. Lý Thiên Mệnh bọn họ nối đuôi nhau mà vào, sau khi đi vào, phát hiện lấy Bạch Mặc cầm đầu Thập Đại Điện Vương đều ở nơi này. Thiên Mệnh, Vi Sinh Vân Tịch đối với hắn vẫy tay. Có cha ta tin tức, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Có người hướng đạo cung đưa tới một tờ giấy, lạc khoản là Lý Mộ Dương. Ngươi xem một chút, Vi Sinh Vân Tịch đem một tờ giấy, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xem xét, chỉ thấy phía trên viết. Vi Sinh cung chủ, năm đó ta cũng không có cướp đi, luân hồi kính diện còn tại thượng cổ hoàng tộc trong tay, mời điều tra 40 năm đến, thần quốc cương vực bên trong người mất tích Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh xem hết, đem tờ giấy cho Dạ Nhất bọn họ sau khi xem xong, đồng dạng một mặt ngưng trọng. Luân hồi kính diện còn tại thượng cổ hoàng tộc, nhưng là bọn họ lại tuyên bố bị Lý Mộ Dương cướp đi, là mục đích gì? Dạ Nhất nói, thừa cơ đem luân hồi kính diện đi vào chỗ tối, tẩy trắng chính mình, trong bóng tối dựa vào luân hồi kính diện tu hành. Vi Sinh Vân Tịch nói, bọn họ vốn là coi là, thượng cổ hoàng tộc mất đi luân hồi kính diện, tương lai khẳng định sẽ suy yếu, tăng thêm cản đế chết bất đắc kỳ tử, huynh đệ nội đấu, sự suy thoái đến tận đây. Nhưng tình huống bây giờ, giống như có chút khác biệt. Như vậy, là tại Đông Dương Dục trên tay, vẫn là Đông Dương Lăng trên tay. Dạ Nhất hỏi, mọi người lắc đầu, ta suy đoán có thể là Đông Dương Lăng, cái này chỉ sợ là Đông Dương Dục nhất định phải giết lý do của hắn, cũng là hắn dám tiếp nhận, chúng ta đạo cung trợ giúp lý do. Bạch Mặc nói, không thể xác định, Đông Dương Dục cũng có khả năng. Dù sao Đông Dương Dục thực lực mạnh hơn một chút, có thể là mượn nhờ luân hồi kính diện tu hành kết quả. Dạ Nhất nói, không căn cứ suy đoán vô dụng, giống như Lý Mộ Dương nói, lập tức phái người tìm kiếm thần quốc phạm vi bên trong, 40 năm người mất tích, luân hồi kính diện quy mô lớn như vậy, rất khó hoàn toàn che giấu đi, tra một chút là người nào làm, nhất là gần nhất. Dạng này liền có thể đẩy lên gãy mất, luân hồi kính diện rất khó đối phó, nhất định phải có phòng bị. Vi Sinh Vân Tịch nói, vâng, chờ một chút. Lý Thiên Mệnh cầm lại tờ giấy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, này làm sao giống như là ta Dương Thúc chữ viết a? Đã từng vừa tới Đông Hoàng Tông, Mộ Dương tiễn hắn tà ma trên cái dương, có một tờ giấy, Lý Thiên Mệnh lấy ra so sánh một chút, chữ viết hoàn toàn tương tự. Người Dương Thúc, là ai? Lý Thiên Mệnh liền đem Mộ Dương sự tình nói một lần. Hắn cũng là Lý Mộ Dương, người cha, Bạch Mặc kích động nói. Không thể nào, ta Dương Thúc thì thiên ý cảnh giới, mà lại, hắn là ông ngoại của ta từ nhỏ nuôi lớn, chắc chắn 100%. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao lại như vậy? Ta thật xác định, hắn cùng ta mẹ cùng một chỗ thanh mai trúc mã lớn lên. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ ngươi tên gọi là gì? Vệ Tịnh. Mọi người liếc nhau một cái, ào ào có chút mơ hồ vòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luân hồi chuyển thế, thật có loại này mơ hồ sự tình. Không thể nào, Dạ Nhất nói. Việc này sau này hãy nói, trước cha người mất tích. Vi Sinh Vân Tịch nói, lập tức đi an bài. Vâng, Lý Thiên Mệnh nhất định không tin, Lý Mộ Dương hòa hắn Dương Thúc có quan hệ, nhưng là hắn chợt nhớ tới, Vệ Tịnh nói một câu nói. Lần sau gặp mặt, hắn chính là cha của ngươi. Chẳng lẽ, thật là hắn? Hiện tại càn đế chết bất đắc kỳ tử, thần đô không ai có thể chế phục hắn,
hắn vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta? Hắn quả thật rất muốn gặp hắn một chút, mặc kệ hắn có phải hay không Mộ Dương. Cung chủ, có cha ta bất cứ tin tức gì, lập tức cùng ta nói một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã khiến người ta tại thần đô phụ cận tìm hắn, hắn khả năng có còn lại khó xử, tạm thời không thể hiện thân đi, ngươi không cần phải gấp. Vi Sinh Vân Tịch nói. Luân hồi kính diện ảnh hưởng đại sao? Vẫn còn, ta có biện pháp giải quyết. Lý Thiên Mệnh cái này an tâm. Hắn về tới tinh tướng phủ đệ, lần này bắt đầu, hắn chuẩn bị xông vào thiên chi thánh cảnh. Linh Lung Thành, Yêu Nguyệt Lâu. Yêu Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng tầng cao nhất lại một mảnh tối tăm. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, một cái khuôn mặt hung hãn nữ nhân, dọc theo thang đu từng bước một đi lên, đi tới tầng cao nhất. Nàng ở trước cửa đứng trong chốc lát, nói, các chủ, ta là Cô Tô Ly, ngươi để cho ta làm sự tình, ta đã làm thành, khôn nguyên cảnh 30 vạn người đã đưa đến, dọc theo đường lấy tối cao trình độ giữ bí mật, không người phát giác. Tầng cao nhất bên trong rất an tĩnh, không có người nói chuyện, nhưng là Cô Tô Ly biết, bên trong có người. Đã như vậy, ta liền trước hồi thần đô, gần nhất chiến loạn quá hung, Linh Lung Các không tốt lắm, rất nhiều nhân mạch, thương mạch đều gãy mất. Cô Tô Ly nói. Sau khi nói xong, tầng cao nhất bên trong, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến cô Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, đây là Mộng Thính Vũ địa phương, nàng vì sao một câu đáp lại đều không cho mình. Các chủ, người ở đâu? Cô Tô Ly dừng lại bước chân, hỏi một câu. Vẫn không có người đáp lại. Chẳng lẽ ra chuyện, ta tiến đến xem, thứ lỗi. Sau khi nói xong, nàng gõ cửa, đẩy ra, mang theo đề phòng, đi vào trong đó. Trong bóng tối, tầng cao nhất bệ cửa sổ bên cạnh, đứng đấy một cái quần áo rách dưới, toàn thân ướt nhẹp lão giả. Hắn ánh mắt chạy không, nhìn lấy phương xa thần đều. Ngươi là ai? Cô Tô Ly thanh âm lạnh lùng hỏi, lúc nói chuyện, nàng đã lấy ra binh khí, hắn cộng sinh thú tùy thời đều có thể đi ra. Lão giả không nói gì, an tĩnh xoay người lại. Làm, càn đế, bệ hạ, Cô Tô Ly ánh mắt chừng đến to lớn, cả người dọa đến khẽ run rẩy. Rất rõ ràng, nàng căn bản không biết càn đế còn sống. Điều này nói rõ, nàng thay Mộng Thính Vũ đi tìm 30 vạn người, cũng không biết những người này chân chính tác dụng. Những năm gần đây, đều là Mộng Thính Vũ chính mình tự mình xử lý. Cô Tô Ly, người qua đây. Lão giả vẫy vẫy tay. Vâng. Cô Tô Ly run run một chút, nàng đồng tử phóng đại, tay chân run nhẹ nhẹ, biểu lộ 10 phần, kinh hỉ, nói, nguyên lai bệ hạ còn khỏe mạnh, cô Tô Ly vì bệ hạ cao hứng, vì hoàng tộc cao hứng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng đổi qua rất nhiều ý nghĩ, mơ hồ cảm thấy, đây là một trận đại âm mưu. Cao hứng sao, càn đế khẽ cười cười. Lúc này thời điểm, cô Tô Ly đã đi tới trước mắt của hắn. Bái kiến bệ hạ, cô Tô Ly quỳ gối dưới chân của hắn. Nhịn không được dập đầu. Rất tốt, càn đế nhẹ gật đầu, đáng tiếc, ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, không nên tiến đến. Bệ hạ. Ba. Lão giả đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, nhất trưởng chùm lên Cô Tô Ly trên ót. Cô Tô Ly trừng to mắt, vỡ toang ngã xuống đất. Oanh. Một con bướm cộng sinh thú theo hắn trên thân sông ra ngoài, vừa tới cửa, vị trí kia bỗng nhiên xông vào đến mấy cái đầu thú. Đem cái này hồ điệp cộng sinh thú sinh sinh xé rách. Nó kêu thảm đều không phát ra tới, thì hoàn toàn chết thảm. Trong lúc nhất thời, máu tươi khắp nơi trên đất. Không có ý tứ, thời điểm then chốt, ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Lão giả xé nứt màn cửa, xoa xoa tay cầm, dẫm lên Cô Tô Ly thi thể, đi ra. Sắc trời tối tăm, tầng cao nhất cửa, bò lổm ngổm một cái cự thú. Mơ hồ có thể nhìn đến, nó hết thảy có 9 cái cự đại đầu. Nó ngay tại nuốt ăn hồ điệp cộng sinh thú thi thể, phát ra tác tác thanh âm. Tiểu Vũ những năm này cũng không dễ dàng, có thể đem luân hồi kính diện sự tình, giấu giếm lâu như vậy, mỗi lần đưa tới mấy trăm ngàn con cá nhỏ, lại không làm cho bất luận kẻ nào phát giác, đây chính là một loại bản sự. Cái kia cự thú nói, nàng làm được cũng không tệ lắm, trước kia là mẹ nàng giúp ta, hiện tại đến phiên nàng. Đáng tiếc, nàng lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Hy vọng hết thảy sau khi kết thúc. Nàng còn có thể sống được đi. Không có nàng tại, ta liền không thể, thần không biết quỷ không hay hưởng dụng con cá nhỏ. Trước kia, cả ngày bị nhiều chuyện người đâm cột sống mắng, vậy cũng rất khó chịu a. Linh Lung Các thương mậu yểm hộ, thế nhưng là cái tuyệt diệu biện pháp. Lão giả cảm khái nói.
nàng sẽ tiết lộ kế hoạch của ngươi sao? Cự thú hỏi. Sẽ không, nàng biết, có một số việc, cho dù chết cũng không thể nói. Nếu không các nàng thế gia cùng Linh Lung các hết thảy, đều sẽ không còn tồn tại. Lão giả nói. Vạn nhất nàng tiết lộ Linh Lung thành bí mật chứ? Cái này chính hợp ý ta, con cá nhỏ đã đến, là thời điểm, vì sao cùng trò vui, tăng thêm một mồi lửa. Coi như nàng không tiết lộ, ta đều muốn dẫn Vi Sinh Vân Tịch đến xem, lão hủ chăm chú nấu nướng kính hổ cá nhỏ canh. Lão giả cười. Bắt đầu đi, cự thú nói. Ừm. Bọn họ một người một thú, đi vào yêu nguyệt lâu dưới, một mảnh hồ nước trước đó. Cái kia hồ nước chỉnh viên hình, từ trên trời nhìn, tựa như là một mặt hình tròn tấm gương, mặt hồ hình chiếu ra bầu trời. Đáng tiếc hôm nay bầu trời một mảnh tối tăm, dẫn đến mặt hồ đồng dạng tối tăm. Cự thú rơi vào hồ nước phía trên, đừng nhìn nó hình thể vô cùng to lớn, lại có thể phát ra tiếng hát du dương, tựa như ảo mộng, nghe mười phần êm tai. Phiến thiên địa này dường như thành phong nguyệt giang, lịch sự tao nhã, cao quý, có thể gây nên hồn linh phía trên cộng minh. Tại tiếng cao uyển chuyển, truyền đi hứa xa thời điểm, phía trước trong sương mù, bỗng nhiên có nguyên một đám người đi ra. Bọn họ trên mặt nụ cười, vô cùng vui sướng, bọn họ nắm người yêu của mình, thân nhân cùng huynh đệ tỷ muội, nối liền không dứt đi tới. Bọn họ trên cơ bản lấy thanh thiếu niên làm chủ, còn có thật nhiều hài đồng, bọn nhỏ mười phần vui sướng, bọn họ không biết mình là bị tiếng ca hấp dẫn, bọn họ hát một chút nhảy nhót, lẫn nhau truy đuổi, đi tới cái kia một mặt hồ nước trước đó. Nuôi thả nhìn lại, đám người lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Bọn họ nụ cười trên mặt, cho tới bây giờ đều không có biến mất qua, mỗi người đều tản ra, một loại thỏa mãn mà cảm giác vui mừng. Bọn họ đắm chìm trong tiếng ca, làm người đầu tiên đi vào hồ nước về sau, tất cả mọi người, đều dường như không nhìn thấy hồ nước một dạng, tiếp tục đi lên phía trước. Con cá nhỏ, vào nồi rồi, lão giả chắp tay sau lưng, trên mặt nụ cười vui mừng, hắn lẫn trong đám người. Khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Hồ nước bắt đầu rất nhạt, nhưng càng ngày càng sâu, đi qua mấy mét về sau, phía trước nhất người đã bị hồ nước che mất. Thế nhưng là, hắn vẫn là tiếp tục đi lên phía trước, bọn họ còn có một số thú nguyên, tại trong hồ nước, kiên trì một đoạn thời gian, cũng không vấn đề. Hô hô hô, càng ngày càng nhiều người, trên mặt nụ cười đi vào hồ nước bên trong, có người chủ động chìm đến đáy hồ, cho người ở phía trên trở lại không gian tới. Không nên gấp, không nên gấp, tất cả mọi người có vị trí. Mỗi một điều con cá nhỏ, đều có thể vì thần quốc trường trì cửu an, làm ra vĩ đại cống hiến, các ngươi đều là vĩ đại con cá, lão hủ, chỉ là đưa các ngươi một trận tạo hóa mà thôi. Lão giả cười nói, trọn vẹn qua một canh giờ, toàn bộ hồ nước, đã lấp kín người, thì cùng là xuống sủi cảo giống như, ở trong nước đông đúc, rất nhiều người đều nặng dưới đáy nước, có mấy chục người áp trên đầu. Không hề nghi ngờ. Bọn họ sẽ rất khó chịu. Thế nhưng là, liền xem như tầng dưới chót nhất người, đều mang nụ cười hạnh phúc, dường như đây thật là một trận vĩ đại sứ mệnh. Con cá nhỏ, thật có sinh cơ a, từng cái nhi, nhảy nhót tưng bừng. Lão giả lơ lửng ở trên trời, nhìn lấy cái này một hồ, cao hứng vô cùng. Cộng sinh thú đều dọn dẹp sạch sẽ không có nha, ta mỹ vị canh cá, cũng không muốn trà trộn vào tạp ngư tới. Lão giả hỏi, yên tâm đi, đều dọn dẹp. Cự thú bên trong một cái đầu bắt đầu nói, còn lại tám cái đầu, còn đang phát ra tạ âm. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng, thế nhưng là vẫn là rất kích động a. Dù sao lão hủ có thể đói bụng thật lâu rồi. Cái này mới kính hồ, tuy nhiên không bằng hoàng thành, luân hồi kính hồ, nhưng là thắng ở an tĩnh, sẽ không có người ở bên cạnh thưởng thức lão hủ nấu nướng. Luôn có người a, miệng đầy đều là nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng là cuối cùng. Bọn họ không hiểu cái gì là chân chính nói a. Tu hành chính là cùng thiên địa tranh phong, chúng sinh quá nhiều a, tốt nhiều đều là vô ý nghĩa con số chồng chất, có người có bản lĩnh, vì cái gì không thể một cái đỉnh 10 triệu đâu. Cái thế giới này nha, chỉ cần là làm được sự tình, cái kia chính là đúng. Bằng không, thượng thần vì cái gì sáng tạo, luân hồi kính diện, đâu, lấy ra trang điểm sao? Lão giả chậc chậc lắc đầu. Ngươi hôm nay lời nói nhiều, là vùng vẫy sao? Cự thú hỏi. Sai, sai, cái này không thể nói lung tung được. Vì sao kêu dẫy dụa đâu, ta cho tới bây giờ có thể không dao động qua, chỉ là mỗi lần đều muốn cùng người khác giải thích, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta đạo rất cô đơn, lão giả rơi lệ nói. Cô độc, mới là duy nhất có khả năng hướng lên trời đoạt mệnh đường.
coi như thành tựu cổ chi thánh cảnh, nhân sinh thì cái kia 500 năm, đến chúng ta cái này số tuổi, còn lại đều là suy yếu, thống khổ, già nua. Ta dù sao không cam tâm, ta không có người nghĩ đến sâu như vậy, ta chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ thế thôi. Cự thú nói, đúng vậy a, 500 năm quá ngắn, hồi tưởng ngày xưa, chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết dồi dào, dường như ngay tại hôm qua, chớp mắt liền đến sinh tử đại nạn, thống khổ a, thiên đạo vô tình, đều là ông trời ép. Chiếu ta nhìn, ông trời sinh quá nhiều người, còn không bằng để có ít người làm người, có ít người làm cá, người ăn con cá, uống canh cá, đó là thiên kinh địa nghĩa. Lấy hậu nhân ít, cá nhiều, người liền có thể sống đến càng lâu hơn, làm sao đều phải đến cái ngàn năm bất tử, đó mới gọi nhân sinh nha. Ta chính là thần quốc chi đế hoàng, chỉ có thể 500 năm, phàm là một đầu con cá nhỏ, đều có 100 năm, người này cùng con cá, có cái gì khác nhau? Không ổn, không ổn a. Muốn nói ta làm sai sao? Vậy cũng không khả năng, chúng ta hoàng tộc, từ xưa đến nay, đều là như vậy cường thịnh xuống. Cái này đều vài vạn năm, đều không có cái gọi là thiên đạo trừng phạt, vậy đã nói rõ chúng ta đây là chính đạo. Chính đạo, lý nên truyền thừa. Lão giả hoa chân múa tay, nói một tràng. Thành, bắt đầu đi, cự thú nói. Được rồi, nấu canh cá rồi. Lão giả lau rơi nước mắt, một mặt vui sướng. Bảo bối, mau ra đây. Lão giả giang hai tay ra. Đúng vào lúc này, hồ nước dưới đáy, bỗng nhiên lóng lánh màu trắng quang mang. Cái này khiến hồ nước bỗng nhiên lập lòe lên, từ trên trời nhìn, giống như là trên mặt đất, bỗng nhiên nhiều một cái màu bạc trắng trăng tròn. Hồ nước biến thành màu ngà sữa, tất cả mọi người dường như ngâm mình ở màu trắng cá trong súp, nóng hổi hơi nóng, tại hồ nước phía trên sông ra. Bảo bối, thêm chút hỏa hầu. Con cá này nhi vào nồi a. Bắt đầu liền phải ngồi nồi rót dầu, mở lớn lửa, dầu bốc khói lúc, đem cá thuận cạnh nồi nhẹ nhàng trượt vào, nấu một đoạn thời gian trở mặt, thả vài miếng gừng hơi nổ, sau đó một lần thêm đủ nước trong, thêm vào hành đoạn, non nửa thìa giấm cùng đường trắng, đại hỏa nấu mở. Nửa khắc đồng hồ về sau, canh thì trắng ra, lại tiếp tục đại hỏa nấu muộn hầm một phút, giải lên hành thái, liền có thể ra nồi á. Thơm quá, thơm quá. Theo lão giả ánh mắt, có thể nhìn đến. Trong hồ nước những người kia, thân thể dần dần hóa thành màu trắng, bọn họ duy trì sung sướng nụ cười, như là điêu khắc, không nhúc nhích. Vô số màu trắng hồn linh, tụ tập cùng một chỗ, hướng về kính hồ đáy hồ mà đi. Mà cái kia đáy hồ, là một chiếc gương. Xong, hoàn mỹ. Lão giả thét dài một tiếng. Huynh đệ, hưởng thụ thu hoạch mỹ thực đi. Lão giả thân thủ một cầm, một chiếc gương theo đáy hồ mà đến, rơi vào trên tay của hắn. Đây là một mặt bóng loáng tấm gương, co lại đến nhỏ nhất, chỉ có to bằng bàn tay, tản ra từng trận huỳnh quang. Có thể nhìn đến, trong gương chính biến đổi từng trương vẻ mặt vui cười. Lại nhìn cái kia hồ nước, đã triệt để ảm đạm, cái gì đều đã nhìn không thấy. Thật mập, lão giả cảm khái nói. Hắn cùng cự thú, thì ở bên hồ này, một đêm tu hành. Hừng đông thời gian, lão giả thân thể lọng khọng đứng thẳng không ít, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lên. Hắn tóc trắng phơ, đã có bộ phận chuyển hóa làm màu đen, nếp nhăn trên mặt, xem ra đều ít đi rất nhiều. Hắn hiện tại, đại khái tương đương với người bình thường 50 tuổi, so trước đây muốn trẻ tuổi mấy tuổi, khí huyết thịnh vượng rất nhiều. Bên cạnh cự thú, đồng dạng càng cho hơi vào hơn huyết dồi dào. Bọn họ đứng sóng vai thời điểm, lửa mặt trời chói chang màu đỏ, mọc lên từ phương đông đến, một nhảy ra. Quang mang lập lòe khắp nơi. Quá đẹp. Lão giả cảm khái nói. Lại muốn thường ngày thương cảm sao? Cự thú lân giáp, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, rạng rỡ thiểm quang. Không có cách, con cá nhỏ quá đáng thương, ta hy vọng chúng nó chớ có trách ta đều là bị buộc. Ta cùng trời đoạt mệnh, ta dễ dàng sao ta? Không dễ dàng a. Từ nay về sau, ta thống trị hạ cái này vô tận cương vực, nhất định sẽ càng tốt hơn, bọn chúng hy sinh có giá trị rất lớn. Đây mới là thuộc về con cá nhỏ hoàn mỹ nhất đường về. Ta, thành tựu bọn họ. Lão giả cười hắc hắc, lúc đó thật biểu lộ, giống như là cái si nhi. Người có bệnh, Khương Linh Tịnh sau khi chết, người liền bắt đầu điên điên khùng khùng, không phải liền là cái dưỡng nữ, cần thiết hay không? Cự thú im lặng nói. Người biết cái gì, thân thủ nuôi lớn, theo gặp phải nàng bắt đầu, ta dạy cho nàng hết thảy, ta từng câu dạy bảo nàng nói chuyện. Nhìn nàng lớn lên, vậy cũng là có cảm tình. Người đám nhi tử kia liền không có tình cảm.
nhiều lắm, liền không có. Cái kia con cá không xứng nắm giữ cảm tình sao? Lão huynh đệ, cái kia không gọi cảm tình, cái kia a, gọi là đạo. Thập phương đạo cung, tinh tướng phủ đệ. Trống trải trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh đã ở chỗ này, nghiên cứu thiên chi thánh cảnh có khá hơn chút ngày. Thiên chi thánh cảnh, huyết nhục lần nữa thuế biến, thánh nguyên theo địa chi thánh nguyên, đề thăng làm thiên chi thánh nguyên. Thiên chi thánh nguyên, thì là chúng ta có thể ngự không phi hành căn bản. Lần này thoát thai hoán cốt, sẽ để cho thân thể biến nhẹ, chu du giữa thiên địa, không hề bị đến đại địa trói buộc. Đây chính là thiên chi thánh cảnh căn bản thuế biến. Thoát ly khắp nơi, du tẩu bầu trời, có thể nhìn đến rộng lớn hơn thế giới, cái này cùng Lý Thiên Mệnh sử dụng thiên chi dực phi hành, có căn bản khác biệt. Thiên chi thánh cảnh, không chỉ là phi hành đơn giản như vậy, mà chính là tu hành mới tình trạng, mới tầng thứ. Nói ngắn gọn, ngự không thượng thiên, mới có thể có tư cách lại đi một bước, truy đuổi cổ thánh con đường. Địa chi thánh cảnh cùng thiên chi thánh cảnh, đều là cổ chi thánh cảnh cơ sở. Trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, hắn kim hai con mắt màu đen, nhìn vào Đông Hoàng Kiếm nội bộ thế giới. Hắn tay trái hắc ám cánh tay, nắm bắt sâu cửa lớn màu vàng óng phía trên thiên văn, nắm giữ hỗn độn thần đế truyền thừa về sau, hắn mới thực sự trở thành Đông Hoàng Kiếm sở hữu giả. Càng có thể rõ ràng hiểu rõ những thứ này huyền ảo. Đế hoàng thiên ý trưởng thành, là thiên chi thánh cảnh một bộ phận, đây là chỗ khó. Một cái khác bộ phận, thì là huyết nhục thuế biến. Bộ phận này, trước mắt Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần dựa theo huỳnh hỏa, miêu miêu cùng Lam Hoang mang tới ba đại công pháp, làm từng bước là đủ. Lý Thiên Mệnh cảm giác, lấy trước mắt hắn điều kiện, cái này huyết nhục thánh thể thuế biến, khả năng cần hai chừng 10 ngày. Hắn cần đem trọng tâm, đặt ở thiên ý trưởng thành phía trên. Hắn tu luyện đế hoàng thiên ý, tương đương với có đường tắt, tại cùng thượng cổ hoàng tộc đọ sức bên trong, Lý Thiên Mệnh sinh ra rất nhiều nghi hoặc, đều có thể tại Đông Hoàng Kiếm bên trong, tìm tới đáp án. Hắn đế hoàng thiên ý, chỗ dựa tại đất Đông Hoàng Kiếm huyền ảo cùng kinh nghiệm bản thân. Thiên địa vạn vật, tự nhiên có pháp tắc căn bản vận chuyển. Nếu là pháp tắc, tất nhiên như nhân gian pháp quy, tuy nhiên cường ngạnh. Nhưng nhất định có lỗ thủng. Làm sằng làm bậy người, ăn cắp lỗ thủng, liền cho rằng quang minh chính đại, kỳ thật, sợ là ngay cả mình, đều lấn không lừa được. Tốt nhất đế đạo, là đối thiên địa pháp tắc bổ sung. Chu sát cá lọt lưới, lấy nhân đức cùng thủ đoạn, uy chấn thiên hạ. Nếu là thiên hạ hưng thịnh, chúng sinh cường thịnh, là đế hoàng giả, tự nhiên siêu phàm thoát tục, tại thịnh thế nắm nâng phía dưới, sừng sững thương khung ở giữa. Thượng cổ hoàng tộc. Tự cho là đoạt thiên địa chi tạo hóa, thủ nhật nguyệt chi thần ánh sáng, bất quá là thiên địa ký sinh trùng đi. Thiên địa có biện pháp thì, cướp bóc cần có nói, trong lòng vô đạo, được táng tận lương tâm sự tình, cái kia không gọi nói, gọi quỷ. Thiên ý trưởng thành, tại thiên địa huyền ảo bên trong, đi truy tầm một đầu thuộc về mình con đường, đi tránh thức miêu tả một cái tự mình. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, Mộ Dương, đã từng cho mình lưu. Thiên Mệnh, con đường tu luyện. Không cầu sinh, không cầu sống, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, cầu không thẹn với lương tâm, cầu khoái ý ân cửu. Sau đó cả đời, nhất định muốn thủ vững bản tâm, không được càn rỡ, không được trầm luân. Quân tử, giết hết thiên hạ tà ma, độc thủ trong lòng đang nói. Lòng có chính đạo, thì đại đạo không giới hạn. Quân tử, đế hoàng, thiên địa. Lấy chúng sinh chi thế, mới có thể một cách chân chính quật khởi. Giúp đỡ chính nghĩa, chính là pháp tắc đại đạo. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực, hắn đang từng bước trưởng thành bên trong, tìm tới chính mình. Hắn đế hoàng thiên ý, không ngừng trưởng thành, rốt cục có một ngày, đạt tới thiên chi thánh cảnh cơ sở yêu cầu. Trong thức hải, cái kia, Đông Hoàng Kiếm, kiên cường như thật kiếm, không thể phá vỡ. Cái này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh ý chí, đồng dạng như thế, không thể lay động. Cái gọi là ý chí, nhìn không thấy sờ không được, nhưng nói thời điểm, ý chí nghịch thiên người. Vô hình ở giữa, cũng sẽ ở tu hành cùng chiến đấu phía trên, vượt qua thường nhân. Đây là Lý Thiên Mệnh, ngoại trừ thiên phú bên ngoài cá nhân đặc thù. Phương diện này, có hai người, đối ý chí của hắn ảnh hưởng to lớn. Cái thứ nhất là Lý Vô Địch, hắn 14 năm độ kiếp, một khi bộc phát, huyết nhận cừu địch. Cái này Lý Thị Thánh tộc ý chí, để Lý Thiên Mệnh cảm ngộ đến bất tử bất khuất nghịch thiên cải mệnh ý chí, trên người hắn, vẫn chảy xuôi theo Lý Thị Thánh tộc thiên cổ tổ tiên huyết phách. Loại này cố tìm đường sống trong chỗ chết ý chí, có lúc sẽ rất đáng sợ.
Thứ hai là Mộ Dương, hắn trung can nghĩa đảm, trách nhiệm của hắn cùng trong lòng chính đạo, không giống Lý Thị Thánh Tộc như vậy phóng khoáng, nhưng có thể đoan chính nội tâm, để Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch, có bản chất khác nhau. Hắn học được Lý Vô Địch tàn nhẫn, nhưng cũng có Lý Vô Địch không có một số phẩm chất, đây là hắn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm căn nguyên. Lý Vô Địch là bãi cỏ hoang, khoái ý ân cừu, mà Lý Thiên Mệnh con đường, là thông thiên đế đạo. Hắn đối với mình nhận biết, càng ngày càng rõ ràng. Hắn đi mỗi một bước, đều biết rõ, chính mình muốn làm gì. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh ba đại công pháp tại vận chuyển bên trong, tại đế hoàng thiên ý trưởng thành dưới, rốt cục, hắn địa chi thánh nguyên, lột xác thành thiên chi thánh nguyên. Thánh cung bên trong, Mệnh Tuyền không ngừng phun trào lấy lực lượng mới, càng mạnh mẽ hơn nước vọt khắp toàn thân, cọ rửa thân thể. Làm thiên chi thánh nguyên chảy xuôi đến thân thể mỗi khắp ngõ ngách thời điểm, thân thể máu thịt của hắn, phát sinh sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, huyết nhục thánh nguyên, đều phát sinh thuế biến, đạt đến thiên chi thánh cảnh đệ nhất trọng. Đại cảnh giới thuế biến, mang đến tạo hóa vô số. Sau đó, thiên chi thánh cảnh trưởng thành, tại lần này thiên ý đặt nền móng phía dưới, trên cơ bản vùng đất bằng phẳng. Không có tận cùng tiềm lực. Là Lý Thiên Mệnh cùng còn lại thần đều tất cả mọi người, bản chất nhất khác nhau. Thiên chi thánh cảnh, ngự không chi thể. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thâm trầm, tỉ mỉ vận chuyển thiên chi thánh nguyên. Thân thể của hắn người nhẹ như yến, làm hắn ngự không phi hành, giữa thiên địa ngang dọc thời điểm, phảng phất là con cá đến trong nước. Hắn đối toàn bộ thế giới, đều có không giống nhau nhận biết. Trước kia, thế giới tựa như là mặt phẳng, tất cả mọi người trên đất bằng. Nhưng là hiện tại bắt đầu, thế giới thành lập thể. Thiên địa, thế giới, càng thêm vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Chờ bán làm, Thái Nhất Tháp có động tĩnh. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, làm hắn thành tựu thiên chi thánh cảnh về sau, tựa hồ cùng Thái Nhất Tháp ở giữa, sinh ra một loại liên hệ. Loại cảm giác này là. Lý Thiên Mệnh thuận theo cảm giác, đưa tay ra, hắn bất ngờ nhìn đến. Thái Nhất Tháp xuất hiện ở trên bàn tay của chính mình. Rất hiển nhiên, hắn có thể trình độ nhất định sử dụng Thái Nhất Tháp. Làm hắn lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Nhất Tháp về tới cộng sinh không gian bên trong, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy. Đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, ra ra vào vào, đều không là vấn đề, so trước kia tốt hơn nhiều. Biến lớn. Làm hắn nghĩ như vậy thời điểm, chuyện thần kỳ phát sinh. Cái kia chính là. Thái Nhất Tháp vậy mà trong tay hắn biến lớn. Thẳng đến nó ngọn tháp, đè vào phòng tu luyện nóc nhà đến, dạng này cũng có cao hơn 5 mét. Thái Nhất Tháp hết thảy có tầng 3. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trước mắt cái này cao 5 mét Thái Nhất Tháp, hắn tầng thứ nhất cửa lớn, lại nhưng đã mở ra. Cái này cửa trước kia là đóng lại, chúng ta đến thiên chi thánh cảnh về sau, bỗng nhiên mở ra. Huỳnh Hỏa nói, Thái Nhất Tháp lớn nhất tầng dưới có cao hơn 2 mét. Cái này đánh mở cửa, cũng có gần 2 mét. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh rất có thể dùng chân thân đi vào cái này Thái Nhất Tháp. Vào xem, đều ở trước mặt ta mở ra, khẳng định phải đi vào. Lý Thiên Mệnh nói, theo bất luận cái gì phương diện phán đoán, Thái Nhất Tháp đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp hắn an toàn lý do. Lý Thiên Mệnh đi tới Thái Nhất Tháp trước, tay của hắn đặt ở cái kia cửa lớn màu trắng phía trên, xúc tu rét lạnh. Cùng sờ lấy Đông Hoàng kiếm cảm giác không sai biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng đẩy, bên trong xương trắng trùng điệp, hắn không nói hai lời, đi thẳng vào. Từ bên ngoài nhìn, cái này Thái Nhất Tháp tầng thứ nhất không gian, nhiều lắm là chỉ có thể đi vào tầm 2-3 người. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh đi vào, bất ngờ phát hiện đỉnh đầu thiên hoa bản nâng lên gấp 10 lần, Thái Nhất Tháp độ rộng, cũng nhiều gấp 10 lần. Cái này khiến tầng thứ nhất này trong tháp không gian, biến đến so phòng tu luyện còn muốn lớn. Liền Lam Hoang đều có thể bỏ vào đến. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, bên trong thiên địa linh khí, quả thực ngưng kết thành xương trắng, lít nha lít nhít, hô hít một hơi, đều có kéo dài tuổi thọ cảm giác. Thần. Lý Thiên Mệnh sử dụng động tất chi nhãn, hắn ánh mắt, rơi vào Thái Nhất Tháp nội bộ trên vách tường. Hắn bất ngờ phát hiện, mặc kệ là vách tường, thiên hoa bản vẫn là trên sàn nhà, đều có một loại màu trắng thiên văn tại du tẩu. Bọn họ cũng không phải là thánh thiên văn, mà chính là cùng Đông Hoàng kiếm ngũ trọng cửa lớn kim hắc sắc thiên văn có chút tương tự, đều vượt ra khỏi Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được phạm trù. Nhưng là, đều là huyền ảo vô cùng.
Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay trái ra, nhẹ nhàng một vò, cái này màu trắng thiên văn có đại lượng tin tức, không phải đế hoàng thiên ý, nhưng tựa hồ đối với hắn cũng có ích lợi. Cụ thể như thế nào, hắn đoán chừng phải thường xuyên tiến đến tìm tòi. Tạm thời tới nói, cái này thái nhất tháp bên trong, còn có vật gì khác, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là hai dạng đồ vật, ở vào cái này thái nhất tháp đệ nhất trọng trung ương. Xác thực nói, đây là hai tòa giống nhau như đúc thái nhất tháp. Chỉ bất quá, một cái tử sắc, một cái màu đỏ thắm. Ngoại trừ nhan sắc không giống nhau, hai thứ này bảo tháp, bất luận cái gì phương diện đều cùng thái nhất tháp hoàn toàn giống nhau. Bọn họ một trái một phải, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngoại trừ thần diệu màu trắng thiên văn, cái này tử sắc, màu đỏ bảo tháp, là tầng thứ nhất này bên trong vật duy nhất. Lý Thiên Mệnh tự nhiên đi tới. Hắn chả không có tới gần, cái kia hai cái bảo tháp thì có biến hóa. Bọn họ đánh tới Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đâm vào trên thân thể của hắn. Trong đó tử sắc cái kia một tòa, hướng xuống chuyển di, đến Lý Thiên Mệnh đan điền thánh cung vị trí, tựa hồ là đem Lý Thiên Mệnh thánh cung, thâu tóm tại trong tháp, có một loại triệt để bảo vệ cảm giác. Mặt khác một tòa màu đỏ bảo tháp, thì tại trong lúc vô hình biến mất. Xuất hiện thời điểm, nó đi tới Lý Thiên Mệnh thức hải, tựa hồ dung tại thức hải bên trong, đem Lý Thiên Mệnh màu trắng hồn linh cùng đế hoàng thiên ý, hoàn toàn bắt đầu thủ hộ. Lý Thiên Mệnh bởi vậy, biết tên của bọn nó. Thủ hộ thánh cung cái kia tử sắc bảo tháp, gọi là tử phủ tháp. Thủ hộ thức hải tòa kia màu đỏ bảo tháp, gọi là thần hồn tháp. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là thái nhất tháp một bộ phận. Cái này kiếm lời. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Hắn cảm giác được, thánh cung cùng thức hải, đều biến đến phá lệ kiên cố. Thức hải, chính là linh hồn căn bản, thần hồn tháp là thái nhất tháp cái này thần vật một bộ phận, đã tọa trấn thức hải, nhất định có thể vì ta ngăn trở linh hồn tầng trên mặt bất luận cái gì công kích. Thánh cung, chính là tu hành căn bản, có cái này tử phủ tháp tọa trấn, rất có thể, người khác hủy không được ta thánh cung. Hắn không xác định thần hồn tháp cùng tử phủ tháp mạnh bao nhiêu, đây là mở ra thái nhất tháp tầng thứ nhất về sau, xuất hiện tạo hóa, muốn đến làm sao cũng sẽ không yếu a. Thần hồn tháp uy lực, có thể tìm Tiểu Phong thử một chút. Thái nhất tháp đã từng thì vì Lý Thiên Mệnh, chặn dạ Lăng Phong linh hồn lực sát thương, mà cái này một bộ phận công hiệu, rất có thể đến từ thần hồn tháp. Chỉ cần chứng minh thần hồn tháp rất mạnh, tử phủ tháp thì yếu không được. Người khác muốn giết ta dễ dàng, hủy đi ta thánh cung, ngược lại muốn khó. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại kinh hỉ. Thái nhất tháp màu trắng thiên văn, về sau có thể từ từ suy nghĩ. Hắn đem tầng thứ nhất này đi dạo xong, liền từ bên trong lui đi ra. Vừa ra cửa, liền nhìn đến Khương Phi Linh đứng ở bên ngoài, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy chính mình. Ca ca, đây là thái nhất tháp. Khương Phi Linh ngốc trệ hỏi. Đúng thế. Vừa mới trưởng khống sao. Có thể là bởi vì đột phá thiên chi thánh cảnh quan hệ. Thật thần kỳ a, ta vừa mới muốn đi vào, hoàn toàn không được. Khương Phi Linh nói. Thật sao, Phụ Linh thử một chút. Được rồi. Khương Phi Linh hậu thiên thần thai đi ra ngoài, dung nhập Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh thử một chút, Phụ Linh trạng thái, Khương Phi Linh có thể đi vào, nhưng tiên thiên thần thai đến ở lại bên ngoài. Như thế kỳ quái, ta đoán chừng ngoại trừ ta cùng Huỳnh Hỏa bọn họ, những người khác vào không được. Lý Thiên Mệnh nói. Đây có phải hay không chứng minh, ngươi là thái nhất tháp chi chủ rồi. Cần phải đi, dù sao đã mở ra tầng thứ nhất, mặt trên còn có hai tầng, về sau cũng có khả năng mở ra. Không biết bên trong có cái gì. Lý Thiên Mệnh rất chờ mong. Hắn tìm một chút Dạ Lăng Phong, Dạ Lăng Phong thi triển tất cả vốn liếng, Lý Thiên Mệnh thức hải không thể phá vỡ, hoàn toàn không lay được. Này bằng với người thức hải là cấm địa, người nào còn không thể nào vào được. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Cái này chứng minh tử phủ tháp tuyệt đối rất kiên cố. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh tiếp tục suy nghĩ, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, một chiêu cuối cùng, Cửu Thiên Tinh Trần, đồng thời ra tốc dung hội bất diệt kiếm khí. Hắn phát hiện thành tựu Thiên Chi Thánh thể về sau, có khả năng tiếp nhận bất diệt kiếm khí càng nhiều, bất diệt kiếm thể càng mạnh. Sau đó không lâu lại là sơ nhất, chỉ sợ sẽ là chân chính quyết chiến ngày, ta ở trước đó, nhất định muốn mạnh hơn, mới có thể nắm giữ hai bên đại cục thực lực. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh chưa từng buông lỏng. Linh Lung Thành. Đã cuối tháng, đêm này vẫn u ám,
trên trời ánh trăng thiếu rất lớn một cái lỗ hổng. Nguyên một tòa yêu nguyệt lâu, triệt để tĩnh mịch, không có chút nào ánh đèn. Trong đêm tối, bỗng nhiên có một người mặc hỏa hồng sắc đế bào nam tử cao lớn, rơi vào yêu nguyệt lâu phía trên. Đế thú, người đêm khuya để cho ta tới này, đến cùng có gì phân phó? Bây giờ hoàng thành đứng trước phản quân uy hiếp, ta cách không mở ra được, người có lời nói nhanh chóng nói. Nam tử mặc áo hồng có chút bất mãn nói. Người mở cửa đi vào đi, một đầu cự thú phủ phục tại lầu cao nhất cửa, thanh sắc lãnh đạm nói. Đi vào, nam tử mặc áo hồng khẽ giật mình, hắn híp mắt nhìn trong chốc lát, nói, đế thú, người khí huyết dồi dào không ít. Đừng nói nhảm, cự thú nói. Nam tử mặc áo hồng giống như ý thức được cái gì, cặp mắt của hắn, dần dần trở nên đỏ như máu, phía trên tràn đầy tơ máu. Hắn bước chân, hành tẩu đến có chút khó khăn, tựa như là bỏ ra thật là lớn công phu, hắn mới đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào. Bên cửa sổ phía trên, một người mặc kim trường bào màu đen nam tử, đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy nơi xa. Tàn khuyết ánh trăng vẩy vào trên người hắn, gò má của hắn, có tuyên cổ bất biến khủng bố. Nam tử mặc áo hồng trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Bên cửa sổ người không nói gì, hắn liền không có dừng lại. Được rồi, người kia nói. Phụ hoàng, nam tử mặc áo hồng đè thấp lấy thanh âm, một tiếng hô hoán bên trong, cất giấu ngũ vị tạp trần cùng sâu vô cùng hoảng sợ. Ta không chết, người thương tâm sao? Người kia nói. Phụ hoàng, ta đã từng vì đăng đế mà hoan hỉ, nhưng hôm nay ta thảm đạm đến tận đây, mới phát hiện ta căn bản không có cái này năng lực. Hôm nay thấy, là ta đông dương dục cả đời này, lớn nhất chuyện vui. Trong nội tâm của ta rất nhiều tích tụ, quét sạch sành xanh. Nam tử mặc áo hồng nước mắt nước mũi chảy ngang nói. Người nói đúng, vị trí này, không phải ai đều có thể ngồi. Người phía trên 12 cái ca ca không được, phía dưới mấy trăm cái huynh đệ đều không được, con cháu của các ngươi, ngoại trừ Phong Trần, đều không tư cách này. Chỉ tiếc, Phong Trần chết bởi ngoài ý muốn. Người kia nói. Phụ hoàng, ta không có bảo vệ tốt hắn, tội đáng chết vạn lần. Nam tử mặc áo hồng nói. Chuyện đã qua, không dùng nói chuyện, người sinh tử đều là mệnh. Mạng hắn bên trong muốn tuyệt, chính là không có làm cổ chi đại đế mệnh. Thập tam, ta hỏi ngươi, có thể ngộ được ta vì sao diễn trận này kịch, đem ngươi cùng lão cửu đều lừa gạt, còn để hoàng tộc tự mình hủy diệt, thậm chí hủy diệt tiền bối sáng tạo thần đều. Cái kia người thanh âm hừng hực nói. Ta trước đây có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, luân hồi kính diện còn tại phụ hoàng trên tay, Lý Mộ Dương đã sớm chết. Phụ hoàng tự mình cắt thịt lấy máu, là vì triệt để móc xuống thần đều u ác tính. Phụ hoàng không giả chết. U ác tính sẽ không dục dịch. Chờ nó dục dịch, rời đi xào huyệt thời điểm, cũng là phụ hoàng là lớn cổ hoàng tộc, triệt để quăng ra u ác tính ngày. Phụ hoàng chính là thiên cổ hào hùng, thập tam bội phục sát đất. Chúng ta hoàng tộc vài vạn năm đều không quăng ra thập phương đạo cung, lần này, hỏa hầu đã đến. Nam tử mặc áo hồng ánh mắt nóng rực nói, giống như điên cuồng nói. Ngươi nói không sai, hỏa hầu đến, nhưng sau cùng một mồi lửa, cần ngươi đến điểm. Chỉ sợ sẽ có sinh tử mạo hiểm, người có thể làm được sao? Người kia hỏi. Vì hoàng tộc cơ nghiệp, vì phụ hoàng đại nghiệp, thập tam muôn lần chết không từ. Ta con gái thương vong hầu như không còn, ta tất yếu để thập phương đạo cung tất cả mọi người, chết không có chỗ chôn, để thần đều luân vì bọn họ địa ngục. Nam tử mặc áo hồng thấp giọng gầm thét lên. Rất tốt, tiếp đó, ta sẽ đem đạo cung người dẫn tới, nhấm nháp một chút cá của ta canh. Đến lúc đó, cần ngươi phối hợp diễn xuất. Vâng. Người kia đi lên phía trước, vuốt ve nam tử mặc áo hồng đầu. Thập tam, nỗi thống khổ của ngươi, là cha đều có thể hiểu. Truyền thừa không thể đoạn tuyệt, để cho chúng ta hoàng tộc đế hoàng, lưng đeo vô tận ác mộng, ta theo 200 tuổi bắt đầu, sợ hãi nhất thì là tử vong, sau đó giang sơn chôn vùi. Lần này về sau, u ác tính chết hết, chúng ta thượng cổ hoàng tộc, vẫn đem thiên thu vạn đại, thống trị thần quốc. Đảo mắt liền tới ngày cuối cùng. Lý Thiên Mệnh, đã dung hợp 6.000 nói bất diệt kiếm khí, khoảng cách vi sinh vân tịch nói đến vạn kiếp kiếm, đã không xa. Nghe nói, vạn kiếp kiếm uy lực, sẽ có bay vọt về chất, đó là chưa từng người thành tựu qua kỳ tích. Cùng lúc đó, cửu thiên ngân hà quyết một chiêu cuối cùng, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản cũng đã thông hiểu đạo lý. Một ngày này, hắn đã chuẩn bị tốt tối nay, tiến công hoàng thành, triệt để chìm ngập đông dương dục một mạch. Ca,
Cha đến đạo cung, giống như tại thập phương thánh điện, chúng ta mau chóng tới đi. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên kích động vạn phần tới. Hắn cuối cùng không nín được, muốn tới thần đều khoe khoang rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười lên. Lý Vô Địch tới, đối với thập phương đạo cung tới nói, là một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cùng Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ, hướng về thập phương thánh điện phương hướng nhanh chóng mà đi. Cha không có gặp ta, tựa hồ có chuyện khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp đến ám điện bên kia đi. Lý Khinh Ngữ nói, hắn có việc, mang theo nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh đi tới thập phương đạo cung. Lý Khinh Ngữ không tiện đi vào, Lý Thiên Mệnh thì đơn độc đi vào, vừa bước vào trong môn, liền thấy một cái hồng phát bóng lưng. Hắn đứng tại Vi Sinh Vân Tịch trước người, ở bên cạnh hắn, có một nữ nhân bị vây ở tù trong lồng, bị băng đến cực kỳ chặt chẽ. Cung chủ, người để cho ta chuyện điều tra, chỉ chút này. Lý Vô Địch trầm giọng nói. Vi Sinh Vân Tịch đứng lên. Đi một chuyến Linh Lung Thành, lập tức. Đi theo nàng cùng nhau, là thập phương đạo cung 10 vị điện vương, 7 cái tinh vương, tăng thêm Lý Vô Địch. Ta cũng đi, Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, Vi Sinh Vân Tịch gật đầu. Mọi người khẩn cấp xuất phát, Lý Khinh Ngữ còn không có hỏi, một đám người thì biến mất ở tại trước mắt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Lý Khinh Ngữ không hiểu ra sao. Trên đường, đến thiên chi thánh cảnh rồi, Lý Vô Địch nện đánh một cái lồng ngực của hắn. Ừm, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút nam nhân này, nhiều năm không thấy, hắn vẫn là như thế, ánh mắt bá đạo, vô pháp vô thiên. Có 10 cái kiếp vòng, còn dám giấu giếm ta, nhìn ta trở về không hung hăng đá cái mông của ngươi. Lý Vô Địch trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh nhìn tất cả mọi người rất nghiêm túc, tâm tư của hắn cũng đối với việc này. Trước đó vài ngày, cái này Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ, bỗng nhiên chạy đến chúng ta huyết kiếp kết giới đi, để cho ta cho đuổi kịp. Vừa vặn cái kia về sau, cung chủ để cho ta giúp đỡ điều tra thần quốc nhân khẩu mất tích sự tình. Ta liền dẫn nàng, một bên ép hỏi nàng đi Đông Hoàng cảnh mục đích, đi một bên điều tra. Bỏ ra nửa tháng, kết quả tra được Khôn Nguyên cảnh gần nhất có 30 vạn người mất tích, vẫn là Khôn Nguyên Tông Tông chủ tổ chức. Ta bắt cái kia Khôn Nguyên Tông Tông chủ, một trận ngược đãi, ngay từ đầu ép bức vấn bất xuất cùng hắn kết nối người, bởi vì đối phương rất cẩn thận. Bất quá, đúng lúc trước mấy ngày, để cái kia Khôn Nguyên Tông Tông chủ thấy được cái này Mộng Thính Vũ, hắn không thể chịu được ta tra tấn, bàn giao ra Mộng Thính Vũ cũng là bức bách hắn buôn bán nhân khẩu cường giả. Ta liền khẩn cấp dẫn người đến thần đều. Cái này Mộng Thính Vũ rất mạnh miệng, làm sao làm nhục đều một chữ không nói, muốn không phải đụng phải Khôn Nguyên Tông chủ, đều không người biết là nàng làm. Lý Vô Địch nói, ý là, có 30 vạn người, bị vận hướng về phía Linh Lung Thành, mà luân hồi kính diện, rất có thể ở đâu. Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn hỏi. Đúng. Sau đó không lâu, Linh Lung Thành. Yêu Nguyệt lâu tầng cao nhất. Phụ Hoàng, đạo cung người, đã hướng về Linh Lung Thành tới. Đông Dương Dục đứng tại cửa ra vào nói. Sớm như vậy, ta đang muốn để ngươi, dẫn dụ bọn họ đi tới đây. Tới sớm cũng tốt, sớm làm giải quyết, gãi đúng chỗ ngứa. Có người trong nhà nói. Mộng Thính Vũ sẽ không tiết lộ kế hoạch của ngươi a. Đông Dương Dục hỏi. Tin tưởng ta, nàng chết cũng sẽ không. Có thể là phương diện khác, tiết lộ Linh Lung Thành tin tức. Bất quá không quan trọng, để đạo cung người, tận mắt đến xem luân hồi kính diện uy lực, là ta kế hoạch căn bản phân đoạn. Người kia nói. Minh Bạch, đám lửa này thiêu đến càng lớn, Phi Sinh Vân Tịch đem, thập phương chấn ma trụ, cải biến trạng thái khả năng, lại càng lớn. Đông Dương Dục nói. Tiếp đó, nhìn ngươi biểu diễn. Đúng. Lý Thiên Mệnh cùng những thứ này đạo cung đỉnh cấp cường giả, cùng một chỗ phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Hắn đến thiên chi thánh cảnh về sau, thánh nguyên dồi dào, ba đại công pháp tu luyện mà đến thánh cung mệnh tuyền, hắn trình độ có thể so với thiên chi thánh cảnh tứ ngũ trọng. Đây là thái cổ hỗn độn cự thú mang tới, huỳnh hỏa bọn họ, đồng dạng có loại này cao phẩm chất thiên chi thánh nguyên. Lý Thiên Mệnh tam đại mệnh tuyền, tăng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, hắn hiện tại, như lần nữa gặp phải Đông Dương phần, tuyệt sẽ không như lần trước như thế cố hết sức. Đối với biến hóa của hắn, thập phương đạo cung các cường giả, đều xem ở trong mắt. Chỉ là bây giờ tình huống khẩn cấp, không tâm tình tán thưởng thôi. Hơn 40 năm đến, luân hồi kính diện, vẫn tại hoàng tộc trên tay, bọn họ không lại giống như trước đây, quang minh chính đại để luân hồi kính diện hấp thu nhân hồn,
mà chính là để thương mạch trải rộng thần quốc Linh Lung Các, đến bí mật buôn bán nhân khẩu. Có Mộng Thính Vũ tự mình yểm hộ, vậy mà có thể giữ bí mật đến trình độ như vậy. Trách không được, hơn 40 năm này đến, Linh Lung Các phát triển như thế mãnh liệt, nguyên lai là có Càn Đế tự mình đến đỡ. Như vậy, Càn Đế băng hà về sau, đến cùng là ai, tại Linh Lung Thành, chấp trưởng luân hồi kính diện. Đây là mọi người, hiện tại lớn nhất nghi hoặc. Bọn họ phỏng đoán, hẳn không phải là Mộng Thính Vũ bản thân. Mộng Thính Vũ đã là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, tính cách bền bỉ đến đáng sợ, tất cả mọi người thử qua, tạm thời không cách nào ở tại trong miệng, đào ra chân tướng tới. Cái kia 30 vạn người, là khẩn cấp vận chuyển hướng Linh Lung Thành, động tĩnh hơi có chút lớn. Khôn Nguyên Tông Chủ ở trước đó, còn cùng Mộng Thính Vũ giao dịch qua 3 lần, mỗi lần đều là khoảng 700.000 người. 5 tháng trước, thì có một lần 700.000 người, đồng dạng vận chuyển hướng Linh Lung Thành. Không biết những người này, còn sống hay không? Lý Vô Địch thanh âm lạnh lùng nói. Hắn xem như thấy được. Đã từng đối thủ quân Thánh Tiêu, cùng thượng cổ hoàng tộc người so sánh, còn thật là tiểu vu gặp đại vu. Quân Thánh Tiêu, cũng liền học được một cái gia lông. Tăng thêm tốc độ, Vi Sinh Vân Tịch nói một tiếng. Nghe nói cái kia sau cùng 30 vạn người, vài ngày trước vừa tới Linh Lung Thành, nếu như mau một chút, nói không chừng có thể cứu người. Thậm chí, đánh cho cái kia luân hồi kính sở hữu giả, trở tay không kịp. Sau đó không lâu, một tòa mỹ lệ thành trì, như là uyển chuyển hàm xúc nữ thần, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Linh Lung Thành rất phồn hoa, toàn bộ Linh Lung Thành, đều là Linh Lung các địa bàn. Trong đó, Yêu Nguyệt Các thì là các chủ Mộng Thính Vũ phủ đệ, bình thường căn bản không cho bất luận kẻ nào đi vào, thậm chí ngay cả Mộng Tình Tình đều không được. Không có ai biết, Mộng Thính Vũ một người, vì sao chiếm cứ lớn như vậy mảnh đất đai, mà lại hoàn toàn phong bế. Hiện tại, Thập Phương Đạo Cung biết. Người đến người nào, dám can đảm xông vào ta Linh Lung Thành. Vừa mới bay qua Linh Lung Thành trên không, thì có người tới ngăn cản. Bất quá, Linh Lung các người. Căn bản đuổi không kịp bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất tại trước mắt mọi người. Ta có vẻ giống như thấy được Bạch Mặc cùng Dạ Nhất. Trong bọn hắn vị kia, không phải là Thập Phương Đạo Cung Vi Sinh Vân Tịch cung chủ đi. Thật sự chính là, bọn họ đến Linh Lung Thành làm cái gì? Không phải tối nay thì muốn tiến công Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới sao? Không biết a. Linh Lung Thành có chút động loạn cả lên. Vù vù. Phá nát cuồng phong, Lý Thiên Mệnh bọn họ nhìn đến, phía trước xuất hiện một tòa vây thành. Vây thành từ thật cao thành tường vây quanh, lấy thiên văn kết giới hoàn toàn phong bế, trung gian thì là một tòa mỹ lệ cao ốc, đó chính là Yêu Nguyệt Lâu. Đây là một cái tứ tinh thiên văn kết giới ngăn cản, vây thành bên trong hết thảy có chút mơ hồ. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút, từ các trưởng bối đánh vỡ cái này thiên văn kết giới, khẳng định sẽ náo ra động tĩnh, đả thảo kinh xà, mà lại lãng phí thời gian. Sau đó, hắn hô một tiếng, các vị, để ta tới. Vi Sinh Vân Tịch bọn họ cũng đều biết, Lý Thiên Mệnh cánh tay trái, có thể vỡ ra nhiên hồn kết giới, liền để hắn đến động thủ. Lý Thiên Mệnh rơi vào kết giới phía trên, không nói hai lời, trực tiếp dùng trong tay trái móng vuốt, xé mở thiên văn kết giới, kéo ra khỏi một lỗ hổng. Từ Vi Sinh Vân Tịch bắt đầu, đám người bọn họ trực tiếp vọt vào. Lý Thiên Mệnh lưu tại sau cùng, làm hắn đi vào trong đó thời điểm. Thiên văn kết giới lúc này mới đóng lại. Đi vào về sau, trước mắt một mảnh khoáng đạt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái như là tiên cảnh một dạng thế giới, khắp nơi đều là mỹ diệu cung đình lầu các, còn có xanh tươi tốt bãi cỏ, rừng cây, biển hoa. Nơi này nước chảy thanh tịnh, chim hót hoa nở. Có một mảnh phấn sắc rừng đào, kéo dài mấy vạn mét, đem một cái trong suốt hồ nước, bao vây lại. Siêu siêu siêu, cơ hồ là tại giây phút đầu tiên. Vi Sinh Vân Tịch bọn họ, đều hướng về hồ nước bên kia đi. Bọn họ rơi vào bên hồ, đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh vội vàng theo sau. Thấy cái gì? Vi Sinh Vân Tịch âm thanh run rẩy hỏi. Sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, trong thanh âm, mang theo trách trời thương dân thống khổ. Rất hiển nhiên, nàng dự liệu được cái gì? Cung chủ, người đều đã chết, toàn ở trong hồ, sợ là có 1 triệu người đi. Bạch Mặc thanh âm khàn khàn nói. Vi Sinh Vân Tịch cắn răng. Nàng có chút đứng không vững, cả người giống như là sụp đổ một dạng, mềm mại ngồi dưới đất, nhưng lại không có trợ rơi lệ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, lặng ngắt như tờ.
Lý Thiên Mệnh trong mắt. Trong hồ nước, có không thể đếm hết được thi thể, từng cái đã sưng vù, tung bay ở trên mặt nước. Bọn họ trừng to mắt, bảo trì tuyên cổ bất biến nụ cười, tại vui sướng nhất thời điểm, triệt để tiêu vong, hồn phi phách tán. Có thể nhìn đến, trong bọn họ đại đa số người, đều là sinh cơ bừng bừng, cầm giữ có vô hạn khả năng thanh thiếu niên, cả đám đều mang đối với người hy vọng sống sót. Nhưng hôm nay, bọn họ lít nha lít nhít tung bay ở trên mặt nước, mùi thối ngút trời. Cái hồ này không có bất kỳ cái gì huyết, có thể, đây chính là một mảnh máu tươi địa ngục. Màn này, giống như là gai độc một dạng, cắm vào Lý Thiên Mệnh trên đầu, để hắn thở dốc đều khó khăn. Hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên, cái gì gọi là địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hiển hách, hắn nắm bắt cổ họng của mình, hắn cần rất tốn sức mới có thể hô hấp, cặp mắt của hắn bên trong tơ máu trải rộng, dù là có thần hồn tháp tọa chấn, não tử đều như thế đâm nhói. Chuyện này với hắn đế hoàng thiên ý, sinh ra chí mạng trùng kích, tựa như là một trận ý chí phía trên phong bạo. Ánh mắt của hắn, đảo qua trong hồ mỗi người, bọn họ lẫn nhau cũng khác nhau, có thể lúc này thời điểm, nụ cười của bọn hắn, lại cưỡng ép giống nhau. Bọn họ nói qua, vài vạn năm đến, thần đều phía dưới, chôn giấu lấy 10 tỷ hài cốt, đều chết tại luân hồi kính diện phía trên. Thế nhưng là, ta dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Ngày hôm nay, hắn triệt triệt để, lĩnh hội tới thập phương đạo cung những thứ này tiền bối, tiên liệt, đối với thượng cổ hoàng tộc thống hận cùng tử thù. Dạng này nhất tộc, còn chưa xứng thiên chu địa diệt sao. Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn, hắn rất khó chịu, thậm chí hơi khô nôn. Hắn không phải sợ, mà chính là giận đến cực hạn, trong thân thể đã long trời lỡ đất. Quả thật, hắn không biết những người này, càng cùng bọn hắn không có cảm tình. Thế nhưng là, hắn cuối cùng là cá nhân A. Người chỗ lấy là người, chính là biết đồng tình, cầm giữ có tình cảm, khi thấy đồng loại tánh mạng, cứ như vậy bị vô tình đổ sát, người nào không khí huyết quay cuồng, ai sẽ không thống khổ. Tin đồn, là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy, nghe cái này một triệu xác chết, phao trong nước mùi thối, là một chuyện khác. Bạch Mặc bọn họ, trải qua hơn 40 năm trước thời đại, khả năng bọn họ tại Hoàng Thành Luân Hồi Kính Hồ, nhìn qua đồng dạng hình ảnh. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ vẫn ánh mắt huyết hồng. Cung chủ, Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạt, đem cô của nàng đỡ lên. Ta, Vi Sinh Vân Tịch giật một cái. Bờ vai của nàng xem ra rất gầy yếu, nàng là một cái lòng mang trí thiện, vô cùng ôn nhu người, để người như nàng, đi mặt đối với thượng cổ hoàng tộc hung tàn vô tình, xác thực sẽ rất thống khổ. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, nàng và mình nói mỗi một chữ. Sẽ không quên nàng thịnh thế mộng. Thật mẹ nó hạ tiện, bọn này cháu cũng xứng sống trên thế giới này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tranh thủ thời gian tìm người đi. Lý Vô Địch chỉ là nhìn mấy lần, nắm chặt hai nắm đấm, nổi gân xanh. Trên người hắn huyết khí lăn lộn, ánh mắt quét ngang, cuối cùng khóa chặt Yêu Nguyệt Lâu, cái này vây thành bên trong, chỉ có thể Yêu Nguyệt Lâu có người. Bọn họ nhìn đến hồ nước hết thảy, tuy nhiên tâm tình biến hóa to lớn, nhưng tổng cộng cũng sẽ trở ngại mấy hơi thời gian. Lý Vô Địch không nói hai lời, hướng về Yêu Nguyệt Lâu phóng đi. Chúng ta tới đến bỗng nhiên, nói không chừng còn có người. Dạ Nhất trầm giọng nói một câu, theo Lý Vô Địch mà đi. Đám người còn lại, bao quát Phi Sinh Vân Tịch ở bên trong, đều cấp tốc phản ứng lại, bọn họ nhiều người, có thể bốn phía tìm kiếm. Đúng vào lúc này, một cái người áo đỏ ảnh, bỗng nhiên theo Yêu Nguyệt Lâu tầng cao nhất, vọt ra. Các ngươi sao lại tới đây? Người kia hô một tiếng, biểu lộ đại biến, vội vàng hướng lên chân trời, chạy thục mạng. Đông Dương Dục, cơ hồ tất cả mọi người, đều thấy rõ ràng hắn là ai. Hắn xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì? Chạy đâu? Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc cùng Lý Vô Địch bọn người trước hết đuổi theo. Lý Vô Địch bởi vì trước một bước hành động, khoảng cách Đông Dương Dục thứ nhất tới gần. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết quang. Trong nháy mắt lao vút đến cái kia Đông Dương Dục trước mắt. Người đi chết đi. Trong tay hắn xuất hiện một cây đại đao, phủ đầu bổ về phía Đông Dương Dục. Làm. Đông Dương Dục huy kiếm chặn lại. Một tiếng ầm vang. Cánh tay hắn run lên, bị đẩy lui 30 mét. Đông Dương Dục trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bất quá, hắn căn bản không có thời gian ngạc nhiên, bởi vì thập phương đạo cung người toàn bộ đuổi theo. Mà lại một cái so một cái hung ác. Dầm dầm dầm. Tất cả công kích,
hướng về Đông Dương Dục oanh sát mà đến. Muốn giết ta, không sao cả dễ dàng. Đông Dương Dục bỗng nhiên phất tay, một mảnh trơn bóng tấm gương, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, trong nháy mắt mở rộng. Phanh phanh phanh. Mọi người công kích, toàn bộ đánh vào tấm gương này phía trên. Luân hồi kính diệt, quả nhiên tại trên tay hắn. Không kịp rung động, Đông Dương Dục mượn nhờ mọi người công kích, trong nháy mắt ngút trời, xông ra thiên văn kết giới. Nếu không phải cái này luân hồi kính diệt, hắn vừa mới chỉ sợ đã chết. Giết hắn. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, thập phương đạo cung tất cả mọi người, đều phóng lên tận trời. Lý Thiên Mệnh nhanh lên đi, lần nữa phá vỡ cái kia thiên văn kết giới, để các trưởng bối có thể đuổi theo. Vi sinh vân tịch cổ chi thánh cảnh thực lực, trong nháy mắt bày ra đi ra, tốc độ của nàng so Đông Dương Dục nhanh rất nhiều. Dù là Đông Dương Dục, đã chạy ra có một khoảng cách, nàng vẫn chỉ cần mấy chục giây thời gian, là có thể đuổi kịp hắn. Tại vi sinh vân tịch về sau, Dạ Nhất, Bạch Mặc, Lý Vô Địch theo sát mà đi, một khi vi sinh vân tịch cuốn lấy Đông Dương Dục, bọn họ lập tức liền có thể đến tới. Hắn chết chắc, Lý Thiên Mệnh bên người, Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ nói. Cung chủ rất nhanh liền có thể đuổi tới hắn. Tối nay chúng ta thì muốn tiến công Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, cái này Đông Dương Dục còn dám tại Linh Lung Thành hại người. Chỉ cần giết hắn, cầm lấy đầu của hắn trở về, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, tự sụp đổ. Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa hung ác tiếng nói. Kính hồ chúng sinh mối thù, toàn bộ tính toán tại Đông Dương Dục trên thân. Mắt thấy, vi sinh vân tịch sắp bắt được Đông Dương Dục. Chỉ trong nháy mắt, Đông Dương Dục đột nhiên quay đầu, trong tay tích huyết tại một bản thật dày thiên văn thư phía trên. Ông, một cái cự đại thế giới, ra hiện ở phía sau hắn, phút chốc thâu tóm ra, đem phía sau hắn thập phương đạo cung người, đều giam ở trong đó. Đây là ngũ tinh thiên văn thư, thiên trọng huyễn thiên thư. Nghe được, Bạch Mặc thanh âm rất bất đắc dĩ. Toàn bộ thần quốc mạnh nhất thần văn sư, cũng chỉ là tứ tinh thần văn sư, điều này nói rõ ngũ tinh thiên văn thư giá trị liên thành. Thậm chí, cho dù có tiền, cũng mua không được. Cái này nhất định là, từ xưa truyền thừa xuống chí bảo. Dạng này thiên văn thư, lấy ra bảo mệnh, quả thật có thể để Đông Dương Dục, có thể cơ hội đào tẩu. Lý Thiên Mệnh không biết hắn người tình huống như thế nào, trước mắt của hắn, toàn bộ đều là mê huyễn cùng hư giả thế giới. Hắn dùng động tất chi nhãn đột phá nhất trọng, lập tức còn có nhất trọng, căn bản đi ra không được. Thẳng đến hắn đi hơn ngàn trọng. Theo cái này thiên trọng huyễn thiên thư bên trong lúc đi ra, phát hiện trước mắt chỉ có vi sinh vân tịch một người. Những người khác, cũng còn bị vây ở sau lưng màu trắng trong sương mù. Cung chủ, không đuổi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã chạy, ngũ tinh thiên văn thư tăng thêm luân hồi kính diệt, đầy đủ để hắn nhặt về một cái mạng. Vi sinh vân tịch thanh âm khàn khàn nói. Nàng rất phẫn nộ, rất dãy dụa, nàng quay đầu nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, bất đắc dĩ nói. Thiên Mệnh. Thật xin lỗi, ngươi quá trẻ tuổi, không muốn để cho ngươi thấy loại này hình ảnh, cái này sẽ chỉ để ngươi gánh vác càng nhiều. Võ đạo vi tôn thế giới, trên bản chất cũng là như thế dữ tợn, nhân gian thường thường không có chính nghĩa, vô năng là nhân sinh lớn nhất thống khổ. Ngươi lẽ ra không nên, cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận. Cung chủ, ta không sao, sự tình đã phát sinh, người ta cũng không có cách nào, tội không thể tha thứ không phải chúng ta, mà chính là táng tận lương tâm người. Bây giờ, thắng bại còn không có rốt cuộc, ta cũng không tin để cái này thượng cổ hoàng tộc chết hết, còn có thể có những chuyện này. Lý Thiên Mệnh trong thanh âm, sát khí lẫm liệt. Đúng vào lúc này, thiên trọng huyễn thiên thư uy lực dần dần tiêu tán, những người khác theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Người không có cách nào đuổi kịp, bất quá, trốn được hòa thượng, chạy không được miếu. Đông Dương Dục tối nay tất nhiên muốn về hoàng thành, ta cũng không tin. Hắn còn có thể lại có một bản ngũ tinh thiên văn thư. Vi sinh vân tịch nói. Đã như vậy, đi thẳng về đi, tối nay chu sát ác tặc, trảm thảo trừ căn. Đêm một đôi mắt đỏ thẫm nói. Hôm nay hết thảy, đem lửa giận của bọn họ, đều chống lên. Nguyên bản định chậm rãi làm hao mòn Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, mà bây giờ, Đông Dương Dục trong tay chẳng những có luân hồi kính diệt, thậm chí, lần nữa tiếp tục phạm phải tội nghiệt. Đạo cung đã không thể lại cùng lúc trước một dạng, chậm chạp từng bước xâm chiếm thượng cổ hoàng tộc. Các vị, thế thiên hành đạo, có thể sẽ trả giá đắt, nhất định sẽ có người hy sinh, chảy hết máu tươi. Nhưng là, vì quốc thái dân an, vì con cái đời sau,
có thể an cư lạc nghiệp, sống tại chính thức thịnh thế bên trong. Chúng ta, nhiều chảy mấy giọt máu, có lẽ thiên hạ chúng sinh, có thể thiếu điểm rơi nước mắt. Hết thảy đều là đáng giá, đúng không? Vi sinh Vân Tịch đứng tại mọi người trước người, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng, nàng tuy nhiên nhìn không thấy, thế nhưng là vẫn có một loại nóng rực ánh mắt. Loại ánh mắt này, gọi là, thấy chết không sờn. Đúng. Bọn họ đều không trẻ, thế nhưng là thời khắc này nhiệt huyết cùng phóng khoáng, đủ để cho Lý Thiên Mệnh động dung. Trên thế giới này, tổng có một ít người vĩ đại. Bọn họ không sợ chết, càng không sợ người mỉa mai chế giễu, bọn họ sẽ vì trong lòng đạo nghĩa, lấy tánh mạng đi chống lại, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, không oán không hối. Lý Thiên Mệnh, muốn làm dạng này người. Thiên Mệnh, cung chủ là người tốt, cha con chúng ta, không thể để cho nàng lại thương tâm. Lý Vô Địch vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, ánh mắt hừng hực nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn có một cái cảm giác. Thập phương đạo cung các trưởng bối, đều là người lương thiện. Này thượng cổ hoàng tộc, không có không điểm mấu chốt, cáo già. Buổi tối hôm nay, thật có thể hủy diệt Đông Dương Dục, lại diệt tuyệt Đông Dương Lăng sao. Màn đêm buông xuống. Ầm ầm. Lại là một tiếng sét, đêm đen muộn, bỗng nhiên sáng như ban ngày. Một đạo hình lưới tia chớp, trong nháy mắt bày khắp nửa bên bầu trời. Sau đó, mưa to như chút nước, giống như là trời cao cũng đang trợ giúp thập phương đạo cung một dạng, đêm này, lại bắt đầu trời mưa. Ào ào ào, cái này mới vừa vặn vào đêm, cũng đã là mưa rào tầm tã, mây đen dường như thì đặt ở trên đỉnh đầu. Trước mắt là dày đặc màn mưa, che đậy ánh mắt, hắc ám giống như là một đầu cự thú, đem thần đều triệt để nuốt vào trong bụng. Thần đều tàn mái hiên nhà bức tường đổ, cũng đã làm cho nước mưa bao phủ, phố lớn ngõ nhỏ, rất nhanh thành đường sông. Nước chảy phun trào ở giữa, thỉnh thoảng thì theo góc đường, xông ra một bộ hư thối thi thể, những thi thể này va va chạm chạm, bị mang vào thần đều thủy hệ bên trong, chảy chảy vào biển. Rầm rầm rầm, lần nữa ba đạo sấm sét lấp lóe. Trắng sáng lóng lánh trong nháy mắt, một cái 1 triệu người quân đoàn. Bọn họ theo cổ lão thập phương đạo cung bên trong lao ra, mỗi người đều khống chế một đầu trở lên mãnh thú, bôn tẩu tại màn mưa bên trong, tại thần đều tàn mái hiên nhà bức tường đổ phía trên, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Phanh phanh, thần đều mặt đất, vì vậy mà chấn động. Cự thú cực nhanh tiến tới mà qua, thần đều đường tắt văng lên vết bẩn nước bùn, vẩy hướng bốn phía. Lần nữa kinh lôi thiểm nhấp nháy, một đám thân mặc màu đen chiến giáp chiến sĩ trên mặt. Ào 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 nước mưa, theo gương mặt trượt xuống. Tại đám người này ngay phía trước, một cái thiếu niên tóc trắng, đứng tại một cái hai đầu thần long phía trên, chính thống đẹp trai trên 10.000 người, thẳng hướng hoàng thành. Buổi tối hôm nay, không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh đứng tại Lam Hoang trên thân, nhìn lấy nơi xa tối tăm hoàng thành, trong lòng không ngừng tái hiện lấy, ban ngày nhìn đến hình ảnh. Hắn muốn quên, cũng không quên được. Giết Lâm Tiêu Đình, là vì báo thù. Tại Đông Hoàng cảnh quật khởi, là vì nghịch thiên cải mệnh. Mà lần này, ta muốn vì đạo nghĩa. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn đang trưởng thành, đi thành làm một cái chí cao vô thượng nhân cách. Hắn không biết, tương lai sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết là, lần này, cho dù là đem sinh tử không để ý, hắn đều muốn, đi truy tầm con đường của mình. Diệt thượng cổ hoàng tộc, phía trước liền sẽ là, thông thiên đế đạo. Rầm rầm rầm. Hắn chỉ là cái này trăm vạn đại quân bên trong một viên, hắn thấy được quá nhiều hừng hực ánh mắt. Những thứ này không vì thượng cổ hoàng tộc sử dụng đạo cung chiến sĩ, đều là Lý Thiên Mệnh người trong đồng đạo. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nhưng nếu là cùng chung chí hướng, quân tử chi giao, có thể đồng sinh cộng tử. Lý Thiên Mệnh mắt nhìn phía trước. Hoàng thành, càng ngày càng gần, thiên võ môn, đang ở trước mắt. Cửu minh nhất tộc. Bọn họ theo địa ngục mà đến. Là nhân gian ma quỷ. Là thời điểm, đưa bọn hắn về địa ngục. Thiên võ ngoài cửa. Mưa to oanh minh, sắc trời tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Duy chỉ có song phương mãnh thú hô hấp và gầm nhẹ, so mưa to thanh âm còn muốn to lớn. Thiên võ ngoài cửa, hơn 1 triệu cự thú phủ phục ở đây. Cửu điện hạ, thập phương đạo cung trăm vạn đại quân bên trong, truyền đến một tiếng lãnh đạm giọng nữ. Cung chủ tự mình buông xuống. Đông Dương Lăng mặt lộ vẻ vui mừng, mang theo một đám hạch tâm bộ hạ, đi tới, nghênh đón Vi Sinh Vân Tịch. Đạp đạp đạp, Vi Sinh Vân Tịch mang theo thập phương đạo cung tất cả cường giả,
bao quát Lý Vô Địch ở bên trong, dẫm lên phế tích, đi tới Đông Dương Lăng trước mắt. Đông Dương Lăng bên người, chỉ có cổ thị tộc tộc trưởng cùng 9 đại cảnh vực tông môn tông chủ, tu vi nhiều lắm là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Xem xét lại thập phương đạo cung, nắm giữ cổ chi thánh cảnh vi sinh vân tịch, còn có dạ nhất, bạch mặc, tăng thêm rất nhiều tinh vương, điện vương, còn có vừa tới Lý Vô Địch, thấy thế nào, đều so Đông Dương Lăng muốn mạnh hơn rất nhiều. Liền xem như quân đoàn phương diện, thập phương đạo cung thất tinh quân đoàn, tố chất đều muốn so Đông Dương Lăng quân không chính quy cao hơn. Cái này khiến Đông Dương Lăng lộ ra rất yếu thế, nhất là đối mặt vi sinh vân tịch thời điểm. Nếu như vi sinh vân tịch lại bá đạo một số, hắn chỉ sợ không ngẩng đầu được lên. Không nghĩ tới cung chủ tự mình tỏa trấn thất tinh quân đoàn, cung chủ lòng mang thiên hạ, tín nhiệm tại ta, chúng ta hoàng tộc vô cùng cảm kích. Đông Dương Lăng khách khí nói. Người trước khác lấy lòng, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Vi sinh vân tịch nói. Cung chủ xin hỏi. Ngươi cũng đã biết, hơn 40 năm trước, Lý Mộ Dương cũng không có lấy đi luân hồi kính diệt. Luân hồi kính diệt, vẫn luôn tại ngươi hoàng tộc trong tay. Vi sinh vân tịch ánh mắt đạm mạc nói. Làm sao có thể, cung chủ nói đùa sao? Đông Dương Lăng ngơ ngác một chút. Không có nói đùa, hiện tại luân hồi kính diệt, truyền cho Đông Dương Dục. Vi sinh vân tịch nói. Sẽ không, năm đó, phụ hoàng ta tại chỗ nổi giận, thậm chí trọng phạt kỳ lân cổ tộc, mà lại cái này 40 năm đến, cũng không gặp hắn sử dụng tới. Cung chủ nói, hoàn toàn không thể nào. Đông Dương Lăng chắc chắn lắc đầu nói. Thật sao, thế nhưng là chúng ta hôm nay đi Linh Lung Thành, tận mắt thấy, chỗ đó có 1 triệu xác chết. Chúng ta càng tìm được Đông Dương Dục, đáng tiếc, để hắn dùng luân hồi kính diện cùng, thiên trọng huyễn thiên thư trốn. Nhiều người như vậy, tận mắt thấy luân hồi kính diện, không có khả năng có lỗi. Vi sinh vân tịch nói. Hắn dùng hết thiên trọng huyễn thiên thư. Đông Dương Lăng rõ ràng 10 phần chấn kinh. Rất hiển nhiên. Biết Đông Dương Dục nắm giữ thiên trọng huyễn thiên thư người không nhiều, hắn là bên trong một cái. Vi sinh vân tịch có thể nói ra cái này ngũ tinh thiên văn thư tên đến, nói rõ cái gì? Nàng nói hết thảy, đều là thật. Đông Dương Lăng, ý của ngươi là, Đông Dương Dục cầm luân hồi kính diện tu hành, ngươi cũng không biết. Bạch Mặc ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đông Dương Lăng. Vị lai điện vương, ta Đông Dương Lăng lấy tánh mạng thề, nếu ta hiểu rõ tình hình, gọi ta một mạch thiên chu địa diệt. Đông Dương Lăng ánh mắt đỏ bừng nói, chuyện này, đối với hắn tạo thành to lớn trùng kích. Không có khả năng, đúng vào lúc này, kỳ lân cổ tộc Sùng Dương Thái Thượng, khó có thể tin nói một câu. Trong tay hắn xuất hiện một cái cỡ nhỏ thiên văn kết giới, hắn nói, đây là tiên đế tự mình cho ta luân hồi kết giới, có thể khóa chặt luân hồi kính diện vị trí, tự Lý Mộ Dương xuất hiện về sau, chúng ta đã khóa chặt hắn vô số lần, hắn gần nhất vẫn luôn tại thần đều xung quanh hoàn cảnh hoạt động. Luân hồi kính diện nhất định ở trên người hắn. Tiên đế nói cho ngươi, luân hồi kết giới có thể khóa chặt luân hồi kính diện vị trí, thì nhất định là rồi. Bạch Mặc cười lạnh nói. Cái này ta tới nói đi. Đông Dương Lăng thần sắc âm trầm, nói, các vị thái thượng, chuyện này, ta không phải có ý giấu giếm ngươi. Nói thật, luân hồi kết giới, xác thực không có cái kia hiệu dụng, chỉ là tên vừa tốt cùng luân hồi kính diện giống nhau, trên thực tế, luân hồi kết giới cũng không có tác dụng. Phụ hoàng ta làm như thế, đại khái là vì, có thể thoải mái hơn sử dụng luân hồi kính diện đi. Cái gì, Sùng Dương Thái Thượng bọn họ ngốc đứng ở tại chỗ. Sự thực như vậy, để bọn hắn kỳ lân cổ tộc hơn 40 năm này bi thảm, tựa như là một trận chê cười. Bọn họ một đoạn thời gian rất dài, còn cầm lấy cái này luân hồi kết giới, khắp nơi truy đuổi, tựa như là một cái kẻ ngu. Đã như vậy, vì sao chúng ta còn muốn bị phạt? Sùng Dương Thái Thượng run rẩy nói. Các người bồi dưỡng được Lý Mộ Dương, có mưu phản chi tâm, còn không thể trừng phạt sao? Lại nói, ta không phải vì các người kỳ lân cổ tộc, giải quyết nhất thế chú sao? Đông Dương Lăng nói. Hắn rung động tại luân hồi kính diện sự tình, nhưng nói thật, Đông Dương Lăng từ đầu tới đuôi, đều không có cho rằng, cản đế cách làm có vấn đề gì. Nếu là luân hồi kính diện đến trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ đồng dạng sử dụng. Thập phương đạo cung, đã sớm nhìn thấu. Không đúng, chúng ta hôm qua còn định Lý Mộ Dương vị trí. Hắn chả đang động đâu, trong kết giới đều có thể nhìn đến, bên cạnh hắn còn có một nữ nhân. Linh tinh thái thượng đạo. Có thể thấy rõ ràng Lý Mộ Dương tướng mạo sao. Chỉ có hình dáng, hẳn là hắn. Đừng làm rộn, cái này luân hồi kết giới thường xuyên ra mau bệnh, ai biết các ngươi nhìn đến chính là người nào,
trả lại cho ta đi, ta có rảnh suy nghĩ một chút. Đông Dương Lăng nói, cái này khiến Kỳ Lân cổ tộc thái thượng nhóm, tâm lý phiền muộn vô cùng. Bọn họ tin tưởng vững chắc hơn 40 năm sự tình, lại là một trận chê cười, thua thiệt bọn họ còn lưng đeo hơn 40 năm nhục mạ. Hiện tại vì Đông Dương Lăng hiệu lực, thế nhưng là, Đông Dương Lăng cho bọn hắn mặt mũi sao? Sùng Dương Thái Thượng nhắm mắt lại, thở dài, thân thủ đem luân hồi kết giới, đưa cho Đông Dương Lăng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người vọt ra, tại Đông Dương Lăng trước đó, cầm đi luân hồi kết giới. Mọi người giật mình, tập trung nhìn vào, lại là cái người sống, chỉ ít Đông Dương Lăng bên này, đại đa số người không biết hắn. Cung chủ, người này là ai? Vì sao cướp đi luân hồi kết giới? Đông Dương Lăng hơi giận nói. Hắn là Đông Hoàng Cảnh chấp trưởng giả, tên là Lý Vô Địch, đạo cung đời tiếp theo cung chủ. Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, Vi Sinh Vân Tịch nói. Cửu Điện Hạ, tiếp đó, ta sẽ dẫn đường cung vì ngươi bán mạng, lần đầu gặp mặt, bất kể nói thế nào, ngươi đến đưa ta một cái lễ gặp mặt đúng không? Cái đồ chơi này tuy nhiên khó coi, nhưng là ta miễn cưỡng có thể vào mắt, đã Điện Hạ khẳng khái, vậy ta thì nhận. Dù sao, các ngươi đều lấy ra đánh ra Kỳ Lân cổ tộc, cái kia cũng không phải vật gì tốt, đúng không? Lý Vô Địch cười nói. Đông Dương Lăng híp mắt. Hắn rất rõ ràng liền có thể cảm giác ra, Lý Vô Địch cùng Vi Sinh Vân Tịch khác biệt. Hắn đã sớm nghe nói qua Lý Vô Địch đại danh. Ngày hôm nay, cái này lỗ mãng nam tử, trong ánh mắt xâm lược tính, để hắn cảm nhận được, so Vi Sinh Vân Tịch nhiều gấp bội uy hiếp. Đây là một cái nở nụ cười, đều có thể đâm chết nhà của ngươi băng. Nguyên lai là hạ nhiệm cung chủ, cửu ngưỡng đại danh, danh bất hư truyền. Có điều, luân hồi kết giới là ta hoàng tộc vật phẩm trọng yếu, còn mời các hạ trả lại. Ngày khác cầm xuống Đông Dương Dục, ta tất nhiên có đại lễ đem tặng. Đông Dương Lăng nói, đã chậm, ta nhận lấy đồ vật, không tiếp tục đưa về đạo lý. Cửu Điện Hạ coi như ăn cái này thua thiệt đi, Lý Vô Địch nói. Câu nói này, thật đúng là cuồng đến không biên giới. Làm càn, lớn mật, Đông Dương Lăng người bên cạnh, nguyên một đám lửa giận ngút trời. Lý Vô Địch cử chỉ này, có thể so sánh Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người ngược Khương Liễu Đình một trận, còn muốn ác liệt. Tại song phương lửa giận giao phong bên trong, Lý Vô Địch trên mặt vô lại giống như nụ cười, cùng Đông Dương Lăng lãnh đạm ánh mắt đối mặt rất lâu. Thời gian đều dường như dừng lại. Từ đầu đến cuối, Lý Vô Địch đều không lui bước qua. Hắn gặp qua Mộ Dương, cho nên suy đoán cái này luân hồi kết giới, khả năng cùng hắn có quan hệ, có cơ hội này, tự nhiên trước cầm xuống. Thời gian không sai biệt lắm, cái kia xuất thủ, Vi Sinh Vân Tịch nói. Rất hiển nhiên, nàng chấp nhận Lý Vô Địch hành động. Đông Dương Lăng nhẹ gật đầu. Một cái, ân chữ, nhìn ra được, hắn vì thế nuốt xuống rất nhiều lửa giận. Cái gì đồ chơi a, thật xa chạy tới vì ngươi bán mạng, một cái thứ đổ nát, đều tại cái này keo kiệt nửa ngày, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu binh mã, ta liền muốn ngươi cái này một vật, xem như lương tâm. Biến thành người khác. Còn không phải đào trên người ngươi một lớp da à? Lý Vô Địch hùng hùng hổ hổ nói. Bạch Mặc cùng Đêm Một liếc nhau một cái. Bọn họ cảm giác, Lý Vô Địch tới chậm. Gia hỏa này, rất thích hợp quá mức chính thống đại khí thập phương đạo cung, trên người hắn có đạo cung khuyết thiếu đổ vật. Bất quá! Đông Dương Lăng không cùng Lý Vô Địch tiếp tục dây dưa, hắn nghĩ là một chuyện khác. Nếu là cầm tới luân hồi kính diệt, xử lý như thế nào? Tại hắn suy nghĩ không yên thời điểm, Lý Vô Địch về tới đạo cung trong trận doanh. Chờ một lúc, hắn mang theo một cái toàn thân nhuốm máu nữ tử, đi tới Thiên Võ Môn trước đó. Đông Dương Lăng tập trung nhìn vào, đây không phải Linh Lung Các chủ Mộng Thính Vũ sao? Linh Lung Các cơ bản chống đỡ Đông Dương Dục, hiện tại trong Hoàng Thành, thì có không ít Linh Lung Các người. Bất quá, Linh Lung Các càng lớn thế lực, trải rộng cả nước, thần đều chỉ có một số nhỏ. Đông Dương Lăng đều không thế nào dám đắc tội nàng. Ngươi muốn làm gì? Đông Dương Lăng hỏi. Lý Vô Địch đem Mộng Thính Vũ ép tới quỳ trên mặt đất, hắn không có phản ứng Đông Dương Lăng, mà chính là mang theo Mộng Thính Vũ tóc, để cho nàng nhìn về phía Hoàng Thành. Ngẩng đầu, để ngươi ở bên trong, xem thật kỹ một chút ngươi. Lý Vô Địch nói. Ha ha, Mộng Thính Vũ không ngừng cười lạnh. Cái này đều tra tấn ngươi nửa tháng, cũng không gặp ngươi lỏng qua một lần miệng, không thể không nói. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất loại nữ tử. Ngươi cần phải bị chết thê thảm một chút, mới có thể miễn cưỡng chuộc tội. Ta sau cùng cho ngươi một chút thời gian,
còn có cái gì muốn nói sao? Lý Vô Địch hỏi. Để cho ta nói a, cái kia đều nghe cho kỹ. Mộng Thính Vũ ngóc đầu lên, cặp mắt của nàng hiện ra vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Nàng nhớ tới một người, cặp mắt của nàng, bởi vậy bạo phát ra vô tận lực lượng, lấy nữ tử thân thể, điên cuồng hô. Cái này bên trong thiên địa, chỉ có mạnh nhất chủng tộc, người mạnh nhất, mới có thể còn sống. Con kiến hôi không xứng sinh tồn, chúng sinh mệnh không gọi mệnh, cái kia gọi là nói. Chấp mê bất ngộ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người, cuối cùng bị thế giới đào thải, muốn thành thần, liền phải hướng lên trời đoạt mệnh. Nàng cười ra nước mắt, nàng hai tay chết nắm chặt song quyền, tuyệt khuôn mặt đẹp, lại lấy ánh mắt dữ tợn, nhìn lấy Lý Vô Địch. Ta không phải lên cổ hoàng tộc, nhưng, trong mắt của ta, thượng cổ hoàng tộc, nhất định có thể vĩnh thế bất diệt, vạn thọ vô cương. Răng rắc, Lý Vô Địch một đao vung đi qua. Phốc phốc, Mộng Thính Vũ đầu, bay lên thương thiên. Rõ ràng là hồng nhan giai nhân, lại bị tẩy não thành thiểu năng trí tuệ, ta đi lão nương ngươi vạn thọ vô cương đi. Mộng Thính Vũ đầu, rơi xuống thời điểm, bị Lý Vô Địch tiếp trong tay. Hắn mang theo mái tóc dài của nàng, lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt, nhắm ngay Đông Dương Lăng, nhếch miệng cười một tiếng, nói. Cửu điện hạ, vừa rồi thu đại lễ của ngươi, ta quái không có ý tứ, không phải sao, lập tức cho ngươi về cái lễ vật. Cái này Mộng Thính Vũ thế nhưng là cái sừng nhi, ngươi sau khi trở về, dùng đầu của nàng, làm cái bô, đó mới gọi có cấp bậc. Xứng với người tân nhiệm cổ chi đại đế mặt bài. Nói xong, hắn đem cái kia cái đầu, quăng về phía Đông Dương Lăng. Lực đạo rất hung mãnh. 3. Đông Dương Lăng thân thủ đẩy, đầu còn không có tới gần hắn, liền đã thành bột phấn, gắn hắn một mặt. Tình cảnh này, để chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có sấm sét oanh minh. Thất tinh quân đoàn nghe lệnh. Dạ Nhất Thanh âm thật cao vang lên, hắn dường như không thấy được vừa mới một màn kia một dạng. Hắn đứng tại vĩnh dạ thiên ma ưng phía trên, trong tay súng đạn phi pháp, chỉ hướng hoàng thành, sau đó nhìn về phía Đông Dương Lăng. Tiến công, Đông Dương Lăng lau đi trên mặt bột phấn, lặng lẽ nói. Lần này, song phương quân đoàn, đều không có tách ra, mà là tại ngày này vũ môn, chuẩn bị chính diện tiến công. Oanh! Hơn 1 triệu ngự thú sư, cùng tiếp cận 2 triệu cộng sinh thú, tại cường giả song phương chỉ huy phía dưới, xông vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Oanh, 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 cự thú lao nhanh, khắp nơi run rẩy, từ trên cao phía trên, hai đại quân đoàn tựa như là con kiến, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, khí thế ngập trời. Thiên mệnh, tới. Lý Vô Địch hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh đem ám tinh doanh, giao cho Trần Phóng cùng Liễu Ngư Ý, cùng Dạ Lăng Phong, hồn ma cùng một chỗ, đi tới Lý Vô Địch bên người. Thời gian 1 tháng, Dạ Lăng Phong đã trưởng thành đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Hắn hồn ma, nhìn qua phía trước tu la chiến trường, đã dục dịch. Bọn họ dự định để cường giả song phương, hình thành một cái dao nhọn, trước hết giết tiến kết giới mở đường, làm thịt Đông Dương dục. Thiên mệnh, ngươi cùng chúng ta một đạo đi, Lý Vô Địch nói. Được, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này cho ngươi, Lý Vô Địch lấy ra luân hồi kết giới. Cảm ơn nghĩa phụ, Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn cướp đoạt thứ này, chính là vì cho mình. Hắn đem luân hồi kết giới thu vào. Đi, cha con chúng ta cùng một chỗ, giết hắn cái long trời lỡ đất. Lý Vô Địch cười nói. Tốt, đuổi theo. Song phương cường giả, nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, so sánh phía dưới, Đông Dương Lăng bên kia xác thực khó coi. Hôm nay Đông Dương dục hẳn phải chết, lấy hắn thủ cấp người, khen thưởng 10 triệu thánh tinh, đất phong 10.000 dặm. Đông Dương Lăng nói. Giết. Trên mặt nổi là Đông Dương Lăng chỉ huy. Trên thực tế, còn là hắn đi theo Vi Sinh Vân Tịch bọn người, trước hết xông vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bên người, khắp nơi đều là cổ thánh thú. Không nói Đông Dương Lăng bên kia, bên cạnh hắn, liền Lý Vô Địch thượng cổ huyết ngục côn bằng, bây giờ đều tiến hóa thành vì, nắm giữ 86 cái điểm sao thái cổ huyết kiếp côn bằng. Rất hiển nhiên, đây là Vi Sinh Vân Tịch cho hắn cổ chi thần nguyên. Bạch mặc cộng sinh thú. Thì là 82 ngôi sao, đế tinh bạch xí hổ. Đó là một đầu to lớn màu trắng mãnh hổ, miêu miêu đế ma hỗn độn, ở tại trước mặt đều có vẻ hơi bỏ túi, hắn gầm lên giận dữ, vạn thú thần phục. Bất quá, đáng sợ nhất, vẫn là Vi Sinh Vân Tịch cộng sinh thú. Vi Sinh Vân Tịch cộng sinh thú, nắm giữ 88 cái điểm sao, là trước mắt cổ chi thần quốc cương vực bên trong,
gần với cản đế, đế thú, cộng sinh thú. Làm nó xuất hiện trên chiến trường thời điểm, có thể nói là giả thiên tế nhật, to lớn vô song, trực tiếp phủ lên, tất cả cổ thánh thú phong mang. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời tăm tối phía trên, tựa hồ xuất hiện một mảnh tinh không sáng chói, tinh không có ngàn vạn tinh thần, tinh quang thiểm diệu. Cần phải cẩn thận nhìn, mới có thể nhìn ra, đây là một đầu cự thú bụng. Cái này một đầu cự thú, tên là Tinh Vân Đế Kình. Nó bay ở trên trời, tại thiên địa bên trong ngao du, tinh không cũng là nó biển cả. Hắn thân thể, so Lam Hoàng đều còn muốn lớn hơn gấp 3 trở lên, không nhìn kỹ, đều tưởng rằng một mảnh di động tinh không. Ô ô, Tinh Vân Đế Kình phát ra một tiếng sâu xa, du dương, như cùng đi tự đại hải chỗ sâu cô độc thanh âm, cuốn tới, xuyên thấu hoàng thành, kinh động đến thần đều. Cái kia hào quang sáng chói, như là đạo cung các chiến sĩ hải đăng. Đế tinh bạch xí hổ, vĩnh dạ thiên ma ưng chờ một chút cổ thánh thú, nương theo tại hai bên, truy đuổi mà đi. Vi sinh vân tịch đứng tại cái này Tinh Vân Đế Kình trên đỉnh đầu, đối cái này tinh không cự thú tới nói, thân thể của nàng vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói, nàng tựa như là một loại tín ngưỡng, để đạo cung các chiến sĩ, bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, đều đi theo tại phía sau của nàng. Rất nhanh, kết giới linh tai xuất hiện. Địch nhân, đồng dạng xuất hiện. Ầm ầm. Tại bóng tối này tĩnh mịch ban đêm, làm Vi Sinh Vân Tịch chỉ huy giao nhọn cường giả, khóa chặt Đông Dương Dục một mạch thượng cổ hoàng tộc vị trí về sau, chiến đấu, ầm vang bạo phát. Ô ô. Vạn chúng chú mục bên trong, Tinh Vân Đế Kình lần nữa phát ra vậy đến tự biển sâu thanh âm, tiếng gầm bao phủ phía dưới, rất nhiều địch nhân cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Thanh âm này quá trống trải, cơ hồ khiến mỗi người, toàn thân đều tại rung động. Sau một khắc, thiên địa lập lòe. Đây là Tinh Vân Đế Kình đang thi triển thần thông, lưu tinh bạo vũ. Rầm rầm rầm. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn đến tinh quang thôi sán bên trong, vô số chướng mắt sao băng, như là mưa to một dạng oanh minh rơi xuống, thảm thức quét tới. Phanh phanh phanh. Rất nhiều hơn cổ hoàng tộc người, bị cái này lít nha lít nhít lưu tinh bạo vũ, nện đến tại chỗ toàn thân nổ tung, mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú, hoặc là trọng thương, hoặc là tại chỗ thịt nát xương tan. Ầm ầm. Tinh Vân Đế Kình đáp xuống, cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp đem thiên quân vạn mã đụng bay ra ngoài. Vi Sinh Vân Tịch đứng tại Tinh Vân Đế Kình trên đỉnh đầu, trong tay bạch xí tinh liên quét ngang, lấy nàng cổ chi thánh cảnh lực lượng, những thứ này địa thánh cảnh ngự thú sư cùng cộng sinh thú, căn bản ngăn không được, chỉ cần bị trúng đích, trên cơ bản thì ra chóc thịt bong, tại chỗ tử vong. Liền nàng đều mở sát giới, những người khác còn dùng nói. Lấy bạch mặc cầm đầu, thập đại điện vương đều tại đế tinh bạch xí hổ sau lưng, một đám thần quốc đứng đầu cường giả, từng cái đều lấy một địch trăm, bọn họ như vào chỗ không người. Lấy dạ nhất cầm đầu, bảy vị tinh vương theo sát phía sau, vĩnh dạ thiên ma ưng ám ảnh phong bạo phía dưới, càn quét đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Đông Dương Lăng không dám thất lễ, mang theo hắn bộ hạ, hết thảy hơn 30 người, đi theo Vi Sinh Vân Tịch bên cạnh mở đường, cản đường người, tuy nhiên đều là hắn thượng cổ hoàng tộc đồng bào, nhưng cũng không gặp hắn khách khí, một giết, bọn họ chém giết địch nhân càng nhiều. Lý Thiên Mệnh lẫn trong đám người, tam đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Lần này, Miêu Miêu cũng không dám lại ngủ tiếp, ba người bọn hắn đều tại Lam Hoang trên thân, mà Lam Hoang tựa như là một ngọn núi, vọt vào thượng cổ hoàng tộc trong đám người. Thần thông, chạm Lam Hải Ngục. Lam Hoang nằm dạp trên mặt đất, thân thể chấn động trên mặt đất, thần thông cuốn tới. Chuyện thần kỳ phát sinh, lấy Lam Hoang làm tâm điểm, trước mắt một cái cự đại hình quạt khu vực bên trong, tất cả đất bắt đầu chuyển hóa làm nước bùn, dạng này tác động đến lái đi, rất nhiều địa thánh cảnh thượng cổ hoàng tộc, không có kịp phản ứng, trực tiếp tiến vào trong nước. Ầm ầm. Lam Hoang vọt vào, chỗ đến, núi kêu biển gầm. Miêu Miêu ở trên mặt nước bôn tẩu, dẫn động hỗn độn thiên kiếp cùng hồn thiên điện ngục, ầm vang nện đang không ngừng mở rộng trong nước bùn. Trong lúc nhất thời, điện lưu bao phủ, cái này chạm Lam Hải Ngục bên trong, tiếng kêu rên liên hồi. Đáng sợ nhất là, theo thái cực hồng mông quỳ long tiến lên, trước mắt vùng nước không ngừng mở rộng, đem càng nhiều thượng cổ hoàng tộc kéo vào. Đây là cái gì? Làm sao bỗng nhiên có nước? Đi mau, đối phương tới đều là cường giả, không chịu nổi. Thì Vi Sinh Vân Tịch bọn họ cái này mấy chục người, hơn trăm lần người đều ngăn không được. Lại càng không cần phải nói, đạo cung cùng Đông Dương Lăng quân đoàn, đều tại cường giả sau lưng, thiên quân vạn mã,
đã vọt vào, khí thế ngút trời. Thần hoàng kết giới chuyện gì xảy ra? Kết giới linh tai hầu hạ bọn họ à? Tối nay hoàn toàn không có ánh trăng chi lực, kết giới linh tai quá yếu, duy nhất một lần người tiến vào nhiều lắm, ngự thú sư cùng cộng sinh thú, cùng nhau có 31 triệu trở lên. Điên rồi đi, đạo cung người, không phải không nghĩ như vậy liều mạng sao? Nhìn điệu bộ này, cùng bệ hạ có tử thù à? Vốn là trong hoàng tộc đấu, hiện tại tao ngộ không muốn sống một dạng đạo cung chiến sĩ, để Đông Dương dục một mạch bộ hạ hơi có chút mộng. Liền Vi Sinh Vân Tịch đều xuất thủ, đạo cung thế này sao lại là viện trợ? Quả thực chính là, đến báo thủ giống như. Trùng kích như thế, đã đối Đông Dương dục một mạch, tạo thành trên tâm lý nghiền ép. Nguyệt Khuyết phía dưới kết giới linh tai, đối cái này mấy chục cái cường giả ảnh hưởng rất nhỏ, đạo gửi tới đám người bọn họ, cấp tốc xé rách một lỗ hổng. Đông Dương dục một mạch người, không có chút nào sức chống cự, tại những cường giả này trước mặt, vừa chết một mảng lớn. Người chung quanh suy nghĩ trong lòng, không phải xông lên lấy trứng chọi đá, mà chính là vô ý thức hướng chung quanh né tránh. Một khi xuất hiện không thống nhất, có người chạy trốn, tại cái này hỗn loạn kết giới bên trong, bọn họ tướng soái hô hoán đều vô dụng. Đạo cung các cường giả sau lưng, là 3 triệu chiến đấu cá thể, nhiều người như vậy, đủ để cho hiện tại hư nhược Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, xuất hiện linh tai đều không đủ tình huống. Cự thú trùng phong, nhanh như thiểm điện, hướng lên một phương, trời sinh thì so phe phòng thủ, khí thế càng thêm thô bạo. Thì sau đó một khắc trong nháy mắt, Thất Tinh quân đoàn tăng thêm Đông Dương Lăng Cổ thị tộc quân không chính quy, cùng Đông Dương dục một mạch quân đoàn, chính diện đập vào. Oanh, 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 vô số thần thông đập vào, cự thú cắn xé, huyết nhục văng tung tóe. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, thống khổ âm thanh, tiếng thét chói tai, từng tiếng không dứt. Mờ tối trong thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn tinh vân đế kình, tách ra Đông Dương dục quân đoàn trận hình, ngay sau đó, đến 1 triệu chiến sĩ va chạm mà đến. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn. Đạo cung cùng Đông Dương Lăng quân đoàn, chiếm cứ nhân số cùng cường giả phía trên ưu thế, bởi vậy trực tiếp xé rách đối thủ, đem đối phương cắt chém thành 2 bộ phận, cứ thế mà dỗi đi vào. Tựa như là một thanh dao nhọn, đâm vào huyết nhục, một đường thế như trẻ tre. Trên chiến trường, sĩ khí cùng đấu trí, là một cái quân đoàn chiến đấu lực bạo phát. Song phương ở phương diện này, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đến mức Đông Dương dục một mạch, ngay từ đầu liền có chút không chịu nổi. Đứng vững. Giết đám này phản quốc nghịch tặc. Bệ hạ vạn tuổi. Đông Dương Lăng, Vi Sinh Vân Tịch hẳn phải chết. Đông Dương dục thủ hạ quân đoàn, có rất mạnh chiến đấu kinh nghiệm, thường xuyên xuất chinh, đấu trí cường hãn. Tại hộ quốc sứ mệnh phía dưới, đã nhận lấy lúc đầu đập vào về sau, bọn họ còn có thể tiếp tục kiên trì, thậm chí bắt đầu phản công. Muốn nuốt vào cái này 800.000 đại quân tinh nhuệ, có thể không dễ dàng như vậy. Bất quá. Có một chút bọn họ bất lực. Cái kia chính là, không ai có thể ngăn lại Đông Dương Lăng cùng đạo cung các cường giả, xé rách đại quân, vượt qua kết giới, xông vào trong hoàng thành. Tiến hoàng thành, hủy diệt kết giới hạch, chém giết Đông Dương Dục, lấy đi luân hồi kính diệt. Cái này là đạo cung một trận chiến này tất cả mục đích. Trong đó, hủy diệt kết giới hạch cùng lấy đi luân hồi kính diệt, đều là Đông Dương Lăng không cho phép. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần Dục Đế vừa chết. Luân hồi kính diện tới tay, tiếp đó, liền có thể cùng Đông Dương Lăng trở mặt. Hủy đi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, Đông Dương Lăng cũng là đạo cung cá trong chậu. Vì mục đích này, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đều theo sát tại Lý Vô Địch bên người, cùng Lý Vô Địch cùng một chỗ giết địch. Phía trước, cái kia tóc máu nam tử đại khai sát giới, đại đao sở hướng, không ai cản nổi. Hắn hiện đang sử dụng thánh thú binh, tên là, Đệ Nhất Kiếp Đao. Đây là Lý Thần Tiêu làm thập phương cung chủ thời điểm, truyền thừa binh khí, nghe nói cũng là tại thần táng đoạt được. Đệ Nhất Kiếp Đao hết thảy có 92 điều thánh thiên văn, so Vi Sinh Vân Tịch Bạch Xí Tinh Liên còn mạnh hơn. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cũng tại Vi Sinh Vân Tịch nơi này, lấy được không ít chỗ tốt. Ầm ầm, thái cổ huyết kiếp côn bằng hóa thành huyết sắc đại côn, cùng Lam Hoang cùng một chỗ, tại trạm Lam Hải Ngục bên trong lăn lộn. Phàm là bị cuốn nước vào bên trong đối thủ, bị chết càng nhanh. Không nghĩ tới, lại để cho con của ta con, cướp đi ta, Đông Hoàng cảnh đệ nhất thiên tài, tên tuổi, phiền muộn a. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có đổ sát chó bối. Lý Vô Địch phẫn uất nói. Nghĩa phụ, người quá hạn,
hiện tại ta là thần quốc 100.000 năm qua đệ nhất thiên tài, ai mà thèm cùng ngươi tranh giành đông hoàng cảnh a? Tầm nhìn hạn hẹp, Lý Thiên Mệnh nói. Làm càn như vậy, ha ha, ta thích, vậy ta coi như một cái thứ hai đi. Lý Vô Địch nói. Thứ hai đã có, ngươi làm tiểu tam đi. Lý Thiên Mệnh chỉ Dạ Lăng Phong nói. Lý Vô Địch đã đối với hắn có hiểu biết. Ta dựa vào, Lý Vô Địch biệt khuất. Hắn chỉ có thể đem phiền muộn, khuynh tả tại thượng cổ hoàng tộc trên thân. Tại trước mặt bọn hắn địch nhân, trên cơ bản đều không có gì chiến đấu dũng khí, rất nhiều người trực tiếp nhường đường, để bọn hắn xông vào kết giới. Bất quá, đem cường giả bỏ vào về sau, Đông Dương Dục đại quân, vẫn ngăn cản cường giả sau lưng trăm vạn đại quân. Mục đích rất rõ ràng, chặt đứt đạo cung cường giả cùng quân đoàn ở giữa liên hệ. Tinh vân đế kình lưu tinh bạo vũ càn quét đi qua, phía trước đã không ai. Đám người bọn họ, rốt cục xông ra kết giới phạm vi, toàn bộ cùng một chỗ đến hoàng thành. Nghênh đón bọn họ, là Đông Dương Dục một mạch thiên chi thánh cảnh cường giả. Những người này lệ thuộc về thần vũ quân đoàn, số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 người, mà lại rất nhiều đều là tinh anh. Các ngươi những thứ này phản quốc nghịch tặc, phạm phải liên lụy cửu tộc đại tội, chết chưa hết tội. Hiện tại đầu hàng, còn có một tia cơ hội, nếu không, mỗi người các ngươi, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Thần Vũ Nguyên Soái, Hoàng Sùng Hoán, cả giận nói. Ngươi đi chết đi. Đáp lại hắn, là Lý Vô Địch đệ nhất kiếp đao. Bảo hộ Nguyên Soái. Chúng người thất kinh. Lập tức có mấy chục người, vây quanh tại Hoàng Sùng Hoán trước người. Nào ngờ, Hoàng Sùng Hoán hô xong về sau, đảo mắt người thì chạy trước, trốn được so với ai khác đều nhanh. Chỉ còn lại cái này thần vũ quân đoàn, thừa nhận đạo cung cường giả cùng Đông Dương Lăng một mạch trùng sát. Trận này hỗn chiến, rõ ràng phải gian nan rất nhiều, mà lại chung quanh còn không ngừng có thượng cổ hoàng tộc nhân vật trọng yếu, thậm chí là Đông Dương hoàng tộc người vây giết mà đến. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, bọn họ lưu tại trong hoàng thành, chí ít cũng còn có mấy ngàn thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh mỗi người bọn họ, cơ hồ đều muốn đối mặt hơn gấp 10 lần đối thủ. Phần lớn hỏa lực, đều tập trung ở vi sinh vân tịch trên người của bọn hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không thoải mái. Là cá nhân đều biết, hắn là nhân vật mấu chốt, mặc kệ là tù binh vẫn là chém giết, đều là thiên đại công lao. Để mắt tới hắn người đặc biệt nhiều. Lấy ta làm quả hồng mềm đâu. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, lại thêm Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, trên cơ bản hình thành một cái tiểu đoàn thể. Trực tiếp đem chiến trường, đi vào trạm Lam Hải Ngục phía dưới. Lại thêm Khương Phi Linh thời gian tràng, bọn họ có thể mức độ lớn nhất trưởng khống chiến trường, chiếm cứ quyền chủ động, sáng tạo đơn độc quyết đấu cơ hội. Lý Thiên Mệnh, ngươi! Một cái to con trung niên trên đầu chọc cổ hoàng tộc, lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh tam thiên tinh vực xuyên thấu mà đến, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Xoẹt! Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt rớt xuống. Tại chỗ chết thảm. Vì ngươi cửu minh nhất tộc chuộc tội đi. Hắn đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, trên thân hội tụ 6000 nói bất diệt kiếm khí, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe. Cho dù là thiên chi thánh cảnh, đều chỉ có chết thương tổn xuống tràng. Hắn đã mạnh đến loại trình độ này. Sùng Dương Thái Thượng vội vàng giết địch, hắn vội ý ở giữa nhìn thoáng qua, những cái kia thiên chi thánh cảnh nhị tam trọng thượng cổ hoàng tộc, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, tựa như là trên thất thịt cá, mặc hắn xâm lược. Hắn lấy trạm Lam Hải Ngục mở đường, thì cùng chém dưa thái rau giống như, gặp người thì giết. Dạng này giết hại, ta đều làm không được, Cảnh Nguyệt Thái Thượng híp mắt nói. Đây cũng quá nghịch thiên, cửu điện hạ coi như chém Đông Dương Dục, về sau nên xử lý như thế nào cái này Lý Thiên Mệnh. Hắn sớm muộn so vi sinh vân tịch còn mạnh hơn, Linh Tinh Thái Thượng sắc mặt trắng bệch nói. Không biết, còn có cái kia Lý Vô Địch, lúc trước chúng ta đi Đông Hoàng Cảnh, không có thuận tiện làm thịt hắn, hiện tại. Hắn đoán chừng đều thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, thỏa thỏa có thể thành cổ chi thánh cảnh. Mấu chốt là, người này cùng vi sinh vân tịch hoàn toàn khác biệt, tương lai tuyệt đối là hoàng tộc đại uy hiếp. Cảnh Nguyệt Thái Thượng đạo. Người sai, hắn hiện tại cũng là đại uy hiếp. Sùng Dương Thái Thượng sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ đạo cung, còn thật dám xoán vị cướp ngôi hay sao? Cửu điện hạ không nguyện ý đàm luận chuyện này, hắn có phòng bị sao? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Có muốn hay không phòng bị là một chuyện, có hay không, năng lực, phòng bị, là một chuyện khác. Cửu điện hạ không có đường lui, nếu là hắn từ bỏ đạo cung,
liền sẽ chết tại Đông Dương Dục trong tay. Liên thủ không phải là sai, sai tại Tiên Đế Băng Hà, sai tại hai huynh đệ không có ngay từ đầu diệt đạo cung lại nội đấu. Có thể mấu chốt là, đạo cung có thập phương trấn ma kết giới, muốn diệt đều không diệt được, đây là một cái tử cục. Cửu Điện Hạ nhất định phải bí quá hóa liều, mới có chấp trưởng đại cục, sống tiếp khả năng. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ nói. Bất kể nói thế nào, hoàng tộc kinh doanh vài vạn năm, đã sớm tại thần quốc thâm căn cố đế, thế lực trải rộng thiên hạ, mà đạo cung chỉ có đạo cung, chỉ cần hoàng tộc nhất thống, đạo cung cũng không dám làm loạn. Nếu không, bọn họ cũng đừng hòng tốt hơn. Cảnh Nguyệt Thái Thượng đạo. Quan trọng ở chỗ, tối nay chém giết Đông Dương Dục, chúng ta nhất định muốn tìm cơ hội, vì Cửu Điện Hạ cầm tới luân hồi kính diện. Đây là quan trọng. Minh bạch. Tại bọn họ trong bóng tối thảo luận thời điểm, thập phương đạo cung một đám cường giả, đã xé rách thần vũ quân đoàn phòng tuyến. Mặc kệ là Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng, đều không thể tại cường giả phương diện phía trên, cùng đạo cung so sánh. Tại Lý Vô Địch thêm vào về sau, bọn họ Đông Dương huynh đệ coi như cùng nhau, cũng không bằng đạo cung. Loại này đỉnh phong cường giả, tại cái này trăm vạn đại quân quyết đấu trong chiến tranh, hiệu dụng vẫn là tương đối to lớn, chí ít, bọn họ giết tiến hoàng thành, như vào chỗ không người. Vi Sinh Vân Tịch tăng thêm Lý Vô Địch, Đông Dương Lăng, Bạch Mặc cùng giả nhất cái này bốn cái thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9 hướng giết, liền thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8 Hoàng Sùng Hoán đều chạy, ai còn có thể ngăn cản bọn họ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh, đều không thể đếm hết được, mình giết bao nhiêu thiên chi thánh cảnh thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh, hoàng thành một đầu trong ngõ tắt, trong bóng râm, có một người trung niên, cưỡi một đầu hoàng kim đại tượng đi ra. Cái này hoàng kim đại tượng trên thân, có kim sắc vảy rồng, đầu dài ra sừng rồng, hình thể to lớn, lực lượng thông thiên. Lý Thiên Mệnh ở tại trong mắt, thấy được 76 điểm sao, chứng minh đây là một đầu hoàn toàn thành niên cổ thánh thú. Kỳ danh là, hoàng kim long giống như. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi nam tử mặc áo lam kia. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người, chính là thần quốc giám quốc thái giám, Ngụy Tiếu Đào. Thái giám, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, trong mắt lãnh quang lóe lên, tiếp tục nói, không có gì ngôn a. Không có thì tiễn ngươi lên đường. Vô sỉ nghịch đồ, phản quốc loạn thế, to gan lớn mật, phạm phải tội nặng như vậy, bệ hạ tất nhiên tru sát ngươi cửu tộc. Ngụy Tiếu Đào cả giận nói. Cửu Minh nhất tộc đến bây giờ, còn không bỏ xuống được hoàng tộc ngạo mạn, cái kia còn chưa tính. Ngươi một tên thái giám, đến cùng tại kiêu ngạo cái gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngụy Tiếu Đào cả kinh nói, đạo cung dù sao cũng là vì Đông Dương Lăng hiệu lực, hắn sao có thể tùy tiện nói Cửu Minh nhất tộc đâu? Ý tứ chính là, người đi chết đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, một người ba thú, đồng thời giết ra. Tại Lam Hoang cùng cái kia tạp huyết hoàng kim long giống như cắn xé cùng một chỗ thời điểm, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ở bên cạnh điên cuồng đánh lén. Vỡ vụn đi, hoàng kim song trứng. Chỉ là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6 cấp 7 cổ thánh thú, đang bị Lam Hoang kéo vào trong nước, bị Miêu Miêu điện toàn thân run lên thời điểm, tự nhiên ngăn không được Huỳnh Hỏa 3000 đạo bất diệt kiếm khí nát trứng chi kiếm. 3. Hoàng kim long giống như trứng nát tại chỗ, kêu thảm một tiếng, sắc mặt xanh lét tử, biến thành tím xanh long tượng. Ngụy Tiếu Đào không nghĩ tới, chính mình cộng sinh thú quyết chiến bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Ha ha. Ngụy Công Công, ngươi cộng sinh thú, cùng ngươi tiếp cận thành một đôi. Trên hoàng tuyển lộ, các ngươi có thể cùng một chỗ giao lưu làm thái giám kinh nghiệm, ngươi kinh nghiệm phong phú, nhất định muốn thêm nhiều chỉ đạo a. Lý Thiên Mệnh cười to nói. Nhóc con, vô lễ. Ngụy Tiếu Đào nổi giận. Ta đâu chỉ vô lễ, ta còn vô tình. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, thiên chi dực bao phủ phía dưới, nắm giữ thiên chi thánh thể hắn, tốc độ càng nhanh. Cái này trong nháy mắt hắn thì trùng sát tại Ngụy Tiếu Đào trước mắt. 6000 nói bất diệt kiếm khí. Thần tiêu kiếm thứ tư. Hai đại chiến quyết tụ hợp, nổ tung lực lượng hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên, cái kia Đông Hoàng kiếm lóng lánh 5-6 nhan sắc, điên cuồng tàn phá bừa bãi bất diệt kiếm khí, chặt chém xuống. Làm. Ngụy Tiếu Đào binh khí vỡ vụn về sau, cả người tại chỗ bị bất diệt kiếm khí, chém thành bột phấn. Liền một tiếng hét thảm, đều còn chưa kịp phát ra tới. Ầm ầm, bất diệt kiếm khí dư âm, đem hoàng thành mấy chục ở giữa cung đình lầu các, toàn bộ đánh nát nứt. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa giết tiến vào hoàng kim long giống như trong miệng, một trận kiếm khí bạo phát, đem hoàng kim long giống như giết đến thủng trăm ngàn lỗ, tại chỗ chết thảm. Giải quyết,
cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay, không nói hai lời rời đi. Ba đầu cộng sinh thú, cấp tốc cùng ở phía sau hắn. Nhìn lại, phía sau của hắn đứng đấy ba vị lão giả, theo thứ tự là Sùng Dương, Cảnh Nguyệt cùng Linh Tinh. Ba vị thái thượng, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Sùng Dương thái thượng nhẹ gật đầu. Bọn họ ánh mắt ngũ vị tạp trần, nhất là Cảnh Nguyệt thái thượng, ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Ta tiếp tục giết người. Lý Thiên Mệnh vượt qua bọn họ, nhanh chóng đi. Ngụy Công Công bị nhất kích miểu sát, hắn nhưng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, cùng Đông Dương phần, cùng chúng ta đều không khác mấy a. Linh Tinh thái thượng rất khó chịu nói. Ta đang nghĩ, lúc trước ta muốn là trực tiếp làm thịt hắn, hoàng tộc có phải hay không, không sẽ như thế gian nan khổ cực rồi. Cảnh Nguyệt thái thượng đạo. Đúng vậy a, có thể là ai có thuốc hối hận đâu. Sớm biết hôm nay, ban đầu ở Đông Hoàng cảnh, giết Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh, cỡ nào đơn giản. Sùng Dương thái thượng nói. Đúng vậy a, ai? Lại nói, chúng ta có cần phải vì hoàng tộc gian nan khổ cực sao? Linh Tinh thái thượng sắc mặt u buồn nói. Không có hoàng tộc, liền không có Kỳ Lân cổ tộc, chúng ta Kỳ Lân cổ tộc, vài vạn năm theo đuổi theo hoàng tộc, vẫn luôn là đệ nhất cổ thị tộc, gia Lý Mộ Dương dạng này tội nghiệt, là chúng ta nhất tộc tội, nhất định phải gánh chịu. Vì hoàng tộc sầu lo, chính là vì Kỳ Lân cổ tộc sầu lo, không hiểu sao. Sùng Dương thái thượng nghiêm túc nói. Đúng, Cảnh Nguyệt thái thượng đạo. Trung Hiền Quân. Nhanh cứu Trung Hiền Quân a. Rất nhiều thảm liệt thanh âm truyền đến. Phốc phốc. Tại Đông Dương dục một mạch thê thảm trong ánh mắt, một cái tóc máu nam tử, chém chết một cái lão thái giám, xốc lên đầu của hắn, cười to nói. Đây chính là đệ nhất tên giám Trung Hiền Quân. Tại thần quốc Hồ Phong Hoán Vũ, rất được càn đế coi trọng nhân vật, bị chết cũng quá uất ức. Hắn chính là Lý Vô Địch. Trung Hiền Quân cái chết, đã đánh sập trong hoàng thành tâm thái của người mạnh. Đạo cung cường giả, quá mạnh. Tăng thêm Đông Dương Lăng, người nào có thể ngăn cản a? Toàn bộ thần quốc, thì vi sinh cung chủ một cái cổ chi thánh cảnh, không ai có thể ngăn lại nàng. Bệ hạ đâu, bệ hạ chạy sao? Đông Dương Lăng đạt được đạo cung trèo trống, nhất định thắng, đầu hàng đi. Rất nhiều người sầu thảm nói. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, thập phương đạo cung cùng Đông Dương Lăng một mạch minh quân, đã xông phá phòng tuyến, cũng nhanh giết tới hoàng thành tới. Một khi để bọn hắn bước vào hoàng thành, cái kia chính là Đông Dương Dục chiến bại thời khắc. Cho tới bây giờ, Đông Dương Dục bộ hạ, đã thương vong thảm trọng. Bệ hạ đã đào tẩu, toàn quân đầu hàng đi. Quy thuận cửu điện hạ. Cửu điện hạ mới là tân đế. Dạng này ngôn luận, lan truyền nhanh chóng, truyền khắp chiến trường. Càng ngày càng nhiều Đông Dương Dục bộ hạ, quân tâm dao động. Một khi dao động, càng thêm ngăn không được thế như trẻ tre là người tiến công. Ai nói chấm chạy trốn? Gầm lên giận dữ bỗng nhiên bao phủ chiến trường, chỉ thấy cái kia hoàng thiên điện phế tích bên trong, một người mặc hỏa hồng sắc đế bào nam tử đứng dậy. Ở tại bên người, hết thảy ba đầu 81 ngôi sao, huyết dực viêm ma cửu anh, hung hãn huyết tinh, lửa giận ngập trời. Đông Dương Dục là ba đời ngự thú sư. Hắn mỗi một đầu cộng sinh thú, đều nắm giữ 8 cái đầu. Điều này nói rõ, hắn đã là đến gần vô hạn cửu thủ thiên phú, tại thượng cổ hoàng tộc trong lịch sử, dạng này thiên tư, hoàn toàn có tư cách, trở thành cổ chi đại đế. Vừa mới xuất hiện, hắn thì cùng ba đầu cộng sinh thú quật khởi, như là huyết sắc hỏa quang trùng thiên. Dạng này Đông Dương Dục, để hắn bộ hạ tìm được người đáng tin cậy, lần nữa tỉnh lại. Dù sao... Đông Dương Dục trước kia cũng là dựa vào chinh chiến lập nghiệp, chiến công chắc tuyệt, trong quân đội địa vị phi thường cao, mới có thể thu hoạch võ thánh phủ một đám tử trung. Thần quốc tướng sĩ, theo chấm cùng một chỗ, chu sát phản quốc nghịch tặc. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt. Đông Dương Dục gầm thét lên. Vĩnh thế bất diệt. Chiến hỏa bao phủ hoàng thành, vô số người đều tại tê tâm liệt phế nộ hống. Làm Đông Dương Dục cổ động bộ hạ thời điểm, Đông Dương Lăng trực tiếp xuất hiện ở tại trước mắt. Đông Dương Dục, người sai, thượng cổ hoàng tộc, xác thực vĩnh thế bất diệt, nhưng là người cái này mưu hại tiên đế, xoán vị cướp ngôi tội nghiệt chi đồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Dương Lăng thanh âm thuần chủng mà khí phái, cùng Đông Dương Dục bệnh tâm thần, tạo thành so sánh rõ ràng. Lão cửu, người thôi đừng chém gió, đây bất quá là người thèm nhỏ dãi đế vị, làm kẻ phản quốc lấy cớ. Hôm nay, người nếu là có loại, liền đến cùng ta đơn độc nhất chiến, phân ra thắng bại.
Nói đùa, người tội nghiệt ngập trời, tự nhiên có vi sinh cung chủ trị ngươi, chỉ quốc cần chính là minh quân, mà không phải ngươi bực này rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đồ. Đông Dương Lăng nói, tại bọn họ nói chuyện thời điểm, vi sinh Vân Tịch cùng Tinh Vân Đế Kình, đã đến Đông Dương Dục trước người. Vi sinh cung chủ, người hôm nay hung ác như thế, xem ra là đối với ta sử dụng, luân hồi kính diện, có ý kiến. Chúng ta tiền bối vài vạn năm đều làm như vậy, đạo cung cho tới bây giờ đều không ý kiến, hiện tại làm sao có ý kiến rồi. Chẳng lẽ, ngươi là đang lừa Đông Dương Lăng thằng ngu này liên thủ với ngươi, mục đích của ngươi, là lật đổ ta hoàng tộc thống trị, đem thiên hạ đoạt lại ngươi thập phương đạo cung. Đông Dương Dục cất tiếng cười to. Im miệng đi, vi sinh Vân Tịch căn bản không muốn nhiều lời. Nàng đã nói ba chữ này, sau đó trực tiếp động thủ, vung vẩy cái kia bạch xí tinh liên, thẳng hướng Đông Dương Dục. Rầm rầm rầm. Vi sinh Vân Tịch, người cái này tiện phụ, người muốn phá vỡ thần quốc sói tâm dã tâm, người qua đường đều biết. Đông Dương Lăng, người vì tư dục, chôn vùi thần quốc hoàng tộc, người là tộc ta thiên cổ tội nhân. Sau khi người chết, liệt tổ liệt tông, nhất định sẽ đưa người rút gân lột ra. Đông Dương Dục bệnh tâm thần, hai mắt đỏ bừng. Ầm ầm. Hắn cùng vi sinh Vân Tịch chém giết, dẫn đến long trời lỡ đất, hoàng thành vô số cung điện sụp đổ. Đông Dương Lăng liền vội vàng đuổi theo. Đúng vào lúc này, Lý Vô Địch đi tới trước mắt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Lý Vô Địch mỉm cười nói, cửu điện hạ, chúng ta cung chủ tự mình xuất thủ, cửu điện hạ thì nghỉ ngơi cho tốt một chút, nếu như bị Đông Dương Dục ngộ thương, vậy cũng không tốt. Ngươi ngăn cản ta là có ý gì, chẳng lẽ đạo cung, dám lấy đi ta hoàng tộc luân hồi kính diện. Đông Dương Lăng ánh mắt sáng rực nói, cửu điện hạ quá lo lắng. Đánh bại Đông Dương Dục về sau, chúng ta cung chủ tuyệt đối đem, luân hồi kính diệt, hai tay dâng lên. Đạo cung thực lực cường thịnh, xác thực dễ dàng khiến người ta phỉ báng vu hãm, nhưng mời cửu điện hạ không muốn dễ tin lời đồn đại. Đạo cung, chỉ là một cái học phủ mà thôi, hoàng tộc mới là thống soái thiên hạ, dẫn dắt chúng sinh đi hướng thịnh thế thiên cổ đại tộc. Các loại Đông Dương Dục vừa chết, cửu điện hạ hợp nhất nhân mã của hắn, ngưng tụ thành một đoàn hoàng tộc, thiên hạ vô địch. Người hoàn toàn không cần khẩn trương, không phải vậy, cũng làm người ta chế giễu. Lý Vô Địch cười nói. Dù sao có hắn tại, Đông Dương Lăng không thể nhúng tay. Trong lúc nói chuyện, vi sinh Vân Tịch đã nghiền ép Đông Dương Dục, đánh cho hắn cùng huyết dực viêm ma cửu anh máu me khắp người. Đông Dương Dục xem xét thì đại thế đã mất, tánh mạng ốm sắp chết. Đúng vào lúc này, hắn quả nhiên lấy ra luân hồi kính diện. Rầm rầm rầm. Luân hồi kính diện. Chặn vi sinh Vân Tịch bạch xí tinh liên, thậm chí hình thành một cái thiên văn kết giới, đem Đông Dương Dục bao phủ trong đó, để hắn cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha, tiện phụ, người cái này tính là gì cổ chi thánh cảnh a, người cũng quá yếu a. Người căn bản không đánh nổi ta, còn muốn giết ta. Xin hỏi người còn có thủ đoạn gì nữa, hết biện pháp sao? Đừng có lại mất mặt được không? Đông Dương Dục cười đến điên cuồng, đều quên tự xưng chấm. Thì cái này một cái luân hồi kính diện, quả nhiên để vi sinh Vân Tịch không làm gì được hắn. Tất cả mọi người đang đợi Đông Dương Dục chết, chỉ cần Đông Dương Dục vừa chết, rất nhiều người lập tức liền sẽ đầu hàng. Hắn không chết, không coi là phân ra thắng bại, còn phải tiếp tục chém giết. Tại vi sinh Vân Tịch cuồng bạo tiến công bên trong, Đông Dương Dục cười đến không kiêng nể gì cả. Đó là luân hồi kính diện. Luân hồi kính diện làm sao còn tại hoàng tộc? Không phải nói bị Lý Mộ Dương cướp đi sao? Bất kể nói thế nào, có luân hồi kính diện tại, Đông Dương Dục thì đứng ở thế bất bại, ai cũng không động được hắn. Đông Dương Dục bộ hạ, một lần nữa dấy lên hy vọng. Vi sinh Vân Tịch bỗng nhiên dừng tay. Nàng không nói gì, mọi người còn tưởng rằng, nàng đã lựa chọn từ bỏ đây. Đúng vào lúc này, nàng hướng về đạo cung phương hướng, vươn bàn tay của mình, hư không một nắm. Ong ong! Trong lúc bất chi bất giác, mặt đất bắt đầu chấn động. Cung chủ muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi thăm bên người vị Lai Điện Vương, Bạch Mặc. Nàng tại đem, thập phương chấn ma trụ, theo, kết giới trạng thái, chuyển hóa làm, chấn ma trạng thái. Bạch Mặc ánh mắt nóng rực nói. Có ý tứ gì? Thập phương chấn ma trụ cái này thần vật, có thể tại hai loại trạng thái chuyển hóa, kết giới trạng thái cũng là thập phương chấn ma kết giới. Chấn ma trạng thái, cũng là binh khí, cùng ngươi Đông Hoàng kiếm không sai biệt lắm. Cung chủ phải dùng thập phương chấn ma trụ, đến đánh vỡ luân hồi kính diện. Nói thật, vì thủ hộ thập phương đạo cung,
thập phương trấn ma trụ đã thật lâu, không có bị xem như binh khí sử dụng. Bạch Mặc cảm khái nói, thập phương trấn ma kết giới, chính là đạo cung căn cơ, nếu không phải có kết giới này tồn tại, đạo cung cái này, quốc bên trong quốc, sớm đã bị thượng cổ hoàng tộc đồ giết sạch. Bằng không, trở lên cổ hoàng tộc ý chí, giường nằm bên cạnh, mở để người khác ngủ say. Cung chủ từ nhỏ quen thuộc thập phương trấn ma trụ, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong, để thập phương trấn ma trụ chuyển hóa làm binh khí trạng thái, đến bên cạnh nàng. Người lấy sau tiếp tục quen thuộc Đông Hoàng kiếm, cần phải cũng được, đạt tới cái hiệu quả này. Bạch Mặc nói, Lý Thiên Mệnh gật đầu, Điện Vương, ý tứ chính là, thập phương trấn ma trụ trấn ma trạng thái, cũng là lá bài tẩy của chúng ta, giết Đông Dương Dục, cướp đi luân hồi kính diện về sau, chúng ta liền có thể đại khai sát giới, triệt để diệt tuyệt thượng cổ hoàng tộc đúng không? Đúng, chỉ cần thành công, tại thần quốc cương vực bên trong, chúng ta thì lại cũng không cần, thập phương trấn ma kết giới, đến bảo mệnh, kéo dài truyền thừa. Thập phương trấn ma trụ, sớm nên, thể hiện ra hắn uy lực chân chính. Bạch Mặc suy nghĩ bành trướng nói. Ý tứ chính là, bắt đầu từ hôm nay, thập phương đạo cung tùy thủ chuyển công. Ông! Đúng vào lúc này, một đạo âm u, hung hãn hắc quang, theo thập phương đạo cung phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Một cây gậy màu đen, xuất hiện ở vi sinh vân tịch trong tay. Lý Thiên Mệnh thường xuyên gặp cái này thập phương trấn ma trụ, lúc này thì là lần đầu tiên, nhìn đến nó trấn ma trạng thái. Kiểu thần vật, có chút cùng loại Đông Hoàng kiếm, xem ra rất nội liếm, trên thực tế hắn kinh khủng ma lực, tại vô ý ở giữa phóng thích, càng để cho người kinh tâm động phách. Thập phương trấn ma trụ, nó cũng có thể cầm trên tay sử dụng. Rất hiển nhiên, vẫn là có rất nhiều người, cũng không biết nó lại có loại hiệu quả này. Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, ánh mắt đều là biến đổi. Tiện phụ, người đây là phá phủ Trầm Chu rồi sao? Người cũng đã biết, dạng này thì tương đương với, đến đón lấy người thập phương đạo cung người, không còn có ẩn núp chi địa. Đông Dương Dục ánh mắt đẫm máu nói. Giết ngươi, ta sau khi trở về, có thể một lần nữa chống lên thập phương trấn ma kết giới. Vi sinh vân tịch nói. Hoặc u, nghe rất bao la, vĩ đại a, thế nhưng là, người đi về được sao? Đông Dương Dục cúi đầu, cười đến bả vai co rúm. Ánh mắt của hắn cực kỳ u ám, mà u ám bên trong, lại có hay không tận cuồng hỉ. Vi sinh vân tịch không có phản ứng đến hắn, nàng cầm thập phương trấn ma trụ, lực lượng ngập trời, cùng cái kia tinh vân đế kình cùng một chỗ, bạo sát xuống. Đây là hai đại thần vật quyết đấu, chỉ tiếc, vi sinh vân tịch so Đông Dương Dục mạnh, dạng này liền có thể quyết phân thắng thua. Oanh! Cái kia thập phương trấn ma trụ lần thứ nhất nện ở luân hồi kính diện phía trên, Đông Dương Dục bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ phun máu. Ha ha, hắn làm càn cười to, thậm chí giang hai cánh tay, nói, đến a, giết ta a. Để ngươi thập phương đạo cung trọng trưởng thần quốc, để ngươi vi sinh vân tịch trở thành thiên cổ thánh nhân, đến a. Đáp lại hắn, là vi sinh vân tịch tiếp theo côn. Thập phương trấn ma trụ hất lên, luân hồi kính diện lần nữa bị áp chế. Đông Dương Dục lần nữa phun máu. Vi sinh vân tịch, người quả yếu, luận tu hành ngươi cũng không tệ lắm, luận thủ đoạn, người tại trước mặt chúng ta, cũng là một cái đáng thương con gà con. Đông Dương Dục châm chọc nói. Rất nhiều người đều nổi giận. Cái này Đông Dương Dục mắt thấy, lập tức liền muốn chết, hắn có tư cách gì, nói loại lời này. Gặp lại đi, vi sinh vân tịch trong tay thập phương trấn ma trụ chuyển một cái, lần thứ ba đập lên. Đông Dương Dục chết chắc. Rất nhiều nhân tâm nghĩ. Đúng vào lúc này, vi sinh vân tịch thập phương trấn ma trụ, trấn áp tại Đông Dương Dục trên đỉnh đầu, Đông Dương Dục hai tay chống lấy luân hồi kính diện, chết chèo chống. Phanh phanh, huyết nhục của hắn cũng bắt đầu nổ tung ra. Đông Dương Dục đã chết. Thập phương đạo cung đã có người hô. Hô sớm. Đúng vào lúc này, lại có một cái rất bình thản, nhưng lại như bình địa kinh lôi một dạng thanh âm, vang vọng tất cả mọi người bên tai. Rất nhiều người tâm, kịch liệt rút một lần. Bọn họ trừng to mắt nhìn sang. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, Đông Dương Dục dưới chân phế tích trấn khai, một người mặc hắc kim sắc trường bào lão giả, xuất hiện tại Đông Dương Dục bên người. Làm tay của hắn, đặt tại luân hồi kính diện một khắc này, Đông Dương Dục toàn thân buông lỏng, ngồi trên mặt đất. Phụ hoàng, hắn kích động đến hai mắt đẫm máu và nước mắt, một tiếng kêu to, đã chứng minh lão giả thân phận. Chỉ cần trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hắn là ai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường,
lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong, liền cây kim rơi trên mặt đất thanh âm, đều rõ ràng có thể nghe. Mặc kệ là thập phương đạo cung, vẫn là thượng cổ hoàng tộc, hoặc là cổ thị tộc, võ thánh phủ, chín đại cảnh vực tông môn các loại tất cả mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy lão giả này. Hô hấp đã đình chỉ, rất nhiều người não tử trống rỗng. Thẳng đến có người thất thanh hô to. Càn đế. Hai chữ này, giống như là thiết chùy một dạng, hung hăng gõ tại nhiều đầu người phía trên. Đây là vào chỗ chết nện. Không có người sẽ nhìn lầm, hết thảy trước mắt đều đang nói rõ, cổ chi đại đế sống lại. Nhớ ngày đó, hắn chết bất đắc kỳ tử thời điểm, còn có rất nhiều người nghi hoặc. Theo thời gian trôi qua, bao quát đạo cung tất cả mọi người ở bên trong, nhìn lấy thần đều bị phá diệt, nhìn lấy thượng cổ hoàng tộc tự giết lẫn nhau, thương vong vượt qua 500.000, nhìn lấy phồn hoa của ngày xưa thành địa ngục, nhìn lấy Đông Dương dục con cháu chết tận, vô cùng thê thảm. Từ từ, tất cả mọi người triệt để ngầm thừa nhận, càn đế đã chết hết. Không có người sẽ dùng loại này, tự mình hại mình phương thức, đến thực hiện một cái dã tâm. Nhưng, càn đế, hắn lựa chọn làm như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nhất định là vì một cái cự đại mục tiêu, mới bỏ được đến như thế nỗ lực, tại chúng sinh trước mặt, chơi một trận bộ phim, đem tất cả mọi người lừa xoay quanh. Kinh lịch trong tích tắc ngạt thở về sau, rất nhiều người chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể nghĩ đến mục tiêu của hắn. Hiện tại, thập phương đạo cung người, tạm thời không có thập phương trấn ma kết giới, bảo hộ, thậm chí, còn lâm vào trong hoàng thành. Cùng lúc đó, Đông Dương Lăng cấp tốc kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất, cho càn đế dập đầu. Đông Dương hoàng tộc, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, Võ Thánh Phủ, chín đại cảnh vực tông môn, Linh Lung các tất cả mọi người, cùng nhau quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Duy nhất không có quỳ xuống, chỉ có thập phương đạo cung. Đây hết thảy đều đang nói rõ, càn đế mục tiêu là hủy diệt thập phương đạo cung. Bây giờ, Đông Dương dục cùng Đông Dương Lăng thế lực, toàn bộ hợp hai làm một, về tới càn đế trưởng khống phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn lấy càn đế, như là tìm được sinh mệnh chúa tể. Đông Dương Lăng cùng Đông Dương dục hai người, coi như không ủy quyền, đều sẽ không có người tiếp tục đuổi tùy bọn hắn. Đây cũng là càn đế quyền uy. Thượng cổ hoàng tộc tất cả bộ hạ, thậm chí lệ nóng doanh tròng. Nhất là Đông Dương dục một mạch, bọn họ đã nhận lấy thập phương đạo cung áp lực, cả ngày phong nguyệt phiêu diêu, liền đầu hàng đều chuẩn bị xong. Giờ phút này càn đế khởi tử hoàn sinh, đây tuyệt đối là, đủ để cho bọn họ vui đến phát khóc kinh hỉ. Hiện tại, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn, đều thiêu. Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác cười gần, hơn 1 triệu ngự thú sư cùng cộng sinh thú, nhìn chằm chằm thập phương đạo cung chiến sĩ. Cục thế, trong nháy mắt nghịch chuyển. Thập phương đạo cung, từ thương thiên trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Thượng cổ hoàng tộc tất cả bộ hạ hội tụ cùng một chỗ, mặc kệ là tại cường giả, vẫn là tại quân đoàn phương diện, đều vượt qua thập phương đạo cung. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, hiện tại thập phương đạo cung liền, chấn ma kết giới, đều không có, quả thực không có đường lui. Đây là nhất kích chí mệnh. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn đến, liền bên người Bạch Mặc, đều lui về sau một bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cả người ở vào khó có thể tin trạng thái. Toàn trường thập phương đạo cung chiến sĩ, đều lâm vào ngạc nhiên cùng ngốc trệ bên trong, nguyên một đám não tử trống rỗng. Càn đế, cắt thịt lấy máu, âm ngoan, đã đào thoát, rất nhiều người sức tưởng tượng. Giờ khắc này, thượng cổ hoàng tộc bộ hạ cuồng nhiệt cùng tàn bạo, cùng thập phương đạo cung chiến sĩ mờ mịt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Liền vi sinh vân tịch, đều lâm vào như là, vạn kiếm xuyên tâm, nguy cấp tâm tình bên trong. Vi sinh nhà tiểu cô nương, đã bao nhiêu năm, người vẫn là cùng đã từng một dáng ngây thơ a. Lão đầu ta tùy tiện, lại bày ngươi một đạo, chịu phục không, càn đế cười ra tiếng âm tới. Hắn so vi sinh vân tịch lớn hơn 100 tuổi, tự nhiên có thể xưng hô như vậy nàng. Tại càn đế trong mắt, nàng vẫn luôn là cái hậu bối. Người vẫn là như thế trạch tâm nhân hậu đâu, đây chính là sẽ chết rất nhiều người. Quá non a, thì ngươi dạng này, còn cùng ta đấu, ta đều cảm thấy mình lại khi dễ ngươi. Càn đế vui a nói. Hắn tựa hồ thật lâu đến nay, đều không tự xưng, chấm. Được, để ngươi sống nhiều năm như vậy, tính toán lão già đối ngươi mở ra một con đường. Hôm nay là ngày tháng tốt, lão đầu cầm đầu của ngươi, để lễ tế chúng ta thượng cổ hoàng tộc, đoạn này thời gian đấu chết anh linh. Những hài tử này a, công đức vô lượng.
ngươi cái này thập phương đạo cung, đến triệt để diệt phong thời khắc. Ông, Càn Đế cầm đi luân hồi kính diện, cái kia mặt kính ở tại bên người xoay tròn bay múa, phong vân cuốn lên bên trong, hắn đi hướng vi sinh vân tịch. Đến từ chánh thức cổ tri đại đế khủng bố áp bách lực, chấn áp tại vi sinh vân tịch trên thân. Đây là tuyệt cảnh. Vi sinh vân tịch nơi tay đoạn trên, đã thất bại thảm hại, bị Càn Đế đùa bỡn xoay quanh. Tại dạng này trong tuyệt cảnh, nàng có thể làm thế nào? Nàng song tay nắm thật chặt thập phương chấn ma trụ, trên thân ma khí lăn lộn, tinh vân đế kình ở tại bên người, mà cái kia Càn Đế bên người, đế thú xuất hiện. Cái kia nắm giữ 9 cái đầu cửu anh, hết thảy nắm giữ 89 cái điểm sao, là thần quốc bên trong, điểm sao cao nhất cộng sinh thú. Thập phương đạo cung tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức xông ra vòng vây, giết ra một đường máu. Chúng ta, còn không có thua. Nàng không dám cùng mọi người nói xin lỗi, không dám nói bất luận cái gì ủ rũ lời nói. Bởi vì, tiếp xuống chiến tranh, những thứ này tang tức giận, đều sẽ để thập phương đạo cung đánh mất sĩ khí, cái kia càng thêm chí mạng. Thất tinh quân đoàn nghe lệnh, chúng ta còn có 100 vạn đại quân, cung chủ còn có thập phương trấn ma trụ, chúng ta có thể giết ra ngoài. Thượng cổ hoàng tộc muốn ăn rơi chúng ta, ít nhất phải đâm nát miệng của bọn hắn. Ai chống đối đường, cái kia thì giết bọn hắn. Dạ Nhất làm thất tinh quân đoàn thống soái, cái kia cương liệt thanh âm bao phủ chiến trường, một lần nữa khơi dậy thập phương đạo cung chiến sĩ đấu trí. Đúng vậy a, bọn họ không liền có thêm 30 vạn người sao? Muốn nổ diệt chúng ta, chí ít cũng phải để bọn hắn chết đi 1 triệu người. Trong bọn họ đấu đã chết 500 ngàn, lại chết thêm 1 triệu, ta nhìn chúng cổ hoàng tộc, còn tính là gì hoàng tộc? Thất tinh quân đoàn rất nhiều người dấy lên hy vọng. Các huynh đệ, đừng cho cái này Càn Đế hù sợ, hắn cũng là cái người sắp chết, đi ra hồi quang phản chiếu, chúng ta vì thần quốc, phụ tá Đông Dương Lăng ngồi phía trên, kết quả cái này thượng cổ hoàng tộc, lại muốn diệt chúng ta, kỳ tâm khả chu. Thượng cổ hoàng tộc thủ đoạn tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ tuyệt sẽ không để cho đầu hàng người sống sót. Không muốn chết, thì theo chúng ta giết ra ngoài. Bọn họ chỉ là muốn tiếp tục sống, làm sinh tồn mà chiến, cái này thường thường sẽ trở thành lớn nhất chiến đấu dũng khí. Rầm rầm rầm. Tại Dạ Nhất chỉ huy dưới, thập phương đạo cung 1 triệu quân đoàn hội tụ vào một chỗ, đều đỏ hồng mắt xông ra ngoài. Mọi người không cần quay đầu lại đều biết, Càn Đế cùng vi sinh vân tịch 2 người, mỗi người tay cầm thần vật, tại tiến hành quyết chiến sinh tử. Vi sinh vân tịch chỉ có thể tận khả năng, vì thập phương đạo cung tranh thủ thời gian. Ầm ầm. Hai vị cổ chi thánh cảnh cường giả quyết đấu, động tĩnh to lớn. Điện Vương, Lý Thiên Mệnh tại thập phương đạo cung trong đám người, hắn đuổi kịp Bạch Mặc, liền vội hỏi, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, thập phương trấn ma kết giới, không thể một lần nữa căng ra sao? Tỷ như ở chỗ này căng ra, để trong này thành cho chúng ta chiến trường. Kết giới có thể ở chỗ này căng ra, nhưng là nhiều lắm là đường kính chỉ có 1000 mét, căn bản không bảo vệ được toàn bộ thất tinh quân đoàn, mà lại Càn Đế sẽ không cho cơ hội. Muốn thập phương trấn ma kết giới, bao trùm đạo cung lớn như vậy khu vực, nhất định phải cung chủ tự mình trở lại về đạo cung. Bạch Mặc nói, vì cái gì? Bởi vì vì đạo cung phạm vi bên trong, có tiền bối bố trí kết giới mở rộng nền tảng. Bạch Mặc thật sâu cau mày nói, loại vật này, Lý Thiên Mệnh tại Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển gặp qua, hắn trên bản chất, thì là một loại thiên văn kết giới, tác dụng là đem chủ kết giới, phạm vi gia tăng. Thập phương đạo cung lớn như vậy địa phương, khả năng cần lấy ngàn mà tính, mở rộng kết giới nền tảng. Rất hiển nhiên, thập phương trấn ma trụ dù sao cũng là thần vật, Lý Thiên Mệnh hiện tại đế vực kiếm hoàng kết giới, cũng liền mở rộng đến 20 mét. Toàn bộ thập phương đạo cung phạm vi, lớn đến vô biên vô hạn, vi sinh vân tịch mạnh hơn, đều khó có khả năng dựa vào chính mình, thì chống đỡ ra lớn như vậy trấn ma kết giới. Hiện tại cung chủ bị Càn Đế dây dưa, căn bản đi không được. Nếu như nàng đi, cũng không ai có thể ngăn lại Càn Đế. Càn Đế so cung chủ cao hơn 1 trọng cảnh giới, còn có luân hồi kính diện, cung chủ có thể chống đỡ không nổi bao lâu. Bạch Mặc thanh âm cấp bách nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng làm rõ ràng. Cái này Càn Đế giả chết, còn chế tạo Đông Dương Dục sử dụng luân hồi kính diện, hấp thu 1 triệu mệnh hồn tu luyện giả tượng, cũng là dẫn dụ cung chủ, đem thập phương trấn ma trụ chuyển hóa làm trấn ma trạng thái, đưa đến Hoàng Thành đến sử dụng. Còn đem thất tinh quân đoàn toàn quân dẫn ra. Dạng này, thập phương đạo cung thì triệt để mất đi kết giới che chở. Càng là biết rõ nói ra chân tướng,
thì càng minh bạch cái này càn đế thủ đoạn, đến cỡ nào vô sỉ cùng âm ngoan. Điện vương, không có trấn ma kết giới, chúng ta chạy trốn nơi đâu, mới có chỗ dung thân. Lý Thiên Mệnh nói, trước hết giết ra hoàng thành về đạo cung vẫn còn có kết giới, có thể trèo trống một chút. Hiện tại phiền phức là, không ai có thể ngăn cản càn đế, để cung chủ đi trước. Bạch Mặc vừa nói xong, ánh mắt của hắn thì khóa chặt một người, cái kia chính là cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, hắn ngay tại thập phương đạo cung trong đám người, đại khai sát giới. Đông Dương Lăng là chuyên môn tìm đến Bạch Mặc, hắn để mắt tới Bạch Mặc, trực tiếp giết tới. Bạch Mặc cùng đế tinh Bạch Xí Hổ, chỉ có thể nghênh chiến. Trước khi đi, Bạch Mặc đối Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, người thực lực không tệ, trước đơn độc giết ra ngoài, tranh thủ thời gian trở lại về đạo cung, mang người muội muội Lý Khinh Ngữ đi trước, lập tức rời đi thần đều. Đây là mệnh lệnh. Vừa mới nói xong, Đông Dương Lăng đã bổ nhào vào trước mắt hắn, cuồng phong bạo vũ công kích, áp chế ở hắn trên thân. Một bên khác, ám điện điện chủ Dạ Nhất, vừa định đi trợ giúp phi sinh vân tịch, lại đồng dạng bị Đông Dương Dục ngăn lại. Hắn cùng Bạch Mặc hai cái thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, căn bản không thể giúp phi sinh vân tịch. Như vậy, ai có thể để phi sinh vân tịch đi trước? Liền cổ chi thánh cảnh nàng, tăng thêm thập phương chấn ma trụ, cũng đỡ không nổi càn đế, lại càng không cần phải nói những người khác. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, tại cái kia hoàng thiên điện phế tích vị trí, chiến đấu động tĩnh phi thường to lớn. Thập phương chấn ma trụ cùng luân hồi kính diện, tạo thành rất lớn phá hư, người chung quanh, cơ hồ đều chết hết. Hắn tận mắt thấy, cái kia càn đế lấy chân áp tư thái, hoàn toàn nghiền ép phi sinh vân tịch. Hắn giả chết chính là vì, ở chỗ này giết chết phi sinh vân tịch, làm thế nào có thể để cho nàng, có chút cơ hội đào tẩu. Cung chủ không chịu nổi. Rất nhiều thập phương đạo cung đệ tử, đều cảm nhận được tuyệt vọng. Mặc dù chỉ là lần đầu giao phong, nhưng là càn đế ưu thế tương đương rõ ràng. Bóng ma tử vong, bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Bạch Mặc để Lý Thiên Mệnh ưu tiên đào tẩu, nhưng là Lý Thiên Mệnh cũng không có làm như vậy, hắn xông vào thập phương đạo cung chiến sĩ phía trước nhất, vì bọn họ mở đường. Đông Hoàng kiếm sở hướng, toàn bộ đều là thi thể, bất diệt kiếm khí bao phủ mà đi, xé rách quá nhiều ngự thú sư cùng cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh toàn thân đều là huyết, thậm chí có tàn khuyết thi khối, giáp tại ám tinh chiến giáp khe hở bên trong. Nghĩa phụ ta đâu? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến hắn, bỗng nhiên liền nghe đến, có rất nhiều đạo cung chiến sĩ kinh hô. Hắn nhìn lại, nguyên lai có một cái tóc máu nam tử, gia nhập càn đế cùng vi sinh vân tịch ở giữa chém giết. Đó chính là Lý Vô Địch. Bất quá, hắn xem ra, giống như cùng trước kia khác biệt. Thời khắc này Lý Vô Địch, toàn thân đều bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm, liền đầu đều biến thành, mấy loại hung thú tụ hợp, quả thực như cùng một đầu nhân hình hung thú, liền thân thể đều có cao hơn 3 mét. Bên cạnh hắn thái cổ huyết kiếp côn bằng, đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn, hắn trên người lông vũ, đều đổi thành vảy màu đỏ ngòm. Cái này một người một thú, đã như tử vong sát thần. Huyết khí ngập trời. Hắn tại vi sinh vân tịch bên cạnh, xem ra, vậy mà không so vi sinh vân tịch kém bao nhiêu. Nghĩa phụ năng lực này, hẳn là kiếp vòng mang tới, nhớ đến thứ hai tổ tiên Lý Tinh Hà, nắm giữ 4 cái huyết sắc kiếp vòng, nắm giữ, huyết ma biến, năng lực. Không biết nghĩa phụ đây có phải hay không là huyết ma biến. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại tương đương với một cái cổ chi thánh cảnh. Trước kia chưa nghe nói qua, hắn cũng có huyết ma biến năng lực. Đoán chừng là gần nhất mới khai quật ra. Điều này nói rõ, chúng ta còn có cơ hội. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đỏ bừng. Cái kia tối đỉnh phong chiến trường, hắn không cách nào giúp đỡ, hắn chỉ có thể xung phong đi đầu, đi làm căn bản nhất sự tình. Cái kia chính là, trợ giúp thập phương đạo cung 1 triệu chiến sĩ, giết ra một đường máu. Cung chủ, người đi mau. Lý Vô Địch tay cầm đệ nhất kiếp đao, theo mặt bên va chạm mà đến. Hắn lực lượng to lớn, huyết khí như ma, khoái đao loạn chạm ở giữa, liền càn đế đều cau mày. Bát kiếp luân hồi chi thể, thật mạnh a, thực lực này có thể so với cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng đi. Đáng tiếc, ngươi không có chân chính bước vào cổ chi thánh cảnh, đây là thượng thiên muốn diệt ngươi. Hôm nay, các ngươi hai cái, đều phải chết. Càn đế nhẹ nhõm cười nói. Hắn rất tặc, hắn biết phi sinh vân tịch muốn là mang theo thập phương chấn ma trụ trở lại về đạo cung. Liền có thể một lần nữa chống lên thập phương chấn ma kết giới, nói như vậy, hắn thì uổng phí công phu. Cho nên, mặc kệ Lý Vô Địch làm sao xuất thủ,
hắn đều chỉ nhằm vào Vi Sinh Vân Tịch một người. Cho dù có Lý Vô Địch kiềm chế, Vi Sinh Vân Tịch căn bản đi không được. Lão huynh đệ, đem người này cho ta ngăn lại, Càn Đế nói. Đế thú để xuống Tinh Vân Đế Kình, lấy một địch hai, ngăn cản Lý Vô Địch cùng Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng. Vi Sinh Vân Tịch, các ngươi đạo cung có thể gặp được đến, cái này Lý Thị Thánh tộc Kinh Thiên Hậu Nhân, nói rõ vận khí cũng không tệ lắm. Đáng tiếc ngươi quá ngu, nếu để cho hắn đột phá cổ chi thánh cảnh, ngươi lại đến động thủ, ta còn thực sự có chút phiền phức. Nói đến, lão già vận khí hiển nhiên càng tốt hơn, đã từng một cái Lý Mộ Dương, tại thành cổ thánh thời điểm, bị ta giết chết, hiện tại ngươi lại đưa tới cho ta một cái Lý Vô Địch. Cái này đều là tuyệt thế thiên tài, lão già ta có thể thành thiên tài sát thủ. Ha ha! Càn Đế tuy nhiên đang cười, nhưng là động thủ tương đương cuồng bạo. Trong tay hắn luân hồi kính diện không ngừng chấn áp, lần trước hấp thu 1 triệu mệnh hồn tu luyện về sau, hắn đã ở vào trong cả đời, trạng thái mạnh nhất. Mỗi một lần lấy luân hồi kính diện 1 triệu mệnh hồn tu luyện, hắn đều có thể hướng lên trời nói chống lại, thu hồi một bộ phận trôi qua sinh mệnh cùng thánh nguyên. Ác giả ác báo, Vi Sinh Vân Tịch cắn răng, chết chèo chống. Tại Càn Đế chân áp phía dưới, liền xem như Tinh Vân Đế Kình muốn vì nàng tranh thủ, nàng đều trốn không thoát. Muốn không phải Lý Vô Địch, cho nàng phân đi đế thú, nàng hiện tại cũng sắp chết. Tuyệt vọng người, thì ưa thích nói loại lời này. Càn Đế lắc đầu. Thật là hung ác a ngươi, xúc sinh. Lý Vô Địch phá tan đế thú, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chặt chém mà đến. Càn Đế lãnh đạm cười một tiếng, tay không nhất quyền đánh ra, cái kia bàng bạc quyền ý, đem Lý Vô Địch đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập xuống đất, chấn động đến mặt đất rạn nứt. Thân thể máu thịt vẫn rất cứng rắn, đây chính là Lý Thị Thánh tộc huyết ma biến đi Lý Vô Địch, đợi lát nữa giết ngươi, khả năng đến phế điểm công phu. Nói đến, ngươi cũng là một con cá lớn a. Vừa vặn, bị lão phu cùng một chỗ câu được đi ra. Cái này kêu cái gì, nhất câu xong ngư. Càn Đế cười ha ha, tối nay mưa to, hắn cái này thủy câu giả, thu hoạch tương đối khá. Vi Sinh Vân Tịch, ta trước làm thịt ngươi đầu này đại kình ngư. Từ xưa đến nay, các ngươi Vi Sinh gia tộc cá lớn, đều phải đợi tại chúng ta hoàng tộc trên thớt, ai để ngươi nhảy nhót rồi. Liền xem như kình ngư, đó cũng là lão giả ăn với cơm đồ ăn, biết không? Càn Đế sung sướng giống như là đứa bé. Khác không nói lời nào a, Vi Sinh tiểu cô nương, ta biết ngươi cừu hận ta, muốn không có ta, ngươi liền sẽ không là cái người mù, không nhìn thấy thế giới này tư vị như thế nào. Người khác cắm đầu chiến đấu a, dạng này càng lộ ra lão giả khi dễ ngươi. Ngươi cũng theo hô vài câu nhiệt huyết khẩu hiệu, thì cùng cha ngươi mẹ giống như, lão giả ưa thích nghe. Cái này cá lớn nếu là không dễ dụa, lão đầu ăn đến không có vị a. Rầm rầm rầm, luân hồi kính diện bắn ra một đạo quang mang chói mắt, tại cái kia Tinh Vân Đế Kình trên thân, nổ ra vô số huyết nhục. U giống, cá lớn thẳng mập. Càn Đế tiếng cười, truyền khắp chiến trường. Nhật Nguyệt Thần Hoàng trong kết giới. Lý Thiên Mệnh đã giết đỏ cả mắt. Thượng cổ hoàng tộc bên trong, để mắt tới hắn quá nhiều người. Tính mạng của hắn giá trị, gần với Vi Sinh Vân Tịch cùng Lý Vô Địch. Hắn muốn vì Thất Tinh quân đoàn mở đường. Không dễ dàng như vậy. Chỉ cần thấy hắn, thượng cổ hoàng tộc bộ hạ, toàn bộ giết tới. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm phía trên, toàn bộ là huyết, hắn căn bản không có công phu, chú ý Lý Vô Địch bọn họ chiến trường. Không để ý, hắn khả năng đều sẽ chết. Hắn ám tinh chiến giáp, đã hoàn toàn bị xé nứt, trên thân tất cả đều là vết máu, nơi ngực có một đạo trúng tên. Cái kia không biết nơi nào tới mũi tên, nắm giữ kinh khủng lực đạo. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh né tránh được nhanh, đoán chừng đều phải xuyên thủng đầu của hắn. Ầm ầm, trên trời lôi đình oanh minh, mưa to mưa như chút nước rơi xuống, trước mắt thế giới tất cả đều là thi thể. Trên mặt đất nước mưa hội tụ, đã máu chảy thành sông. Tiểu Phong, khác khoảng cách ta quá xa, Lý Thiên Mệnh giống lên một tiếng, đứng tại Lam Hoang trên thân, tiếp tục xông về phía trước. Oanh, hai bên đều có người đánh tới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lui lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt xuất hiện hai người, cùng 4 đầu kỳ lân thánh thú. Cái kia 4 đầu kỳ lân thánh thú, 2 đầu vì ngân sắc, toàn thân ánh trăng vần quanh, 2 đầu vì tử sắc, trên đó tinh thần trải rộng. Đây đều là cổ thánh thú, nắm giữ hơn 70 điểm sao, mà lại đã thành thục, thậm chí bắt đầu già yếu. Dạng này kỳ lân thánh thú, chính là Nguyệt kỳ lân tộc cùng Tinh kỳ lân tộc tiêu chí. Hai người kia, đều đã là lão giả.
vượt qua 100 tuổi, theo thứ tự là Cảnh Nguyệt Thái Thượng cùng Linh Tinh Thái Thượng. Bọn họ ánh mắt âm sâm, ngồi tại Kỳ Lân Thánh Thú phía trên, ngăn cản Lý Thiên Mệnh đường đi. Tránh ra, Lý Thiên Mệnh một người ba thú, lại thêm Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, ánh mắt xích huyết, nhìn chằm chằm hai cái này cản đường người. Lý Thiên Mệnh, người thân là Kỳ Lân cổ tộc hậu nhân, lại cùng Thập Phương Đạo Cung thông địch bán nước, tội không thể tha thứ, chúng ta hai cái làm trưởng bối, nhất định phải thân thủ cầm tính mệnh của ngươi, hướng bệ hạ chuộc tội. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nghiêm túc nói. Ha ha, lúc trước cha ta ra chuyện về sau, các ngươi cũng là nói như vậy à. Cho người làm chó săn, làm đến như thế không có tôn nghiêm cấp độ, cái gì Kỳ Lân cổ tộc, dạng này quỳ liếm cửu minh nhất tộc, các ngươi còn không bằng, đổi tên gọi, quỳ xuống nhất tộc, tính toán. Lý Thiên Mệnh lửa giận ngập trời nói. Hắn không nghĩ tới, lại là bọn họ hai vị, ngăn cản tại trước mắt mình. Ngươi đã bị Thập Phương Đạo Cung tẩy não, hết có thuốc chữa. Kỳ Lân cổ tộc gia phụ tử các ngươi dạng này nghịch tặc, chúng ta đều có tội. Linh Tinh Thái Thượng giận dữ nói. Đúng, các ngươi đều có tội, các ngươi phạm vào tử tội, ta hiện tại phán các ngươi tử hình. Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang liếc nhau một cái. Dạ Lăng Phong cùng hồn ma cũng để mắt tới đối thủ. Tiểu Phong, một người một cái, giết chết bọn họ. Tốt, nhiên hồn tộc ý chí, đã tại Dạ Lăng Phong trên thân thiêu đốt. Dạng này nghịch cảnh, đem hắn triệt để nhen nhóm, hiện tại Dạ Lăng Phong, trong mắt đều là điên cuồng hỏa diễm. Cái này 40 năm đến, đều là Kỳ Lân cổ tộc, tại tra tấn nhiên hồn tộc. Bây giờ còn có người cho rằng, Kỳ Lân cổ tộc đã nhận lấy 40 năm nhất thế chú, thật đáng thương sao? Chỉ có thể nói, đáng đời. Từ xưa đến nay, bọn họ cũng là thượng cổ hoàng tộc đệ nhất chó săn. Giết! Lý Thiên Mệnh cùng cái kia Cảnh Nguyệt Thái Thượng trùng sát cùng một chỗ. Ta thật hối hận, lúc trước không có trực tiếp làm thịt ngươi. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cả giận nói. Ha ha! Lý Thiên Mệnh còn không có tới gần, trên tay Tam Thiên Tinh Vực trực tiếp rút ra ngoài. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết Cửu Thiên Tinh Trần. Đây là cái này cổ thánh chiến quyết mạnh nhất một chiêu, Tam Thiên Tinh Vực hóa thành 9 đầu, như là 9 đầu tinh hà, từ trên trời giáng xuống. Tinh hà hội tụ bên trong, bỗng nhiên đụng thành đầy trời tinh hải, bao phủ Chê Ki Ung Nguyệt Thái Thượng trên đỉnh đầu. Thiên Chi Thánh Cảnh Thánh Nguyên, điệp ra 6.000 đạo bất diệt kiếm khí, chém giết đi lên. Cảnh Nguyệt Thái Thượng bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn hộ giáp trong nháy mắt nổ tung. Toàn thân khí huyết quay cuồng, chỉ có thể cưỡng ép bỏ lên. Chỉ một điểm này bản sự, còn muốn tới giết ta, nằm mơ đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, binh khí trong tay đã đổi thành Đông Hoàng Kiếm. Ông, Thiên Chi rực lóe lên, hắn đã giết tới Cảnh Nguyệt trước mắt, hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm, điên cuồng một chém. 6.000 đạo bất diệt kiếm khí. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Thần tiêu kiếm thứ tư. Lý Thiên Mệnh mạnh nhất một kiếm. Đơn giản thô bạo, cứ như vậy Cảnh Nguyệt Thái Thượng trên đầu. Sùng Dương, cứu ta! Cảnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thê thảm kêu to. Xoẹt! Một người phân vì làm hai nửa, bay về phía hai bên. Gặp lại! Lý Thiên Mệnh tâm tình, không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn quay người thì cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, tại nó dây dưa cái kia Nguyệt Kỳ Lân thời điểm, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm, chặt xuống đầu của nó. Xiết xiết! Trong nháy mắt! Hai người này bốn thú, toàn bộ chết tại hắn cùng Dạ Lăng Phong trong tay. Trong đó, Linh Tinh Thái Thượng bị trợ giúp mà đến Lý Thiên Mệnh, một kiếm ném bay hai chân, lại để cho Dạ Lăng Phong dùng, xích huyết tinh hà, đâm vào vị trí hiểm yếu, tại chỗ trừng to mắt, trực tiếp mất mạng. Các ngươi, hai người bọn họ, chỉ cần là không có dự liệu được, Dạ Lăng Phong cũng mạnh như vậy, vậy mà có thể chống đỡ Linh Tinh Thái Thượng. Bọn họ dám đi lên, là muốn vây công Lý Thiên Mệnh đó à? Làm người phải có lương tâm, chính mình quỳ xuống, chớ ép khác người cùng ngươi cùng một chỗ quỳ, được không? Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo cười một tiếng, đẩy ra Linh Tinh Thái Thượng thi thể, cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước giết. Ai cản ta thì phải chết. Tại Lam Hoang Trạm Lam Hải Ngục phía dưới, hắn xác thực xé mở một điều đường máu. Bọn họ đã đến gần vô hạn, rời đi cái này Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Bọn họ tiến lên về sau. Một người mặc hắc kim sắc trường bào lão giả, nhìn lấy hai vị lão huynh đệ thi thể, tròn mắt tận nứt. Hắn chính là Sùng Dương Thái Thượng. Ba người bọn hắn là cùng đi, nhưng là, hắn ở trên đường, bị sinh linh điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa ngăn cản,
chỉ có Cảnh Nguyệt cùng Linh Tinh ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, bọn họ thành thi thể. Lý Thiên Mệnh, tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi dám giết bản tộc Thái Thượng, như thế lang tâm cẩu phế, không có chút nào tính người. Sùng Dương Thái Thượng hàm răng run rẩy. Sùng Dương, người khác hướng Kỳ Lân cổ tộc trên mặt rát vàng, các người bộ tộc này, không xứng với Lý Mộ Dương hòa Lý Thiên Mệnh. Tư Đồ Thanh Hòa lãnh đạm nói. Rầm rầm rầm. Tại Thập Phương Đạo Cung chiến sĩ dục huyết phấn chiến phía dưới, bọn họ sinh sinh xé rách ra một đầu lỗ hổng, xông ra Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Bọn họ theo trời vũ môn đi ra, hướng về Thập Phương Đạo Cung phương hướng mà đi. Trong đó, Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạt đã trước một bước tốc độ cao nhất chạy về Thập Phương Đạo Cung, đi mở ra dự bị thủ hộ kết giới. Những cái kia kết giới tuy nhiên ngăn không được bao lâu, có thể luôn có một cái hy vọng. Cái kia hy vọng cũng là Vi Sinh Vân Tịch, có thể đào thoát càn đế truy sát, trở lại đạo cung, một lần nữa chống lên thập phương trấn ma kết giới. Mọi người cùng nhau, không muốn từ bỏ. Chúng ta đạo cung sẽ không thua, cung chủ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mọi người chịu đựng, chúng ta đã xông ra kết giới, thượng cổ trong hoàng tộc hao tổn quá nghiêm trọng, bọn họ chưa hẳn có thể ngăn cản chúng ta. Vi Sinh tồn đạo cung chiến sĩ, giết đỏ lên hai mắt. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn trở lại về đạo cung. Thế nhưng là, đang chuẩn bị đầy đủ càn đế trước mặt, Vi Sinh Vân Tịch, thật chịu đựng được sao? Trên chiến trường, lôi đình tiếng oanh minh, mưa to âm thanh, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, cự thú tiếng gầm gừ, toàn bộ lăn lộn cùng một chỗ. Tại cái này tạp nhạp địa ngục trong chiến trường, Lý Thiên Mệnh nghe được một tiếng như cùng đi tự biển sâu kêu thảm. Hắn nghe được, cái thanh âm kia đến từ Tinh Vân Đế Kình. Hắn toàn thân chấn động, nhịn không được quay đầu. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia hoàng thành trên không trung, một mặt to lớn tấm gương lơ lửng giữa không trung. Tấm gương kia chính đang xoay tròn, thành một cái vòng xoáy, vô số chiến tử linh hồn, bị nuốt tại cái này vòng xoáy bên trong. Cái kia một đầu Tinh Vân Đế Kình, đã bị nuốt đến vòng xoáy dưới đáy. Nó giống như bị vây ở bốc hơi trong lồng, trên thân bốc lên xương trắng, nó đang giãy giụa kêu thảm, vô cùng thống khổ. Luân hồi kính diện, tại thôn phệ linh hồn của nó. Tại cái này, luân hồi vòng xoáy, phía dưới, càn đế tay nắm một thanh hắc kiếm, hắn một tay trưởng khống luân hồi kính diện, một tay cầm kiếm, ngăn lại Vi Sinh Vân Tịch. Mặc cho Vi Sinh Vân Tịch làm sao điên cuồng, đều cứu không được cái kia Tinh Vân Đế Kình. Mây Tịch, người đừng quấy rầy lão già, hấp đại kình ngư, lão đầu bày ra trù nghệ thời điểm, người tốt sinh học tập lấy một chút, người trẻ tuổi, không nên quá vội vàng sao động. Nói đến, người cũng có 200, không trẻ, 5 tháng không tha người a. Thiên đạo pháp tắc lạnh lùng, người có thể hiểu. Nếu như người bây giờ không hiểu, chờ người 300 tuổi thì đã hiểu. Bất quá tốt đáng tiếc, người hôm nay liền phải chết. Càn đế vui cười cười nói. Vi Sinh Vân Tịch giãy giụa chiến đấu, cùng hắn nhẹ nhàng như thường, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một bên khác, Lý Vô Địch còn bị cái kia đế thú cuốn lấy. Đế thú dù sao cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, so bình thường Lý Vô Địch cao hơn hai cái cảnh giới. Càn đế vẫn là trưởng khống đại cục. Đúng vào lúc này, ô ô, Tinh Vân Đế Kình thanh âm dần dần yếu bớt, làm nó trên thân xương trắng tan hết thời điểm, trên thân cái kia sáng chói tinh đồ, vô số ngôi sao bỗng nhiên ảm đạm, tinh không trực tiếp thành đêm tối. Linh hồn của nó, đã bị luân hồi kính diện xé rách. Ra nồi, thật là thơm a. Càn đế cao giọng cười to. Vi Sinh Vân Tịch ngốc đứng ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt tất cả đều là thống khổ. Nàng thua. Lại một lần nữa, bị càn đế lấy tay đoạn tính kế, thất bại thảm hại. Tinh Vân Đế Kình, chết rồi. Tinh Vân. Nàng cảm giác hô hấp khó khăn, cái này đã kích như là ngũ lôi oanh đỉnh, để cho nàng có chút đứng không yên. Thật đáng thương, ngươi liền không thể điên cuồng điểm sao. Ngươi như thế đồ ăn. Ta khi dễ ngươi, chỉnh lão đầu có chút khó chịu a. Càn đế tiếc hận nói. Ầm ầm. Tinh Vân Đế Kình cái kia to lớn thi thể, nện xuống đất. Thượng cổ hoàng tộc toàn thể, trong nháy mắt lâm vào cuồng hoan bên trong. Tinh Vân Đế Kình chiến tử, thập phương đạo cung, xong đời. Giết a. Hôm nay, triệt để đồ diệt thập phương đạo cung, sau đó thần quốc, lại không u ác tính. Bọn họ đều điên rồi, dư tợn bản tính toàn bộ bày ra. Nguyên một đám hung đồ, ánh mắt đẫm máu. Ai, càn đế lắc đầu thở dài, thắng được quá dễ dàng, ta tốt phiền muộn a.
Xoẹt. Hắn vừa nói xong, đế thú một tiếng hét thảm. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lý Vô Địch đang chém giết lẫn nhau bên trong, chặt xuống đế thú một cái đầu lâu. Ầm. Hắn đem đầu lâu kia, đánh tới hướng cản đế. Vẫn là Lý Thị Thánh tộc đủ vốn sự tình, nghe nói năm đó cái kia Lý Thần Tiêu, kém chút đem chúng ta tiêu diệt, ha ha. Càn đế lại cười. Thừa dịp công phu này, vi sinh vân tịch đem tinh vân đế kình thi thể, triệu hồi cộng sinh không gian bên trong. Vô dụng, một hồi ngươi chết, nó vẫn là được đi ra. Càn đế nói. Đế thú tuy nhiên gãy mất một cái đầu, nhưng hiển nhiên càng hung hãn, cái này khiến Lý Vô Địch, hoàn toàn không có cách nào trợ giúp vi sinh vân tịch, lần nữa để đế thú cuốn lấy. Trước thực lực tuyệt đối, Lý Vô Địch cũng phải lo lắng xuông. Không giải quyết rơi đế thú, liền sẽ một mực bị dây dưa chết, Lý Vô Địch chỉ có thể hy vọng vi sinh vân tịch, có thể lại chống đỡ một hồi. Cái kia kết thúc, một trận nhàm chán nháo kịch, thật không biết đám tiền bối có bao nhiêu ngu xuẩn, đơn giản như vậy đều có thể diệt đi thập phương đạo cung, vậy mà lưu cho tới bây giờ. Càn đế cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hắn cầm lấy luân hồi kính diệt, cõng một cái tay, đi hướng vi sinh vân tịch. Đến, đưa cho ngươi cộng sinh thú báo thù, càn đế khí thế ngập trời, xuất thủ lần nữa. Vi sinh vân tịch vẫn không nói gì, đến cỡ nào quả đắng, nàng đều cắn răng nuốt xuống. Nàng duy nhất có thể làm, cũng là dùng tận chính mình hết thảy đi chiến đấu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, nàng đã là cực hạn. Nàng liền mệnh cũng không cần, chỉ muốn có thể báo thù, có thể vì thập phương đạo cung chiến sĩ, tranh thủ dù là một chút xíu thời gian. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch, mãi mãi cũng là không thể vượt qua khoảng cách. Oanh! Oanh! Mỗi một lần, đều là càn đế tại trấn áp nàng, đem nàng đánh cho máu me khắp người, máu me đầm đìa. Nàng lần lượt đứng lên, không muốn sống một dạng xuất thủ, có thể hiện thực lại là, nàng bị lần lượt đánh ngã. Tốt nhiều đạo cung chiến sĩ đều rơi lệ, thế nhưng là, có thể có biện pháp nào đâu. Sau cùng, liền càn đế đều nhìn không được. Cái kia luân hồi kính diện theo trời áp chế lại, như là một tòa lục địa, vi sinh vân tịch trong tay thập phương trấn ma trụ, một chút xíu chìm xuống, chịu không được đối phương dồi dào chi lực. Cuối cùng, cái kia luân hồi kính diện, trùm lên vi sinh vân tịch trên trán. Ông, vi sinh vân tịch thất khiếu chảy máu, hai mắt mơ hồ, tại càn đế trước mặt, mềm mại ngã trên mặt đất. Cung chủ, vô số thanh âm tuyệt vọng, truyền khắp chiến trường. Ha ha, càn đế nhịn không được cười to, tiếng cười của hắn, tại toàn bộ chiến trường phía trên như thế chói tai. Vi sinh vân tịch đã chết, thượng cổ hoàng tộc cười to thoải mái, điên cuồng hơn truy sát thập phương đạo cung. Còn chưa có chết đâu, chỉ là gieo, luân hồi ấn, mà thôi. Ta muốn giữ lại nàng, để cho nàng tận mắt hết đạo cung hủy diệt. Sau đó, ta lại tìm cái lương thần cát nhật, triệu thiên hạ quần hùng nhập thần đều, thưởng thức ta chém đầu thập phương cung chủ. Càn đế mỉm cười cười nói. Đây là hắn muốn nghi thức cảm giác, giết gà dọa khỉ, truyền tụng thiên thu vạn đại, để cả nước cùng một chỗ chứng kiến. Để tên của hắn, lưu danh thiên cổ. Loại này nghi thức cảm giác, không thể nghi ngờ để người tuyệt vọng. Nghĩ đến cái kia hình ảnh. Càn đế vẻ mặt tươi cười, hắn vươn tay, liền muốn đi lấy vi sinh vân tịch trong tay thập phương trấn ma trụ. Đúng vào lúc này, giống, đế thú lần nữa kêu thảm một tiếng, lại là một cái đầu đứt gãy. Mọi người hướng bên kia nhìn qua, chỉ thấy Lý Vô Địch toàn thân tụ huyết, trên tay cầm lấy khác một cái đầu lâu, lần nữa đánh tới hướng càn đế. Lão quỷ, ngươi nhất định phải chết. Tại thái cổ huyết kiếp côn bằng, thừa cơ ngăn chặn bị thương đế thú thời điểm. Lý Vô Địch bạo loạn một đao quét ngang mà đến. Càn đế vừa mới trấn áp vi sinh vân tịch, tiêu hao sức mạnh rất lớn, lại thêm tiếp nhận đế thú một cái đầu, chỉ có thể bị Lý Vô Địch bước lui 10 mét. Lý Vô Địch kéo vi sinh vân tịch xem xét. Nàng trên đầu có một cái luân hồi kính diện ấn ký, đây là dẫn đến nàng hiện tại hôn mê nguyên nhân, nhưng dù cho hôn mê, bàn tay của nàng vẫn là nắm thật chặt thập phương trấn ma trụ. Dạ nhất, mang nàng đi. Lý Vô Địch trực tiếp đem vi sinh vân tịch, ném cho Dạ Nhất. Dạ Nhất đối thủ Đông Dương Dục, trước đây bị thập phương trấn ma trụ bị thương qua, cho nên thực lực yếu bớt. Dạ Nhất vừa mới một thương xuyên thủng Đông Dương Ngọc ở ngực, đối diện thì tiếp nhận, Lý Vô Địch ném tới vi sinh vân tịch cùng thập phương trấn ma trụ. Ngươi muốn làm cái gì? Đêm vừa trừng mắt xem xét, càn đế đã để mắt tới Lý Vô Địch. Mang nàng đi, Lý Vô Địch cả giận nói. Dạ Nhất nhìn thoáng qua hôn mê vi sinh vân tịch. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở,
nếu như hắn không đi, Phi Sinh Vân Tịch nhất định sẽ chết ở chỗ này, thập phương trấn ma trụ cũng sẽ bị Càn Đế cầm tới. Loại cơ hội này, chớp mắt là qua. Dù sao, Đông Dương Dục cũng huyết nhục tràn đầy, cũng không có đả thương được trái tim, hắn đã ngừng lại ở ngực huyết, lập tức bò lên. Mà lại, Dạ Nhất Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, cũng ngăn không được đối phương ba đầu cổng sinh thú vây giết. Lý Vô Địch, người có gan cũng đừng chết. Dạ Nhất bội phục Lý Vô Địch dũng khí. Nhưng, hắn không đi không được, bằng không, thập phương đạo cung triệt để không có hy vọng. Dạ Nhất quyết định thật nhanh, thừa dịp Đông Dương Dục bị thương, hắn lập tức liền chạy. Càn Đế căn bản là không có ngăn cản. Hắn nổ là vui vẻ, nói, các người đây là cần gì chứ? Nàng chúng ta luân hồi ấn, không có luân hồi kính diện giải trừ, nàng vĩnh viễn, đều ở trạng thái hôn mê, căn bản không có cách nào chống lên thập phương trấn ma kết giới. Thập phương trấn ma trụ, sớm muộn cũng sẽ là của ta. Các ngươi không chỗ có thể trốn. Im miệng đi ngươi, Lý Vô Địch sợ hắn đi ngăn cản Dạ Nhất, liều mạng ngăn cản. Lý Vô Địch, ngươi vẫn chưa rõ sao, Vi Sinh Vân Tịch con cá này, so với ngươi tới nói, vẫn là tiểu một số. Ta chỉ cần nàng, cũng đã không thể chống lên thập phương trấn ma kết giới là được, dù sao nàng cộng sinh thú chết rồi, thiên phú cũng liền như vậy đi. Mà ngươi, mới là ta hoàng tộc chân chính uy hiếp. Càn Đế ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Cho nên a, ta hôm nay trọng yếu nhất, cũng là giết ngươi. Hiện tại, thập phương trấn ma kết giới, đã không có, chỉ muốn chém giết Lý Vô Địch, hoàn thành cái này mục tiêu lớn nhất, hắn thượng cổ hoàng tộc, thì đại hoạch toàn thắng. Tiếp đó, lại đồ diệt thập phương đạo cung quân đoàn, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lão quỷ này, nói nhảm cũng thật nhiều, Lý Vô Địch gần giọng cười lạnh. Không có cách, ngươi đã già, dễ dàng tịch mịch. Ngươi chịu đựng một chút, lão già chính là như vậy niệm niệm lải nhải. Ngươi chết về sau, thì nghe không được, Càn Đế mỉm cười nói. Xem ra ngươi lão quỷ này, muốn giết ta muốn điên rồi phải không? Thú vị là, con người của ta đâu, những khả năng khác không có. Am hiểu nhất cũng là đào mệnh, chỉ bằng ngươi, thử một chút. Lý Vô Địch vừa nói vừa lui. Bên kia đế thú thụ thương không tính nhẹ, đế thú dù sao không có luân hồi kính diệt, so Càn Đế kém một chút. Thái cổ huyết kiếp côn bằng bay tới, tiến vào Lý Vô Địch cộng sinh không gian. Nhìn như vậy đến, Lý Vô Địch rõ ràng là không muốn tiếp tục đánh. Lão đầu câu lên cá lớn, đây là muốn chạy trốn a. Càn Đế chắp tay sau lưng, bị chọc cười. Đúng. Ngươi muốn xuống nước bên trong truy sao? Cẩn thận chết đuối a! Lý Vô Địch híp mắt nói. Thú vị, ngươi có thể so sánh Vi Sinh Vân Tịch thú vị nhiều, tiểu cô nương kia cũng là cái gặp cảnh khốn cùng, ngươi còn dám cùng lão đầu mạnh miệng, chơi vui. Đến, lão đầu để ngươi chạy trước một hồi, Càn Đế híp mắt cười nói. Ngươi thật là có thể lải nhải, ngươi sớm muộn chết bởi lải nhải. Lý Vô Địch xoay người rời đi. Hắn đào tẩu lộ tuyến. Là thập phương đạo cung phá vây lộ tuyến phương hướng ngược. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chỉ ít để Càn Đế, không thể tự mình đối phó thập phương đạo cung. Nếu là thật sự có thể kéo dài Càn Đế một đoạn thời gian, mặc kệ sinh tử, hắn đều tính là đến cực hạn. Ha ha, lại là một đầu ngũ thải ban lan con cá, muốn tại lão đầu trước mặt đùa bỡn điểm tiểu tâm tư, đáng tiếc, lão già muốn ăn ngươi. Làm Lý Vô Địch hóa thành một đạo huyết quang chạy trốn thời điểm. Càn Đế ngồi tại luân hồi kính diện phía trên, thoải mái nhàn nhã đuổi theo. Lão cửu, thập tam, Càn Đế thanh âm tại hoàng thành quanh quẩn. Phụ hoàng, hai người các ngươi, xuất lĩnh hoàng tộc bộ hạ, san bằng thập phương đạo cung, một người, đều không cho chạy ra thần đều. Càn Đế nói, nhi thần tuân mệnh. Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục liếc nhau, ánh mắt đẫm máu. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, truy sát thập phương đạo cung. Bọn họ trốn ở đâu, truy ở đâu? Người nào giết Lý Thiên Mệnh, khen thưởng thánh tinh 30 triệu. Một câu cuối cùng, là Đông Dương Dục bổ sung đi lên. Không có thập phương trấn ma kết giới, đạo cung căn bản không chỗ có thể trốn, các loại phụ hoàng chém giết Lý Vô Địch trở về, bọn họ triệt để xong đời. Lý Vô Địch hai cha con này, để phụ hoàng kiêng kỵ như vậy, hôm nay phải chết, bọn họ so Vi Sinh Vân Tịch trọng yếu, tất cả mọi người hiểu chưa? Minh Bạch. Chu sát Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên. Cho dù là thượng cổ hoàng tộc, đều để cha con bọn họ quật khởi tốc độ, cho dọa cho sợ rồi. Thiên võ ngoài cửa. Cung chủ. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh nữ tử, trong lồng ngực, như có núi lửa đang lăn lộn.
hắn nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Trên đường chạy trốn, Tư Đồ Thanh Hòa đã ngay tại Vi Sinh Vân Tịch sau lưng, đem cộng sinh không gian bên trong tinh vân đế kình, dần dần chuyển hóa làm cộng sinh linh. Sinh linh kết giới quá trình rất phức tạp, cần phải có người bảo hộ, đây là Lý Thiên Mệnh hiện tại nhiệm vụ. Thiên Mệnh, mang nàng về nhà. Dạ Nhất trong mắt chứa nhiệt lệ, nói xong câu này, hướng về chiến trường, đẫm máu chém giết. Thượng cổ hoàng tộc, càn đế. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhìn qua hoàng thành phương hướng, trong mắt là căm giận ngút trời. Hắn nhớ tới Vi Sinh Vân Tịch cùng mình nói qua hết thảy, nhớ tới nữ nhân này, nàng ôn nhu cùng nho nhã, nhớ tới giấc mộng của nàng chấp nhất. Lý Thiên Mệnh không dám nhìn mặt của nàng, bởi vì, này lại để hắn rất đau lòng. Thiêu thân lao vào lửa thống khổ, giống như thiêu tại trên người mình. Hôm nay hết thảy, là đúng mộng tưởng và tôn nghiêm trà đạp. Hiện tại, phía trước chỉ có một con đường chết sao. Lý Vô Địch có thể không có thể sống sót, đều là cái nghi vấn. Nếu là hắn chết rồi, thập phương đạo cung càng không đường ra. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ, chính mình lại có thể vì những thứ này người trọng yếu, làm chút gì. Giết Ngụy Tiếu Đào, Đông Dương Phần, Cảnh Nguyệt, linh tinh hai vị thái thượng, hắn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Nếu ta còn có thể, lại có một chút thời gian, tất tự mình tự tay mình giết càn đế, cho cung chủ báo thù. Tinh vân đế kình chết, để Lý Thiên Mệnh cừu hận chi hỏa liệt liệt thiêu đốt. Càn đế trong lòng hắn, giống như Lâm Tiêu Đình một dạng, chết không có gì đáng tiếc. Ngay tại lúc này, Dạ Lăng Phong bỗng nhiên đem tay, đặt ở thập phương trấn ma trụ phía trên. Hắn nói, Thiên Mệnh ca, ta muốn thử xem. Thử cái gì? Chống lên thập phương trấn ma kết giới. Dạ Lăng Phong tại Thượng Cổ Thần Táng, đạt được Nguyên Thủy Ma Tôn, truyền thừa. Hắn vừa về đạo cung lúc, cũng đã nói, thập phương trấn ma trụ, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Điều này nói rõ, thập phương trấn ma trụ trong trường hợp Dạ Lăng Phong, tương đương với Đông Hoàng Kiếm trong trường hợp Lý Thiên Mệnh. Bây giờ cung chủ hôn mê không được, thập phương đạo cung nguy như chồng trứng, vạn chúng tuyệt vọng thời khắc, Dạ Lăng Phong lấy được truyền thừa, là hy vọng duy nhất. Nhanh điểm, Lý Thiên Mệnh thúc giục nói. Được. Bọn họ hiện tại cũng tại, Tư Đồ Thanh Hòa, Cộng Sinh Thú, Nguyên Cây Huyền Vũ, trên thân, tại thập phương đạo cung đội ngũ đỉnh phong vị trí. Lúc này, bọn họ đã xông phá thượng cổ hoàng tộc phòng tuyến, đằng sau có Bạch Mặc, Dạ Nhất xuất lĩnh cường giả đoạn hậu, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Đừng nhìn lấy Nguyên Cây Huyền Vũ hình thể to lớn, trên thực tế tốc độ thật nhanh, nó có thể dẫn động đại địa mạch động, đẩy chính mình tiến lên, cảnh vật chung quanh xoát xoát phóng tới sau lưng, phút chốc ngàn mét. Cái kia thập phương trấn ma trụ, còn bị Vi Sinh Vân Tịch chăm chú nắm trong tay, nếu như không dùng sức, rất khó theo trong tay nàng lấy xuống. Bất quá, Dạ Lăng Phong nghiêm túc bình tĩnh, làm hắn duỗi tay nắm chặt, cái này, vảy màu đen, bao trùm thiết côn một khắc này, thập phương trấn ma trụ hơi chấn động một chút, theo Vi Sinh Vân Tịch trên bàn tay, thoát rơi xuống, rơi vào Dạ Lăng Phong trên tay. Như thế nào, Lý Thiên Mệnh cuống cuồng nói. Có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng tạm thời vẫn là như mê vụ một dạng, khả năng cần muốn sống tốt câu thông. Dạ Lăng Phong nói. Hắn tình huống này, so Lý Thiên Mệnh đạt được Đông Hoàng Kiếm thời điểm, tốt hơn nhiều. Khi đó, Lý Thiên Mệnh cũng không có, hỗn độn thần đế, truyền thừa, cùng Đông Hoàng Kiếm ma sát trao đổi thời gian rất lâu. Tại gặp phải, đế quân, về sau, Đông Hoàng Kiếm tầng thứ ba cửa lớn, đều thẳng tiếp mở ra. Người nhớ đến tùy tâm xuất phát, thậm chí có thể nếm thử làm dùng một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Sử dụng. Đúng. Lý Thiên Mệnh lúc trước cùng Đông Hoàng Kiếm, sinh ra lần đầu tiên cộng minh, thì bắt nguồn từ cùng Nguyệt Linh Lang sinh tử chi chiến. Hắn cũng là dựa vào Đông Hoàng Kiếm, phản sát Nguyệt Linh Lang, mở ra cùng Đông Hoàng Kiếm đệ nhất trọng cửa lớn. Ta thử một chút, Dạ Lăng Phong bắt được cái kia tề mi cao thập phương trấn ma trụ, ra sức quăng vài cái. Còn thói quen loại binh khí này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quá thói quen, Dạ Lăng Phong trước kia sử dụng dao găm, đoạn kiếm chiếm đa số, tỉ như, xích huyết tinh hà. Gậy gộc nguyên lý, cùng dao găm đoạn kiếm hoàn toàn khác biệt. Không sao, thêm nhiều ma luyện là được, kiếm của ta cùng xiềng xích, cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng binh khí đều có chỗ tương đồng, cái kia chính là giết địch ý chí, gậy gộc là trực tiếp nhất thô bạo binh khí, vào chỗ chết nện là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói, Lý Khinh Ngữ đao mảnh cùng phi tiêu ám khí. Đồng dạng là hoàn toàn khác biệt binh khí, nàng sử dụng đến cũng không tệ.
có chút quỷ thần xui khiến là, ba người bọn hắn, đều đi lên song binh khí lộ tuyến, một chủ một bộ. Lý Thiên Mệnh là kiếm thêm xiềng xích. Dạ Lăng Phong là côn thêm dao găm. Lý Khinh Ngữ là đao thêm ám khí. Bất quá! Dạ Lăng Phong đến cùng có thể hay không, nắm giữ cái này thập phương trấn ma trụ, vẫn là cái nghi vấn. Hắn nghe theo Lý Thiên Mệnh, duỗi tay nắm chặt cái này thập phương trấn ma trụ, nhắm mắt lại, đi cảm thụ phía trên này đường vân, ngẫu nhiên vung vài cái. Nếu là có thượng cổ hoàng tộc, theo mặt bên sông lên ngăn cản, Dạ Lăng Phong liền trực tiếp ra ngoài, dùng cái này thập phương trấn ma trụ đi nghênh địch, tiến công. Phanh phanh! Loại này trọng hình binh khí, nện ở trên người địch nhân, mặt ngoài nhìn không có việc gì, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ. Tiểu Phong vậy mà có thể múa đến động, thập phương trấn ma trụ. Tư Đồ Thanh Hòa chú ý lực đều tại sinh linh kết giới phía trên, hắn không thấy Dạ Lăng Phong, nhưng trên đại thể, biết bọn họ đang làm cái gì. Hắn hiển nhiên 10 phần chấn kinh. Thật kỳ quái sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập phương trấn ma trụ sẽ chỉ cùng một người thân cận. Trước kia, ngoại trừ cung chủ bên ngoài, ai cũng đụng không được. Cung chủ từ nhỏ ngay tại, thập phương trấn ma trụ, bên cạnh tu luyện, mới có thể thu phóng tự nhiên. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Khả năng cùng Tiểu Phong linh hồn có quan hệ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, chuyện cho tới bây giờ, đều thử một chút đi, còn nước còn tát. Tư Đồ Thanh Hòa giận dữ nói. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Tư Đồ Điện Vương, càn đế không chết chuyện này. Liền không có người có thể đoán được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngay từ đầu nghe nói hắn chết bất đắc kỳ tử, đều hơi nghi hoặc một chút, nhập táng thời điểm, mấy người chúng ta, đều nhìn qua thi thể, xác thực đã chết, không biết hắn dùng thủ đoạn gì giả chết. Thời gian lâu dài về sau, chúng ta nhìn lấy hoàng tộc tự mình hủy diệt, bên trong chết trận mấy chục vạn người, thậm chí đem bọn hắn một tay kiến tạo thần đều, đấu thành phế tích, thì triệt để đem hắn quên đi. Không ai sẽ nghĩ tới. Càn đế sẽ tuyệt tình như vậy, sẽ chơi đến ác như vậy. Ta đoán chừng, Đông Dương Lăng giống như chúng ta, đều bị mơ mơ màng màng, đến mức Đông Dương Dục, coi biểu hiện, rất có thể là gần nhất mới biết được. Tư Đồ Thanh Hòa bất đắc dĩ nói. Mộng Thính Vũ vì càn đế cướp bóc bách tính, nàng cần phải hiểu rõ tình hình. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy a, chỉ tiếc nàng là càn đế cuồng nhiệt mệnh đồ, thà chết cũng sẽ không tiết lộ nửa câu. Nghe nói càn đế có đối bình thường cảnh giới tu luyện giả siêu hồn chi pháp, có thể cưỡng ép cướp bóc trí nhớ, chúng ta không có phương pháp này, đối thiên chi thánh cảnh Mộng Thính Vũ cũng không hiểu. Cho nên nói, lần này chúng chiêu, không chỉ là cung chủ sơ sẩy, tất cả chúng ta, đều đánh giá thấp càn đế âm tuyệt. Tư Đồ Thanh Hòa nói, quá tuyệt, Lý Thiên Mệnh đồng dạng chúng chiêu. Thiên Mệnh, muốn không ngươi trước về đạo cung, mang theo ngươi muội muội đi trước. Lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Nghĩa phụ của ngươi muốn là chạy không thoát, tương lai chỉ có ngươi cùng Tiểu Phong, có thể hoàn thành chúng ta nguyện vọng, nếu như ngươi có hủy diệt thượng cổ hoàng tộc một ngày, chúng ta những lão già này, chết cũng không tiếc. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Điện Vương, đừng nói như vậy, Lý Thiên Mệnh đứng lên. Hắn không có khả năng làm kẻ đào ngũ. Mà lại, hắn chỉ sợ cũng chạy không được. Bởi vì, một cái đại địch, đã tìm được hắn. Vi Sinh Vân Tịch cùng Lý Thiên Mệnh, đều ở nơi này. Người kia giống to một tiếng, hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Thập phương đạo cung tuy nhiên xông ra vòng vây, nhưng hơn 1 triệu tốc độ của con người, làm sao đều nhanh không đi nơi nào. Có chút thượng cổ cường giả của hoàng tộc, trực tiếp theo mặt bên truy kích, ngừng lại một chút thất tinh quân đoàn phía trước đến, chính là vì tìm kiếm Vi Sinh Vân Tịch cùng Lý Thiên Mệnh. Người nói chuyện, là một cái áo bào xám lão giả. Hắn cưỡi tại một đầu to lớn ngân sắc yêu lang trên thân. Cái kia ngân sắc yêu lang lại có 3 cái đầu, mạnh mẽ mà hung tàn, nanh vuốt sắc bén, hắn trong mắt có 80 cái điểm sao, chứng minh đây là đã trưởng thành thành thục bát giai cổ thánh thú. Cái này cộng sinh thú, tên là Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, là tham lang cổ tộc biểu tượng. Người này chính là Ngụy Kỵ. Làm tham lang cổ tộc tộc trưởng, hắn tại Đông Dương Lăng một mạch địa vị phi thường cao. Ngụy Kỵ đã từng làm Tây Phương Điện Vương, tại Thập Phương Đạo Cung hô phong hoán vũ, mà bây giờ hắn làm thượng cổ hoàng tộc nanh vuốt, giết ở hàng đầu. Một bên đồ sát ám điện chiến sĩ, một bên tìm kiếm 30 triệu thánh tinh Lý Thiên Mệnh. Với hắn mà nói, Vi Sinh Vân Tịch cùng Lý Thiên Mệnh, không phải người, mà chính là thánh tinh cùng công lao. Phát hiện Lý Thiên Mệnh về sau, Ngụy Kỵ giữ tợn cười một tiếng. Hắn nhớ tới tôn nhi Ngụy Vô Thượng chết, biểu lộ càng thêm giữ tợn, trực tiếp cưỡi Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang,
tại thần đều phế tích bên trong xuyên thẳng qua, thẳng hướng nguyên cây huyền vũ. Ầm ầm, trên trời một đạo sấm sét lấp lóe, mưa to ầm vang rơi xuống, còn không có tới gần cái kia tam đầu thôn nguyệt yêu lang, thì hóa thành hơi nóng. Sắc trời mờ tối, tam đầu thôn nguyệt yêu lang bộ lông màu bạc, cực sự cao quý chói sáng. Thiên mệnh, Tư Đồ Thanh Hòa sắc mặt khó coi. Hắn đang bố trí sinh linh kết giới thời điểm then chốt, muốn là tạm thời gián đoạn, tinh vân đế kình chuyển hóa làm cộng sinh linh thất bại, vi sinh vân tịch liền muốn biến thành phế nhân. Cộng sinh thú sau khi chết, cũng chỉ có một cơ hội này. Tư Đồ Thanh Hòa có thể ngăn lại ngụy kỵ, nhưng mấu chốt là, hắn không phân thân nổi. Còn lại thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trở lên điện vương, tinh vương, bọn họ đều có địch thủ ngăn cản, hoặc là cũng là không tại phụ cận. Tư Đồ Thanh Hòa lâm vào trong hai cái khó này. Ngươi đi, Lý Thiên Mệnh sắc mặt lãnh đạm, đã nói hai chữ. Cái gì, Tư Đồ Thanh Hòa trừng to mắt. Mang cung chủ về đạo cung, ta đến ngăn lại ngụy kỵ. Điện vương yên tâm, chỉ bằng hắn muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh thanh âm âm ngoan nói. Tư Đồ Thanh Hòa ánh mắt đỏ thấm, hắn không có lựa chọn. Nhất định phải sống sót, nhất định, hắn cắn răng nói. Điện vương, ngươi chờ ta dẫn theo ngụy kỵ đầu, trở về tặng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Hắn không biết, chính mình có bao nhiêu phần thắng. Hắn chỉ biết là, hiện tại toàn thân đều đang cháy lửa. Hắn khí huyết ngút trời, chiến ý dồi dào, quản hắn là ai, lúc này thời điểm muốn thương tổn vi sinh vân tịch. Hắn tất nhiên tử chiến đến cùng. Tư Đồ Thanh Hòa còn chưa kịp đáp lời, Lý Thiên Mệnh thì nhảy xuống nguyên cây huyền vũ, như chịu chết súng sĩ, xông về trên trăm tuổi tham lang cổ tộc tộc trưởng ngụy kỵ. Đây chính là đã từng Tây Phương Điện Vương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngưỡng vọng tiền bối. Ngươi lá gan không nhỏ a, ta kém chút đều cảm động. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật là có dũng khí, ngụy kỵ trên mặt âm hiểm cười nói. Trong mắt của hắn thiếu niên này, toàn thân đã nhuốm máu. Ám tinh chiến giáp đã vỡ vụn, mái đầu bạc trắng cơ hồ nhuộm thành tóc máu, trên thân còn có không ít vết thương. Trong ánh mắt hắn, huyết quang phun trào, giống như là một đầu nổi giận hung tàn dã thú. Hắn một câu đều không nói, trong tay tam thiên tinh vực hất lên, liên tục đem cửu thiên ngân hà quyết, toàn bộ thi triển. Thôi sán xí tinh, tinh hà loạn thế, cửu thiên tinh trần. Cái kia tam thiên tinh vực theo nóng rực một cái điểm, đến tinh hà vẫn lạc. Lại đến cửu thiên tinh hà hóa thành tinh hải, vô cùng vô tận, từ trên trời phủ xuống đến. Ba ba ba. Đối diện vọt tới tam đầu thôn nguyệt yêu lang, liên tục trúng ba roi, ba cái đầu trực tiếp nổ huyết. Nhất là ở giữa cái kia đầu sói, hắn hai cái nhãn cầu, bị Lý Thiên Mệnh quất đến tại chỗ nổ tung. Ngao ô. Cự thú kêu thảm một tiếng, trước chân mềm nhũn, trực tiếp lăn trên mặt đất, đem mảng lớn phế tích trực tiếp đụng ngã, hướng về Lý Thiên Mệnh lăn đi qua. Vô chi nhóc con, không biết sống chết, ta đường đường tham lang cổ tộc tộc trưởng tới thu thập ngươi, ngươi đợi chết là được rồi, còn dám làm càn. Ngụy Kỵ âm lãnh hống một tiếng, theo tam đầu thôn nguyệt yêu lang trên thân nhảy xuống tới. Hắn cùng hắn cộng sinh thú, vừa rồi chủ yếu là không có dự liệu được, Lý Thiên Mệnh binh khí, vậy mà có thể giết tới ngoài ngàn mét, bằng không, sẽ không như thế dễ dàng thụ thương. Cái kia tam đầu thôn nguyệt yêu lang tại chỗ bị thương, nhãn cầu nổ tung. Làm nó lúc bò dậy, chính là giận tím mặt. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, nó trên thân bộ lông màu bạc, toàn bộ hóa thành cương châm, đến hàng vạn mà tính, hướng về Lý Thiên Mệnh lao vút mà đến. Đây là một loại thần thông. Đương đương đương. Lam Hoàng bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người, lấy sơn hải giới ngăn tại hắn trước đó, kháng trụ cái này thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng cổ thánh thú thần thông. Thân thể nó hướng phía trước một đập. Trước mắt khắp nơi, bỗng nhiên hóa thành trạm lam hải ngục. Tam đầu thôn nguyệt yêu lang còn không có kịp phản ứng, liền bị lam hoang trưởng khống nước biển, cuốn vào trong đó. Cái này hắn mèo không phải liền là một cái tam đầu cẩu sao. Phách lối cái giám a, các huynh đệ, đâm chết nó a. Huỳnh hỏa bay ở trên mặt nước, cái kia tam đầu thôn nguyệt yêu lang vừa ngoi đầu lên, huỳnh hỏa liền đem bất diệt kiếm khí, hướng về con mắt của nó đâm đi lên. Nó đã phát nổ hai con mắt. Còn lại bốn cái, vì bảo trụ ánh mắt, cái kia yêu lang tranh thủ thời gian vào trong nước. Ầm ầm, vừa xuống nước, một đầu cự thú va chạm mà đến, hai cái to lớn đầu rồng, cắn lấy nó hai cái đầu phía trên. Bất quá, tam đầu thôn nguyệt yêu lang, nhiều một cái đầu. Cái này thêm ra tới đầu, cắn lấy lam hoang phía dưới trên cổ, trong nháy mắt xé rách ra một khối huyết nhục,
đau đến Lam Hoang kêu to. Oanh! Cái kia sói trong miệng, ngưng tụ ra một vầng trăng, đó là một đạo kinh khủng thần thông, mắt thấy, liền muốn nổ tại Lam Hoang trên thân. Ngay tại lúc này, một cái khác vật lớn, bỗng nhiên vọt vào trong nước. Nó cái kia sáu cái cự đại quyền đầu, phân ra bốn cái đè xuống cái này yêu lang, còn lại hai cái quyền đầu, điên cuồng đi lên đánh, cái kia bén nhọn móng vuốt, đã đâm vào đối thủ huyết nhục bên trong. Phanh phanh phanh. Rất hiển nhiên, nó là hồn ma. Tại lần thứ hai nuốt chửng rất nhiều linh hồn về sau, hồn ma thực lực lần nữa tăng lên, nó chẳng những có huyết nhục phía trên cuồng bạo lực lượng, còn có trên linh hồn áp chế. Lam Hoàng có hồn ma trợ giúp, thở ra hơi, cái đuôi cái kia diệt tuyệt long kiếm hất lên, trực tiếp chém vào tam đầu thôn nguyệt yêu lang trên đầu. Răng rắc. Trong lúc nhất thời, máu me khắp người, huyết nhục văng tung tóe. Ngao ô. Cái này yêu lang lần nữa chu lên. Miệng của nó vừa mở ra đâu, không biết nơi nào, bỗng nhiên lao ra một đầu đế ma hỗn độn, cắn một cái tại đầu lưỡi của nó phía trên, vạn ma độc nha trực tiếp đâm đi vào. Xoẹt. Một đầu lưỡi, bị Miêu Miêu trực tiếp rút ra, máu me đầm đìa. Yêu lang nổi giận, điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc nó nửa người trên bị Lam Hoang đè lại, phía dưới bản thân thì bị hồn ma điên cuồng đánh. Càng tuyệt vọng hơn chính là hồn ma tiểu đệ, đem cái này đại cẩu cái đuôi kéo ra. Huỳnh Hỏa âm u nói. Hồn ma nghe hiểu nó nói lời, phân ra một đầu tay, kéo ra yêu lang cái đuôi. Tiếp theo trong nháy mắt, Huỳnh Hỏa 3000 đạo bất diệt kiếm khí, lấy xích viêm hoàng kiếm đâm một cái. Đáng tiếc, lần này không thành công. Tam đầu thôn nguyệt yêu lang, nghe động Huỳnh Hỏa, tại trong tuyệt vọng, nó toàn thân hóa thành quả cầu ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt nổ tung, đưa chúng nó bốn cái, toàn bộ chấn bay ra ngoài. Thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng lực lượng, chấn cho chúng nó bốn cái, đều có trình độ nhất định bị thương. Cái này yêu lang thừa cơ xông ra trạm Lam Hải Ngục, vừa mới ngoi đầu lên, trên trời hỗn độn thiên kiếp buông xuống, cái kia điện xả cuốn lấy nó, đưa nó lần nữa áp nước đọng bên trong. Chạy trốn nơi đâu đâu, Huỳnh Hỏa há miệng phun một cái, lục đạo hỏa liên cùng Miêu Miêu hồn thiên điện ngục, đồng thời đánh vào nó hai cái đầu phía trên. Cái này tam đầu thôn nguyệt yêu lang, lần nữa kêu thảm. Đè lại nó, Lam Hoang dưới bụng chín tầng quỷ biển xoay tròn, nó ở trong nước nhanh đến mức khủng bố, trong nháy mắt đến yêu lang trước mắt, xoay người áp chế, đem cái này cự thú kéo vào đáy nước. Ngay sau đó, hồn ma liền đã tới, cái này như là đại tinh tinh một dạng cự thú, có lực lượng cuồng bạo, cái kia quyền đầu đập lên, đánh cho yêu lang không ngừng thổ huyết. Đây là một đầu lão lang, một thân đều là tu vi thần thông. Chỉ tiếc, đối thủ của nó, ba cái tiểu cái dám hài tăng thêm một đầu hồn ma, thực sự quá hung mãnh. Nó ngay cả thở công phu đều không có, còn chúng Miêu Miêu vạn ma độc cùng địa ngục truy hồn điện, tiếp đó, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Người cái này ngốc chó, tránh thoát lão tử đệ nhất kiếm, còn muốn tránh thoát ta đệ nhị kiếm. Các tiểu đệ, cho ta đè chết nó. Huỳnh Hỏa cười to nói. Tam đầu thôn nguyệt yêu lang lần nữa khẩn cấp hộ chứng. Bất quá lần này, nó đoán sai Huỳnh Hỏa chân chính mục tiêu. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Huỳnh Hỏa theo Lam Hoang dưới nách vọt ra, 3000 bất diệt kiếm khí, cắm vào trong ánh mắt của nó. Phốc phốc, cả một cái đầu sói, trực tiếp nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, não tủy nổ tung. Ngao! Đây chính là kinh thiên kêu thảm. Ngụy Kỵ, cứu ta! Tam đầu thôn nguyệt yêu lang tuyệt vọng kêu to. Cái này mẹ nó là một đám, vị thành niên tiểu cộng sinh thú. Cái này là một đám ma quỷ đi. Nhất là cái kia tiểu phượng hoàng, còn không có yêu lang lớn cỡ bàn tay, cái kia cánh thì cùng thánh thú binh giống như. Còn có, nó trên thân bất diệt kiếm khí, là chuyện gì xảy ra? Tam đầu thôn nguyệt yêu lang, cảm nhận được tuyệt vọng. Nó chỉ có thể cho rằng, mình đã bị cường điệu đối đãi, bên này 4-1, nó bị làm thành dạng này rất hợp lý. Ngụy Kỵ là ngự thú sư, thánh chi cảnh giới là ngự thú sư cường thịnh cảnh giới, hắn nghiền ép một cái Lý Thiên Mệnh, nhiều lắm là thêm một cái Dạ Lăng Phong, hoàn toàn không có vấn đề a. Mọi người đều biết, thiên ý cảnh trước, cộng sinh thú linh nguyên thần thông tương đương đáng sợ, thiên ý cảnh về sau. Ngự thú sư thiên ý quật khởi, lực sát thương càng mạnh. Thánh chi cảnh giới về sau, cộng sinh thú nghe nói có mạnh hơn khả năng, thậm chí lần nữa phản siêu ngự thú sư, bất quá, đây không phải là Lý Thiên Mệnh, có thể tiếp xúc cảnh giới. Hắn hiện đang ánh mắt đẫm máu, chỉ muốn giết Ngụy Kỵ. Phốc phốc, Ngụy Kỵ ánh mắt lạnh lùng,
đối Lý Thiên Mệnh tạo thành tuyệt đối áp chế. Lý Thiên Mệnh đụng tại trên mặt đất, dù là có Khương Phi Linh phụ linh, ngũ tạng lục phủ của hắn đều xuất hiện một số chấn động, phun một ngụm máu. Dạ Lăng Phong cảnh giới là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3, hắn về mặt sức mạnh so Ngụy Kỵ kém xa. Không có hồn ma, hắn cho Lý Thiên Mệnh cung cấp trợ giúp, tạm thời giới hạn tại trên linh hồn trùng kích, cái này khiến Ngụy Kỵ vô cùng đau đầu. Thập phương chấn ma trụ nện xuống, Ngụy Kỵ tay cầm thánh thú binh, tham lang yêu nhận, một đao quét ngang. Cho dù là thập phương chấn ma trụ, đều bị hắn bổ đến bay ra ngoài. Dạ Lăng Phong va sụp khá hơn chút kiến trúc, lúc bò dậy, đã một mảnh hỗn độn. Hai chút thức ăn gà, kết thúc, Ngụy Kỵ cười âm hiểm một tiếng, dưới chân lấp lóe, thi triển siêu phàm thiên thánh chiến quyết, ám nguyệt tử hồn đao. Nguyệt tri ẩn, một đao kia hình dáng như trăng khuyết, phiêu hốt mà quỷ dị, trong nháy mắt giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đỏ thấm, bò lên, hắn hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, như mũi tên, lần nữa cùng Ngụy Kỵ giao phong. Xoẹt, thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng Ngụy Kỵ, lấy phức tạp đao pháp cùng cường hãn thánh nguyên, kháng trụ Lý Thiên Mệnh bất diệt kiếm khí trùng sát. Một đao kia, trước phá kiếm của ngươi. Tiếp theo đao, lại phế bỏ ngươi thánh cung. Lý Thiên Mệnh, ngươi minh bạch ý của ta là sao? Để ngươi này thiên tài biến thành phế nhân, đó mới gọi khoái lạc, cái này có thể so sánh giết ngươi, còn muốn thú vị một số. Ngụy Kỵ hắc hắc cười to. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đáng tự hào nhất, chính là thiên tài thiên phú. Chỉ cần nó thánh cung hủy diệt, đây hết thảy đều có thể trở thành cứt chó. Đến lúc đó, ngươi sẽ từ từ trải nghiệm, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngụy Kỵ mỉa mai cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh không nói gì, hắn tại Ngụy Kỵ trước mặt, tựa như là vi sinh vân tịch tại càn đế trước mặt một dạng, hết sức chèo chống, không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng khác biệt chính là, ánh mắt hắn cơ hồ tích huyết, chết cắn hàm răng. Hắn ánh mắt, vượt qua Ngụy Kỵ, thấy được Ngụy Kỵ sau lưng Dạ Lăng Phong. Thời khắc này Dạ Lăng Phong, đồng dạng ánh mắt đẫm máu, hắn tựa hồ cùng thập phương chấn ma trụ hòa thành một thể. Một lần ánh mắt đối mặt, bọn họ song phương, đều biết, kế tiếp là liều chết đánh cược một lần. Khả năng rất điên cuồng. Nhưng, nhân sinh cái nào có bao nhiêu, bày mưu tính kế cơ hội. Thời khắc sinh tử, như vậy thì nhìn xem, người nào càng hung ác. Lý Thiên Mệnh, người nghe con mới sinh không sợ cọp, sợ tác sở vi, quá mức làm càn. Tiếp đó, nhấm nháp quả đắng đi. 10 triệu, đừng khóc xuất ra thanh âm tới. Ngụy Kỵ giết người giết trên trăm năm, đây là hắn đời này, gặp phải cùng hắn số tuổi chênh lệch đối thủ lớn nhất. Hắn cộng sinh thú cầu cứu, đã để hắn tâm phiền ý loạn, hắn đã không có kiên nhẫn. Bóng người lóe lên, đao quang kiếm ảnh. Ám nguyệt tử hồn đao tử hồn bái nguyệt. Một đao kia tràn đầy bi thương không khí, từng đợt gào khóc thảm thiết, thiên địa trong nháy mắt lâm vào hắc ám, đao quang kia tựa như là huyết sắc trăng khuyết, trong nháy mắt đánh tới. Đây là chí mạng một đao. Ngụy Kỵ toát ra nụ cười, hắn rất may mắn, tại Lý Thiên Mệnh siêu việt hắn trước đó, bắt lấy ách sát cơ hội. Loại cảm giác này, thật rất mỹ diệu. Đinh đinh đinh. Đao cương bao phủ, sinh tử một đường. Tại Ngụy Kỵ trước mặt, người trẻ tuổi kia bị dìm ngập tại bão trong mưa. Bỗng nhiên, lôi đình lấp lóe, thiên địa giống như ban ngày, giờ khắc này, Ngụy Kỵ thấy được ánh mắt của hắn. Hắn hai cái con ngươi, một cái kim sắc, một cái màu đen, đều vô cùng triệt để. Con ngươi bên cạnh, còn có tròng trắng mắt, hắn tròng trắng mắt bộ phận, hiện đầy tơ máu. Cặp mắt của hắn xem ra, giống như là hai cái biển máu, làm nổi lấy hai cái mặt trời, một cái kim sắc, một cái màu đen. Một cái tại thương thiên, một cái tại đất ngục. Đế đạo uy nghiêm, biển máu dữ tợn. Oanh! Lý Thiên Mệnh như lôi đình nổ tung, hắn đứng tại chỗ, một kiếm chặt chém mà ra. Cái kia Đông Hoàng kiếm bên trong, hội tụ 6.000 bất diệt kiếm khí, lại thêm đế vực kiếm hoàng kết giới, phút chốc đem Ngụy Kỵ thâu tóm tiến kết giới phạm vi bên trong. Đinh đinh đinh, đế chi kiếm khí hỏa hoàng chi kiếm khí, điên cuồng đâm về Ngụy Kỵ. Thiếu niên kia chi kiếm, cùng Ngụy Kỵ đao, quyết đấu cùng một chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Ngụy Kỵ mỉa mai cười một tiếng, hắn lấy thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng áp bách chi lực, tử hồn bái nguyệt, một đao quét ngang, vậy mà bổ đến Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm tuột tay. Cái kia vô số bất diệt kiếm khí, tuy nhiên vẫn là xuyên qua mà đến, xé rách Ngụy Kỵ huyết nhục. Nhưng, Ngụy Kỵ đao pháp càng nhanh. Ngươi phế đi. Ngụy Kỵ cười lạnh một đao, đâm vào Lý Thiên Mệnh thánh cung phía trên.
làm. Ngụy Kỵ cả một đời cũng không nghĩ đến, đao của hắn đâm vào người khác thánh cung phía trên, vậy mà lại phát ra loại thanh âm này. Ầm. Hắn tham lang yêu nhận, tại chỗ nứt gãy, hóa thành toái phiến rơi xuống. Tử phủ tháp uy lực, vậy mà như thế hung mãnh. Ngụy Kỵ ngây ra như phỗng, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy được Lý Thiên Mệnh cái kia trong hai mắt hừng hực mặt trời, kim sắc như thần, màu đen như ma. Người nói, người nào không biết tự lượng sức mình. Lý Thiên Mệnh trong lúc nói chuyện, trong tay tam thiên tinh vực lao vút mà ra, trong nháy mắt đem gần trong gang tấc Ngụy Kỵ, quấn quanh tốt mấy trọng. Hắn đột nhiên kéo căng, cắt chém Ngụy Kỵ huyết nhục. Người nói, ai muốn nhấm nháp ác quả. Thanh âm của hắn, khan khan mà dữ tợn, dường như tới từ địa ngục. A, à, Ngụy Kỵ chính muốn tránh thoát tam thiên tinh vực, lại phát hiện đầu nhói nhói. Hắn tại thời khắc này, chỉ có thể ở dãy giụa bên trong, đột nhiên quay đầu. Hắn biết, loại này linh hồn nhói nhói, đến từ Dạ Lăng Phong. Ngay tại hắn quay đầu trong tích tắc, thập phương trấn ma trụ, như huyễn ảnh mà đến, đập vào trên đầu của hắn. Ngụy Kỵ, hiện tại phải chết người, là ngươi. Đây là, nhất côn bể đầu. Ngụy Kỵ mắt tối sầm lại, sau đó, cái gì cũng bị mất. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh rút về tam thiên tinh vực, Ngụy Kỵ thi thể không đầu, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Máu tươi, trong nháy mắt lan tràn. Bão mưa bên trong. Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, nhìn trước mắt cái này nắm thật chặt thập phương trấn ma trụ, thở hổn hển thiếu niên. Trên trời sấm sét vang dội, chung quanh chiến trường, tiếng hô giết rung trời, mà bọn họ đối mặt màn này, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh duỗi ra quyền đầu. Cả một đời, là huynh đệ. Dạ Lăng Phong trùng điệp gật đầu, sau đó duỗi ra quyền đầu, cùng Lý Thiên Mệnh tay, đụng vào nhau. Tầm mắt của bọn hắn giao nhau cùng một chỗ. Tại Dạ Lăng Phong trong mắt, Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều, có lẽ một côn này về sau, hắn triệt để trưởng thành. Về nhà, về nhà. Thập Phương Đạo Cung, cũng là bọn họ hiện tại nhà. Ngay tại Ngụy Kỵ bị giết đồng thời, Lam Hoàng Sinh Sinh bổ xuống, tam đầu thôn Nguyệt Yêu Lang, một cái đầu. Ngay sau đó, hồn ma đem móng vuốt, vào thân thể của đối phương bên trong, đem ngũ tạng lục phủ đều cho bóp nát. Cái này một đầu cự thú, ngao ô một tiếng, mềm mại đổ vào dưới thân thể của bọn nó, triệt để chết thảm. Kết thúc về sau, bọn họ mỗi một cái, trên thân đều có thương thế. Lý Thiên Mệnh nhìn sang thời điểm, Miêu Miêu đã kẹt tại Lam Hoang trên thân, yên ổn chìm vào giấc ngủ, Huỳnh Hỏa thì dựa lưng vào trên người của nó, bắt chéo hai chân, ngậm Yêu Lang một cọng lông tóc, một mặt phong khinh vân đạm. Bày cái gì tư thế đâu, cút nhanh lên tới. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng đến, Lam Hoang một đường chạy chậm, nghiền ép lên đi, kém chút đem Lý Thiên Mệnh đụng bay ra ngoài. Đậu phộng, gà đại ca ngươi vì cái gì không phanh lại. Lam Hoang áy náy nói. Liên quan ta cái giám a, ta lại không cưỡi ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Có thể ngươi lần trước không phải vụng trộm nói với ta, ta là ngươi vật cưỡi chuyên dụng sao. Lam Hoàng ủy khuất nói. Ngươi chớ nói nhảm, lão tử thẳng nam gà. Huỳnh Hỏa nổi giận. Ngươi thẳng cọng lông, ngươi còn không có Lam Hoàng trứng lớn. Lý Thiên Mệnh vô tình vạch trần nó. Huỳnh Hỏa khóc không ra nước mắt. Ta rốt cuộc biết, ta vì cái gì nhìn trứng không vừa mắt. Ha ha. Đây là một trận, sinh tử một đường tử chiến. Sau cùng, bọn họ thắng. Kinh lịch một trận chiến này, quen thuộc thập phương trấn ma trụ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Sau cùng nhất côn về sau, giống như mở một cái tân thế giới. Thiên Mệnh ca, người nói không sai, thời điểm chiến đấu, cùng nó có tốt hơn cộng minh. Dạ Lăng Phong hơi kích động nói. Có thể chỉnh ra thập phương trấn ma kết giới tới sao? Ta thử một chút. Tốt. Nhờ vào ngươi, Tiểu Phong. Đây là một trận, vượt qua nửa cái thần đô đào vong. Lý Vô Địch dẫn dắt rời đi càn đế về sau, từ Lý Thiên Mệnh bọn họ mở đường, từ Bạch Mặc, Dạ Nhất Đoạn Hậu, còn lại Tinh Vương cùng Điện Vương, ở bên cánh hộ giá hộ tống. Một triệu thất tinh quân đoàn, vì giết ra một đường máu, cầu được sinh tồn, tỏa ra kinh người dũng khí cùng đấu trí, một đường vọt tới trước. Xông ra Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới về sau. Phía trước cũng là vùng đất bằng phẳng. Chỉ có cường giả của hoàng tộc mới có thể chặn lại được phía trước đến, nhưng như Ngụy Kỵ loại này chết ở trên chiến trường, cũng có không ít. Song phương các bị tổn thương. Cho đến trước mắt, thập phương đạo cung bị thương,
còn không tính quá lớn. Nhưng là, thượng cổ hoàng tộc bộ hạ, còn tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Bọn họ cũng không cuống cuồng, dù sao đạo cung đã không có thập phương chấn ma kết giới, lại thế nào chạy, đều trốn không thoát bị đồ diệt xuống tràng. Bọn họ đại khái có thể các loại càn đế chém giết Lý Vô Địch trở về, đè thêm phía trên đồ sát, hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao, càn đế mới là để thập phương đạo cung, thật đang lúc tuyệt vọng tồn tại. Cứ như vậy, mấy triệu người tại thần đô bên trong chuyển di truy sát, toàn bộ mưa to bên trong thần đô, một mảnh hỗn loạn, có lúc, thậm chí không phân biệt được địch quân quân ta. Dưới tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, tại rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn bên trong, giết tham lang cổ tộc tộc trưởng. Tiếp đó, hắn tiếp tục vì thất tinh quân đoàn mở đường. Bởi vì hắn hấp dẫn rất nhiều hỏa lực, thất tinh quân đoàn có thể thoải mái hơn đào thoát. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể đếm hết được, dưới kiếm của mình, đến cùng có bao nhiêu vong hồn. Rốt cục, hắn thấy được thập phương đạo cung. Hiện tại thập phương đạo cung, giống như bao phủ tại một mảnh tinh không phía dưới, một lần bố đầy sao hình bán cầu kết giới, bao lại đạo cung phạm vi. Đây là ngũ tinh thiên văn kết giới cửu thiên ngân hà kết giới. Nó là thập phương đạo cung dự bị kết giới, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Cửu thiên ngân hà kết giới mở ra, nói rõ thiên tri điện vương đã thành công trở về. Tư đồ điện vương, cần phải đem cung chủ cho mang về. Lý Thiên Mệnh một chút thở dài một hơi. Rầm rầm rầm. Hắn bài trước vào cửu thiên ngân hà kết giới, sau lưng thất tinh quân đoàn, ngay ngắn trật tự đi vào. Vừa mới tiến đến, bọn họ cũng không có lung tung chạy trốn, mà là tại cửu thiên ngân hà kết giới bên trong, kết thành phòng thủ trận hình, chuẩn bị nghênh đón thượng cổ hoàng tộc trùng kích. Cửu thiên ngân hà kết giới, là ngũ tinh thiên văn kết giới, uy lực của nó cùng suy yếu nhất Nhật Nguyệt thần hoàng kết giới không sai biệt lắm. Nếu là hiện tại thượng cổ hoàng tộc đại quân giết tiến đến, cửu thiên ngân hà kết giới, chưa hẳn có thể chống đỡ ở bao lâu. Muốn là càn đế tự mình mở đường, vậy càng phiền toái hơn. Nhưng, đây đã là đạo cung, duy nhất sinh tồn hy vọng, cửu thiên ngân hà kết giới, có dù sao cũng so không có tốt. Hiện tại, một bước mấu chốt nhất, tại Dạ Lăng Phong trên thân. Tiểu Phong, người đi thập phương trấn ma đạo tràng, cùng trưởng bối nói, người muốn thử xem. Thiên Mệnh ca, người thì sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta ở chỗ này, cản bọn họ lại, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đứng tại cửu thiên ngân hà kết giới bên cạnh, mắt nhìn phía trước nói. Hiện tại thập phương đạo cung chiến sĩ, còn tại tiến kết giới tiêu ký còn chưa bắt đầu. Bọn người không sai biệt lắm toàn bộ tiến đến, dẫn động kết giới tiêu ký, đến đón lấy xông vào, cái kia chính là kẻ xâm lấn, sẽ phải gánh chịu cửu thiên ngân hà kết giới công kích. Đi thôi Tiểu Phong, ngươi là hy vọng duy nhất, đừng quản ta. Ta nhiều chống đỡ một hồi, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được. Dạ Lăng Phong không nói thêm lời, ánh mắt của hắn dứt khoát, tràn đầy bàng bạc niềm tin, quay người vọt vào đạo cung, mà Lý Thiên Mệnh chống đông hoàng kiếm, chờ đợi lấy thượng cổ hoàng tộc trùng sát. Rất nhanh, đạo cung phá vòng vây nhân mã, hầu như đều đã trở về. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất tự mình đoạn hậu, ngăn cản Đông Dương Dục bọn họ. Hai người bọn họ trở về thời điểm, trên thân đều đã vết thương chồng chất, có thể thấy được một trận chiến này, đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Phong bế kết giới, Dạ Nhất thiết huyết thanh âm, truyền khắp đạo cung. Ông, cửu thiên ngân hà kết giới bỗng nhiên biến sắc, sát cơ đột nhiên sinh ra. Kết giới phạm vi bên trong, vô số tinh quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành hơn ngàn điều màu bạc linh tai thần long. Cái này linh tai thần long cũng là địa để long mạch một loại, gọi là cửu thiên ngân long. Cái này hơn ngàn điều cửu thiên ngân long, trên chiến trường chạy như bay, khí thế mãnh liệt. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều linh tai đã vào chỗ, đoán chừng đạo cung bên trong kết giới hạch, đã có không ít người tỏa trấn trưởng khống. Bạch Mặc, người đi trèo chống kết giới đi, Dạ Nhất nói. Chống đỡ, huynh đệ, Bạch Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mệnh ta cứng rắn, không chết được, Dạ Nhất lạnh lẽo cười một tiếng. Cửu thiên ngân hà kết giới, cho thất tinh quân đoàn mang đến cảm giác an toàn, vốn chính là thấy chết không sờn, tiếp đó, bất quá là tử chiến thôi. Các huynh đệ, thượng cổ hoàng tộc đến trước đó, Dạ Nhất quay người lại, mặt hướng đạo cung chiến sĩ. Người cuối cùng đều có vừa chết, nhưng là, chết, có khác biệt kiểu chết. Ta tin tưởng các vị, đã lựa chọn thêm nhập đạo cung, trở thành ám điện một phần tử, thì đều sẽ có một khỏa, không muốn vì thượng cổ hoàng tộc hiệu lực tâm.
Hoàng tộc thống trị thần quốc vài vạn năm, siêu cao thuế nặng, hoang loạn vô đạo, thần đô xa hoa lãng phí, thiên hạ hỗn loạn, thượng cổ hoàng tộc con cháu, ức hiếp bách tính, không chuyện ác nào không làm, cướp bóc thương sinh, làm cho người giận sôi. Đây hết thảy, chư vị đều thấy rõ. Dạ Nhất hai mắt như lửa, nhìn về phía trước đã đánh tới chớp nhoáng thượng cổ hoàng tộc, bọn họ cuồng nhiệt, lãnh huyết, thô bạo, dữ tợn. Bọn họ đã đem thập phương đạo cung, nhìn thành một tòa mộ địa. Chư vị huynh đệ, cùng ta đều là cùng chung chí hướng người, lòng có lương chi, ngực có nhiệt huyết. Chúng ta người tu hành, cũng chạy không khỏi trời nói luân hồi, tử vong số mệnh. Nhưng là, chúng ta có thể lựa chọn, bị chết oanh oanh liệt liệt, bị chết không oán không hối, bị chết xứng đáng tiên liệt, bị chết xứng đáng con cháu của chúng ta. Đạo cung bên trong, còn có thân nhân của chúng ta, người yêu, hài tử. Nơi này là thần đô duy nhất thánh địa, nơi này, chính là chúng ta thủ vững cả một đời, vì nó nỗ lực hết thảy địa phương. Hôm nay, thượng cổ hoàng tộc lang tâm cẩu phế, muốn hủy gia viên của chúng ta, tru diệt tính mạng của chúng ta, chiếm trước tài sản chúng ta, nô dịch con cháu của chúng ta. Ta muốn hỏi một chút các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta còn có lý do gì, không đi vì tôn nghiêm cùng sinh tồn, vì trong lòng đạo nghĩa, đi liều chết nhất chiến. Hắn giơ lên súng đạn phi pháp, chỉ hướng cái kia thượng cổ hoàng tộc đại quân. Người, cũng nên đem trong lòng bóng mở dẫm tại dưới chân, mới có thể tiếp tục tiến lên. Có chư vị huynh đệ tại, ta đạo không cô vậy. Giết đi. Giết a. Giết bọn hắn. Cái này không là thanh âm của một người. Đây là đỏ thấm hai mắt trăm vạn đại quân, giận dữ hét lên, đây là đại nghĩa, đây là mộng tưởng, đây là làm người căn bản. Bầy số 13 thủ trận, thiên su quân đoàn bất chợt tới tiến. Dạ Nhất gào thét, bao phủ chiến trường. Ám tinh doanh, Lý Thiên Mệnh xuất lĩnh vạn đại quân người, đi tới trăm vạn đại quân trước đó. Rầm rầm rầm, mặt đất điên cuồng rung động, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thượng cổ hoàng tộc cộng sinh thú, nghiền ép thần đô phế tích, gào rú mà đến. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ là cửu thiên ngân hà kết giới, rất có thể nhìn không được thượng cổ hoàng tộc trùng sát. Nhưng, giống như Dạ Nhất nói, nơi này là duy nhất thánh địa, là bọn họ thủ vững cả đời địa phương. Cho dù chết, đều muốn kéo lên đệm lưng, một cái không lỗ, hai cái huyết kiếm lời. Nếu như, làm cho thượng cổ hoàng tộc chết lại 1 triệu, cái kia còn tính là gì hoàng tộc? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tâm như hỏa thiêu. Ầm ầm, thượng cổ hoàng tộc đại quân, vọt vào cửu thiên ngân hà kết giới. Toàn quân nghe lệnh, đồ diệt thập phương đạo cung, đoạt được hết thảy chiến lợi phẩm, về cá nhân tất cả. Đông Dương Dục giữ tợn cười to. Tuân mệnh. Thượng cổ hoàng tộc tất cả mọi người, mở ra huyết tinh miệng lớn, cuồng nhiệt cười to. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt, vạn thọ vô cương. Giết! Ý chí của bọn hắn, để bọn hắn tại dạng này trên chiến trường, càng như điên cuồng. Ai cũng không dám phủ nhận, thượng cổ hoàng tộc chiến đấu lực, bởi vì, bọn họ đều là cuồng nhiệt chi đồ. Bọn họ này huyết sắc đại quân, trong nháy mắt chui vào trong kết giới. Giống! Hơn ngàn điều, cửu thiên ngân long, thấy được kết giới tiêu ký đối thủ, đáp xuống, chỗ đến, người ngã ngựa đổ. Nhưng là, vẫn có nhiều người hơn, đột phá kết giới linh tai, vọt tới thất tinh quân đoàn trước mắt. Hai quân đập vào, huyết nhục văng tung tóe. Đúng vào lúc này, một cái màu đen kết giới, bỗng nhiên bao phủ chiến trường, điệp ra tại cửu thiên ngân hà kết giới phía trên. Lý Thiên Mệnh vừa chặt chết đi mấy người, đột nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên. Cửu thiên ngân hà kết giới, làm sao biến thành đen? Không đúng, là phía trên điệp ra một tầng. Đây là... Hắn chả đang nghi ngờ thời điểm, chợt nghe vô số thập phương đạo cung chiến sĩ, lấy kinh hỉ đến tiếng nổ, điên cuồng hô to. Thập phương chấn ma kết giới. Cái này thật là điên rồi. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ một chút, sau đó lâm vào cuồng hỉ bên trong, hắn bắt được trên bờ vai Miêu Miêu, hung hăng đập xuống đất. Đau sao? Đau a, người điên rồi. Miêu Miêu cả giận nói. Điều này nói rõ không phải nằm mơ, Tiểu Phong quá châu phê. Ta thao, lật trời a. Dạng này kinh hỉ, tới quá bỗng nhiên. Hắn vốn là nghĩ, coi như Dạ Lăng Phong có thể làm được, vậy cũng phải một thời gian thật dài, nói không chừng sẽ chết rất nhiều. Hắn gì từng nghĩ tới, thượng cổ hoàng tộc đại quân vừa xông tới, Dạ Lăng Phong vậy mà liền đem, thập phương chấn ma kết giới, cho chỉnh ra đến rồi. Ca ca, cái này thập phương chấn ma kết giới, có chút hỗn loạn,
không có trước kia cái ổn định, có thể là bởi vì Tiểu Phong lực lượng không đủ. Bất quá, hẳn là cũng rất mạnh, chỉ ít so Cửu Thiên Ngân Hà kết giới phải mạnh hơn. Khương Phi Linh nói, tốt, hiện tại liền có thể đạt tới loại trình độ này, tiếp đó, sẽ chỉ càng ngày càng vững vàng. Lý Thiên Mệnh cười to nói, hắn chỉ có thể nói, tuyệt. Đại đa số thập phương đạo cung chiến sĩ, cũng không biết, thập phương trấn ma kết giới, tại sao lại xuất hiện. Cung chủ không có việc gì. Cung chủ nhất định tỉnh. Các vị, chúng ta kỳ thật không có tổn thất bao lớn a. Đây là một sự thật. Thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, mang ý nghĩa Càn Đế hao phí 500.000 hoàng tộc bộ hạ, cùng toàn bộ thần đều như vậy đại giới, thiết lập âm mưu, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nếu như Càn Đế nhìn đến thập phương trấn ma kết giới, hắn lại là biểu tình gì? Phun máu 3 lần. Đây là gậy ông đập lưng ông a, ha ha, 500.000 trong đám người chiến mà chết, còn hủy đi cả một cái thần đô. Thật mẹ nó kích thích. Đây là trong tuyệt vọng, lập lòe hừng hực ánh dạng đông, đem thập phương đạo cung chiến sĩ, theo địa ngục bên trong kéo tới. Có thể nhìn đến, thập phương trấn ma kết giới uy lực, đã sinh ra. Đó là một loại gọi là, nguyên thủy ma khí, đồ vật, bọn họ ngưng kết thành các loại cổ quái hình dáng, có là cự thú, có là cự nhân, thậm chí, căn bản không cần kết giới tiêu ký, những cái kia nguyên thủy ma khí, tỏa định đều là thượng cổ hoàng tộc bộ hạ. Hiện tại nguyên thủy ma khí số lượng, cùng trước kia căn bản không cách nào so sánh được, nhưng là điệp gia Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, Cửu Thiên Ngân Long, đã đầy đủ đáng sợ. Đúng vào lúc này, một tiếng bén nhọn ưng rít gào, hấp dẫn toàn trường chú ý. Đừng cười, tuyệt địa phản kích, tranh thủ thời gian giết người. Đây là Dạ Nhất Thanh âm. Thất tinh quân đoàn chiến sĩ, trong nháy mắt phản ứng lại. Lên làm cổ hoàng tộc, đã bị hai đại kết giới vây quanh, cái này không phải liền là tốt nhất phản sát cơ hội sao? Thất tinh quân đoàn nghe lệnh, hủy diệt thượng cổ hoàng tộc, lật đổ thần quốc tàn bạo thống trị thời cơ, vào thời khắc này. Đây là địa bàn của chúng ta, cũng đã để cái này phương Bắc Man Di Cửu Minh nhất tộc, xâm chiếm vạn năm. Chúng ta, mới là thiên hạ chính thống. Dạ Nhất làm thất tinh quân đoàn thống soái, xác thực rất am hiểu cổ động sĩ khí, cái này là thống soái căn bản. Nhưng là, hắn nói mỗi một câu, đều tại điểm bên trên, cũng đều là sự thật. Để cái này Cửu Minh nhất tộc, chạy trở về hoàng tuyền địa ngục. Phản kích kèn lệnh, ở đây thổi lên. Chuyển số 7 trận hình công kích, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ Tam Quân bất chợt tới trước, Diêu Quang khai dương cánh trái vây giết, Ngọc Hành Thiên Quyền cánh phải chuyển lên, chặn ngăn đường lui. Nghe ta hiệu lệnh, giết. Tại Dạ Nhất khống chế phía dưới, thất tinh quân đoàn ngay ngắn trật tự, rung động xuất kích. Làm Thiên Xu quân đoàn một viên, Lý Thiên Mệnh làm truy kích quân đoàn, đương nhiên là giết tại phía trước nhất. Hắn tự mình mở đường, mang theo ám tinh doanh, như là một thanh dao nhọn, đâm vào thượng cổ hoàng tộc bộ hạ trái tim. Rất hiển nhiên, thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, làm trên cổ hoàng tộc bộ hạ đều khó có thể tin. Bọn họ rõ ràng nghe Càn Đế nói qua, thập phương trấn ma kết giới không còn tồn tại, vi sinh vân tịch không có khả năng thức tỉnh a. Khác quan tâm, cái này là đối phương mê huyễn thiên văn kết giới, ngoại trừ gạt người, không có tác dụng gì. Đông Dương Dục chỉ tin tưởng Càn Đế, cho nên không có chút nào lo lắng. Hắn căn bản cũng không có dẫn người rút lui, mà là tiếp tục xông về phía trước, cùng đánh tới thất tinh quân đoàn chính diện chém giết. Nhưng, hắn cùng Đông Dương Lăng hai người, rất nhanh liền triệt để mộng bức. Nguyên thủy ma khí, sẽ tự động công kích, làm thượng cổ hoàng tộc hai cường giả, vô số nguyên thủy ma khí hướng lấy bọn hắn mà đến. Rầm rầm rầm, Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng, đều kêu thảm một tiếng, bị nguyên thủy ma khí một lần bao phủ, bọn họ máu thịt be bét, da thịt trực tiếp mục nát một tầng. Bọn họ khẩn cấp lấy thánh nguyên bao khỏa thân thể, mới có thể ngăn ở nguyên thủy ma khí, nhưng là, còn lại thượng cổ hoàng tộc quân đoàn, liền không có may mắn. Nguyên thủy ma khí sở hướng, vô số huyết nhục bốc hơi, thậm chí có người bị cuốn ở về sau, không ra thời gian ba cái hô hấp, đã thành một bộ hài cốt, huyết nhục hoàn toàn mất hết. Đây là thực sự, thập phương trấn ma kết giới. Mau bỏ đi đi, không sợ chết sao? Rốt cuộc không ai, tin tưởng Đông Dương Dục lời nói. Một số thời khắc, cuồng nhiệt tin tưởng Càn Đế, chưa chắc có kết cục tốt. Lên làm cổ hoàng tộc bị nguyên thủy ma khí cùng Cửu Thiên Ngân Long tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời tử thương vô số thời điểm, bọn họ bị dọa phát sợ. Mạnh hơn ý chí, tại tử vong trước mặt, bỗng nhiên biến đến buồn cười.
đám tiền bối vô số năm phủ lên, để bọn hắn đối thập phương trấn ma kết giới, có bản năng hoảng sợ.